Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 406. T. Không hổ là từ thiên tội cổ kiếm bên trong, sản sinh ra vĩ đại thần vật, có chút khó giải quyết. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt chuyển động, ở chung quanh cuồng bão tuyết xâm nhập hạ, trong chốc lát nửa bước khó đi. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, thật giống như mình gân cốt mệnh hồn, đều phải bị vô tận đông rét dùng mình ăn mòn, cuối cùng hóa thành tượng đá chết đi. Ở đông rét lạnh như băng dưới uy hiếp, Diệp Thần tâm thần, cũng là nhanh chóng chuyển động lực. Hắn dựa vào trực giác bén nhạy, đã phát hiện cái này phiến băng tuyết thế giới, là không có cuối, vô luận hắn đi tới chỗ nào, vậy đông rét cơn giận phong sương, liền sẽ lan truyền tới chỗ nào, hắn đi cả đời cũng không thể đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có sống sờ sờ bị đông cứng chết kết quả. Muốn phá cuộc mà nói, duy nhất biện pháp, chính là đem cái này phiến đông rét thế giới, hoàn toàn xé nát hết. Tất hắc chi tinh, trên đời gian biểu dương ngươi lực lượng đi, hắc ám hạ xuống. Diệp Thần tâm niệm chuyển động tới giữa, lập tức móc ra tất hắc chi tinh chuôi kiếm, cũng sâu cắm sâu vào mặt đất bên trong. Cái này phiến đông rét thế giới, chính là vĩ đại thần vật đào tạo ra, muốn dùng sức mạnh phá giải, ngang hàng là cùng cao nhất thần khí đối kháng, đặc biệt khó khăn. Muốn đối phó vĩ đại thần vật uy nghiêm, tốt nhất biện pháp, tự nhiên cũng là dùng vĩ đại thần vật. Vừa vặn, Diệp Thần trong tay, cũng có một kiện vĩ đại thần vật, đó chính là tất hắc chi tinh. Theo tất hắc chi tinh chuôi kiếm, cắm vào mặt đất, một màn nguy nga xuất hiện. Chỉ gặp từng luồng đen nhánh hơi thở, so nửa đêm còn muốn hắc ám, từ vậy màu đen tuyền bằng đá chuôi kiếm tràn ngập ra, nhanh chóng lan tràn bốn phía đi. Nguyên bản lạnh như băng gió tuyết thế giới, tiếp xúc tới tất hắc chi tinh hơi thở sau đó, tất cả gió tuyết lập tức dừng lại. Mới vừa vẫn là thế giới tuyết phủ trắng xóa thế giới, nháy mắt tức thì hóa thành nửa đêm. Diệp Thần hành động này, giống như là ở một tấm trắng như tuyết trên tờ giấy, chút xuống hạ một đoàn đen nhánh tới ám mực. Đông rét thế giới quy luật, hoàn toàn bị tất hắc chi tinh vặn vẹo rớt, tất cả gió tuyết đều ngưng gầm thét, thế giới biến thành nửa đêm. Diệp Thần lấy quỳ một chân trên đất tư thái, trong tay nắm tất hắc chi tinh chuôi kiếm, liền giống như là nắm giữ bóng tối quân vương vậy. Thế giới ra, Khương Hâm mà ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng người, giống như ngước nhìn một cái vĩnh dạ quân vương. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần ứng biến nhanh như vậy, lại có thể không có bị sư phụ nàng dắt đi, phản rất nhanh nghĩ tới phá cuộc biện pháp. Hừ! Trong hư không, truyền ra Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân thanh âm. Bằng ngươi một cái tàn phá chuôi kiếm, cũng muốn phá hỏng ta đông rét cơn giận. Nguyện Ly Nhân không cam lòng sa sút, ý chí thúc giục. Miếng màu trắng kia xương lá, ở đêm tối trong thế giới, toát ra chói mắt ánh sáng, lại lần nữa nổ lên gió tuyết. Hu hu hu, băng gió mạnh thổi phất, xương tuyết lần nữa xoắn tới, nhanh chóng làm tan rã đêm tối uy nghiêm, phải đem thế giới lần nữa biến thành đông rét thiên địa. Thiên ma tinh hải, phá cho ta. Diệp Thần trong mắt run lên, không chút do dự nào, trong cơ thể thiên ma tinh hải một giọt năng lượng sôi trào, ở nơi mi tâm ngưng tụ thành một viên giọt nước. Đó là một viên hắc ám đến mức tận cùng giọt nước, hội tụ thiên ma tinh hải quy luật năng lượng. Cùng viên này giọt nước so sánh, tất hắc chi tinh chuôi kiếm, cũng lộ vẻ được trắng bệch. Theo viên này giọt nước xuất hiện, hào hùng ma khí, bắt đầu từ Diệp Thần ấn đường tản ra, cũng nhanh chóng hội tụ đến tất hắc chi tinh trên chuôi kiếm. Lấy được thiên ma tinh hải năng lượng bơm vào, tất hắc chi tinh ma hy đại tác, lăn lăn ma khí bạo động, nổ lên ngàn vạn tầng cổ xưa phù văn. Tất cả chung quanh đông rét gió tuyết, ở ngàn vạn tầng ma đạo phù văn trấn áp xuống, nhanh chóng khói tiêu làm tan rã, phát ra ô minh. Thậm chí vậy một phiến xương lá, vậy được thiên ma tinh hải năng lượng ăn mòn, từ màu trắng nhanh chóng hóa thành đen nhánh. Thiên ma tinh hải, vậy nhưng là chân chính cao nhất thần khí, uy nghiêm bàng bạc, năng lượng kinh khủng, tự nhiên không phải thông thường vĩ đại thần vật có thể chống đỡ. Đáng chết! Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân phát ra một tiếng mắng. Một cái trắng như tuyết mảnh khảnh bàn tay, từ trong hư không lộ ra, đem vậy đông rét cơn giận xương lá, thu hồi lại. Sau đó, một cái mỹ phụ phong vận vẫn còn người, biến dạng hư không xuất hiện, ánh mắt như nhật nguyệt, hoàn toàn không chịu đêm tối ảnh hưởng, lửa đốt ngắm nhìn Diệp Thần. Người mỹ phụ này người, tu vi hơi thở thông trời, cho người một loại uyên thâm khó lường cảm giác. Nàng da thịt trắng như tuyết, bảo bọc một bộ rộng thùng thình màu đen áo choàng, có thể nhìn ra được nàng vóc người rất đẹp,
vậy bảo dưỡng rất khá, không có nhiều ít năm tháng mài mòn, phong vận như cũ động lòng người, tướng mạo vậy khá là đoan trang, chỉ là một cặp tròng mắt, lãnh mang thấu xương, làm người ta không lạnh mà run. Ở nàng bên trái trên gương mặt, còn in một cái màu đen con nhện hình vẽ, giống như xăm, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Diệp Thần nhìn màu đen kia con nhện đâm đen thời điểm, trong lòng khó hiểu phát mao, vậy xăm hình như là sống. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Thiên Chu Thiên Quân tiền bối. Diệp Thần biết người mỹ phụ này người, chính là Thiên Chu Thiên Quân Nguyễn Ly Nhân, lập tức thu hồi tất hắc chi tinh chuôi kiếm, vậy thu liễm lại thiên ma tinh hải năng lượng, đúng mực hướng Nguyễn Ly Nhân chắp tay thi lễ. Đầy trời hắc ám, vào thời khắc này tản đi, thiên địa lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nguyễn Ly Nhân đứng ở ao đầm phía trên, ở ngàn nhện giới đặc biệt chướng khí nổi bật hạ, lộ vẻ được âm lãnh cô độc, bất cận nhân tình. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng, trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nói, không hổ là thiên nữ quyến luyến người, quả nhiên có chút con đường. Nàng lấy vì mình thả ra đông rét cơn giận, Diệp Thần tất nhiên bị kẹt, cuối cùng không đi ra lọt, muốn khổ khổ hướng mình cầu khẩn. Nào nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể như thế ung dung quả quyết, liền phá hư nàng bày ra cục. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Thần vẫn là đúng mực vẻ mặt, trầm ổn nói. Nguyễn Ly Nhân lạnh lùng nhìn hắn, nói ta có thể chỉ đạo ngươi võ học, thậm chí cho ngươi vô thượng cơ duyên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Diệp Thần khẽ cau mày, trong đầu nghĩ mình đã xông qua đông rét cơn giận khảo nghiệm, Nguyễn Ly Nhân lại còn có yêu cầu. Hắn tâm lý có chút không vui, nhưng ngoài mặt không hề hiển lộ, như cũng duy trì lễ phép, nói, không biết tiền bối còn có yêu cầu gì. Nguyễn Ly Nhân nói, ta muốn ngươi từ nay về sau, lại nữa cùng thiên nữ dính nhân quả, ngươi dây dưa nàng, không có bất kỳ kết quả tốt, ngươi cuối cùng sẽ bị nàng giết chết, nàng thích ngươi, chỉ là vì nuôi heo, ngươi thanh tỉnh một chút đi, tiểu tử. Diệp Thần sửng sốt một chút, lại không nghĩ rằng Nguyễn Ly Nhân yêu cầu, là muốn mình cùng thiên nữ chia nhỏ. Hắn xuất thần hồi lâu, trầm giọng đáp, ta cùng thiên nữ tới giữa, ân oán tình cừu, chúng ta tự có quyết đoán, không cần tiền bối nhúng tay. Nguyễn Ly Nhân thấy Diệp Thần bộ dáng này, hừ một tiếng, cả giận nói, người đây là cho mặt không biết xấu hổ. Bên cạnh Khương Hâm mà, thấy Nguyễn Ly Nhân tức giận, vội vàng đi tới trước, đỡ tay nàng, nói, sư phụ, không muốn tức giận. Dừng một chút, Khương Hâm mà vẫy mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, sư phụ ta là vì ngươi tốt, ngươi hẳn biết, thiên nữ sư tỷ từ đầu đến cuối muốn giết ngươi, ngươi cần gì phải dây dưa nàng. Diệp Thần nói, ta tự nhiên biết, nhưng cũng không phải là ta dây dưa nàng, mà là. Hắn và thiên nữ, có thể nói là hai hướng lao tới, lưỡng tình tương duyệt, hồi tưởng lại đã từng là từng ly từng tí, hắn trong lòng cũng là nhiệt huyết hỗn loạn, trong chốc lát không biết như thế nào mở miệng, dẫu sao nội tâm tình cảm, cũng không tiện cùng trước mắt hai người kể lể. Nguyễn Ly Nhân thấy Diệp Thần biểu tình biến hóa, rất nhiều nhớ lại tình tư thái, lại là giận dữ không thôi. Nói, ngươi và thiên nữ, coi như là lưỡng tình tương duyệt, đều không thể chung một chỗ. Thế gian văn tự bát vạn vạn, một chữ tình nhất giết người. Ngươi và nàng tơ tình, dây dưa không rõ, sớm muộn sẽ hại chết các ngươi hai cái. Ngươi chết vậy không đánh chặt, thiên nữ nhưng mà ta học trò bảo bối, lần này nàng thiếu chút nữa bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi thật muốn xem nàng chết. Thiên nữ hôm nay bị thương nặng, ngủ say ở vạn hoa trang bên trong. Nguyễn Ly Nhân tự nhiên cũng biết, nội tâm là vô cùng căm hận, đem thiên nữ hôm nay khốn cảnh, tất cả thuộc về cứu đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cũng biết hôm nay thiên nữ trọng thương, đều là bởi vì mấy lên, nhưng hắn thái độ như cũ kiên quyết, nói tiền bối, nếu như thiên nữ tỷ tỷ thật không thích ta, muốn khua kiếm chém tơ tình, vậy ta tự nhiên tiếp nhận, nhưng nếu như ngươi cứng rắn muốn chia rẽ chúng ta, vậy mời thứ cho ta không thể tòng mệnh. Nguyễn Ly Nhân gặp Diệp Thần thái độ kiên quyết như vậy, biết thủ đoạn cường ngạnh, không cách nào làm hắn khuất phục, liền nói, được, ngươi nhìn trời nữ tình thâm nghĩa nặng, ta rất là thưởng thức, nhưng ngươi nếu thật vì tốt cho nàng, liền ngoan ngoãn rời đi nàng, cùng nàng đoạn tuyệt nhân quả, ta sẽ hướng đạo đức thiên tôn cầu tha thứ, mời hắn ban thưởng xích diễm tạo hóa đan, chữa trị thiên nữ thương thế, cũng không cần ngươi vất vả đi thái thượng công đức chiến mạo hiểm, như thế nào. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói tiền bối nếu có thể mời đạo đức thiên tôn thủy ban cho ân từ. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nhưng coi như không có tiền bối, ta cũng sẽ đoạt được thái thượng công đức chiến đầu tên, bằng chính ta lực lượng,
bắt được đan dược kia. Nguyện Ly Nhân mặt liền biến sắc, nói, ngươi có biết hay không, vậy quá trên công đức chiến có bao nhiêu nguy hiểm, năm đó chồng ta. Nói tới chỗ này, dừng lại một tí, sắc mặt nhăn nhó biến ảo, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Thần nói, bỏ mặc biết bao nguy hiểm, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Thanh âm bình thản bình tĩnh, nhưng mang bất khuất quyết tâm. Nguyện Ly Nhân ngũ quan hơi vặn vẹo, nói như vậy, người bất kể như thế nào, đều là không chịu ngày rời đi nữ. Diệp Thần nói, nhắc tới, tiền bối không phải cùng thiên nữ tỷ tỷ mỗi người một ngã sao? Ta cùng nàng ân oán tình cừu, hẳn cùng tiền bối lại không quan hệ mới được. Nguyện Ly Nhân nghe lời nói này, đôi mắt trợn tròn, trên gương mặt con nhện xăm, không ở lay động, giận dữ nói, phản. Ta cùng nhà ta học trò bảo bối sự việc, đến phiên một mình ngươi người ngoài tới chỉ điểm. Thật lấy là ta không dám động tay giết ngươi. Hâm Nhi, thằng nhóc này không biết sống chết, bắt hắn lại, trước chém nứt tay hắn tay chân, ta xem hắn còn như thế nào mạnh miệng. Khương Hâm mà do dự một tí, nhưng không dám vi phạm sư mệnh, nói, Cái này âm tiết vừa rơi xuống, nàng thân thể bỗng nhiên như ma quỷ ảnh vậy, bay vút ra, đầu ngón tay như tia chớp xuyên vân, chụp vào Diệp Thần cổ họng, ra tay đặc biệt mau lẹ. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, chỉ cảm thấy Khương Hâm mà khí thế, so với trước đây ở Nguyện Vọng Thần Giáo bên trong, tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Hiển nhiên, ở ngàn nhện giới bên trên, mượn địa lợi khí vận ưu thế, nàng thực lực cũng là lớn lớn tăng lên. Diệp Thần tự biết nguy hiểm, phải mau rời khỏi, nếu bị cái này hai thầy trò bắt, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tử Hoàn Đại Đế tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần trong lòng hét điên cuồng, câu thông luân hồi mộ địa, kêu gọi Tử Hoàn Đại Đế. Hôm nay thiên nữ sư phụ, Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân, ngay tại bên cạnh, nếu như Nguyện Ly Nhân ra tay, Diệp Thần không có nắm chắc chống lại. Cho nên, hắn phản ứng thật nhanh, lập tức muốn mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng. Luân hồi mộ địa mộ bia chấn động, ánh sáng tím lóng lánh, Tử Hoàn Đại Đế bóng người hiển hóa đi ra. Hắn nhếch mép, thật là có chút không biết làm sao, nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể mạo phạm Thiên Chu Thiên Quân, nữ nhân này có thể khó dây dưa rất, năm đó nhưng mà tà phái lãnh tụ, ta đều nhận được nàng chiết nhục, chúng ta còn chưa muốn dây dưa, hết sức đi nhanh đi. Tử Hoàn Đại Đế đối mặt Nguyện Ly Nhân, cũng lớn là kiêng kỵ. Năm đó, Tử Hoàn Đại Đế là Tử Hoàng Thiên Cung người chính phái, cùng tà phái thế bất lưỡng lập. Mà Nguyện Ly Nhân, chính là đã từng tà phái lãnh tụ, bối phận so Đa Bảo Thiên Quân cao hơn, hắn vô cùng tự nhiên kiêng kỵ. Lập tức, Tử Hoàn Đại Đế đem cả người linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần cả người tử mang bạo tăng, hơi thở tăng vọt, thậm chí đem Khương Hâm mà cũng đẩy lui một bước. Ồ, Tử Hoàn Đại Đế, là ngươi tên này. Nguyện Ly nhìn ánh mắt cay độc, lập tức nhìn ra liền đầu mối. Tử Hoàn Đại Đế mượn Diệp Thần thân thể, vui vẻ cười to liền một tiếng, nói, ngàn nhện sư tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn bộ dạng thướt tha sao. Nguyện Ly nhân hừ một tiếng, nói, ngươi như thức thời, ngoan ngoãn để cho Diệp Thần thằng nhóc này, ngày rời đi nữ, nếu không ta định không tha các ngươi. Tử Hoàn Đại Đế cười hắc hắc, nói chuyện của người tuổi trẻ, chúng ta những thứ này lão xương, liền không nên dính vào, chúng ta cáo từ trước, ngày khác tạm biệt. Dứt lời, Tử Hoàn Đại Đế hướng Diệp Thần truyền niệm, tỏ ý rời đi. Diệp Thần phản ứng thần tốc, lập tức bước chân bay vút, đi ao đầm thế giới bên ngoài chạy đi. Hừ, các ngươi muốn đi, có hỏi qua ta không? Nguyện Ly nhân thần sắc hờ hững, vạn cổ chưa từng hư hại bàn tay, nhỏ hết sức trắng nõn, nhẹ nhàng vung lên, chung quanh linh khí bạo động, trong ao đầm leo ra ngoài từng cái lông xù con nhện, ùn ùn kéo đến, hướng Diệp Thần vây giết đi. Sư phụ, người thân thể. Khương Hâm mà có vẻ lo âu, nàng biết sư phụ thân thể không tốt, lần này ra tay, rất có thể làm bị thương nguyên khí, thậm chí mài mòn già đi. Không sao. Nguyện Ly nhân chấn định như thường, không quan tâm chút nào, chỉ là gương mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên cái này một tí toàn lực mà làm, đối thân thể nàng tiêu hao cũng là to lớn. Diệp Thần thoát đi tới giữa, thấy chung quanh chi chít con nhện, sột soạt, ùn ùn kéo đến. Đông nghịt như thủy triều xông tới, không khỏi được trong lòng phát mao. Vậy mỗi một con nhện, đều là răng độc đỏ mắt, nếu như bị cắn một cái, kịch độc bứt rứt, chỉ sợ không chết cũng phải lột một lớp da.
dùng thiên địa hồ. Tử Hoàn đại đế kêu lên. Diệp thần lập tức đem bên hông hồ lô tháo xuống, mở ra nắp, linh khí thúc dục. Hô hô hô, chỉ gặp màu vàng kia thiên địa hồ, nhô lên ra tiên hy thần mang, truyền ra hấp lực cường đại. Diệp thần giơ hồ lô lên hút một cái, chung quanh vậy đông nghịt kịch độc con nhện, liền từng mảnh, bị hút vào đến trong hồ lô đi. Nhưng mà, không cần thiết chốc lát, màu vàng kia hồ lô, lại có thể dần dần biến thành màu đen, tựa hồ không chứa nổi những cái kia con nhện khí độc. Tốt lắm, không thể lại hút, nếu không bên trong thiên hồ thế giới, đều phải bị khí độc ô nhiễm. Tử Hoàn đại đế kêu lên. Thời kỳ tột cùng thiên địa hồ, tự nhiên có thể bao dung hết thảy, thậm chí có thể chứa thiên tội cổ kiếm sát ý, là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng tiếc là, hôm nay Diệp thần trong tay thiên địa hồ, chỉ có thể coi là một khối mảnh vỡ, cùng thời kỳ tột cùng uy lực, hoàn toàn không cách nào so sánh. Đối mặt trước mắt đông nghịt kịch độc con nhện, thiên địa hồ cũng chỉ có thể hấp thu bộ phận, cũng không thể tiêu hóa toàn bộ. Thật may, coi như chỉ là hấp thu bộ phận, chung quanh hắc chiều giống vậy con nhện nhóm, vậy xuất hiện một đạo lỗ hổng. Diệp thần lập tức dọc theo lỗ hổng kia, như nhanh như tia chớp xông lên đánh ra. Con nhện nhóm bạo động, vô số con nhện nhảy lên, hướng Diệp thần phệ cắn đi, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Diệp thần trong lòng từng trận phát mao, vội vàng vận chuyển linh khí, bảo vệ được thân thể, thoát khỏi vô số con nhện khốn khóa, rốt cục thì trốn ra cái này phiến ao đầm thế giới. Những cái kia con nhện, là Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân tự mình tài bồi, không biết nuôi dưỡng liền nhiều ít vạn năm, mỗi một đầu cũng không có so kịch độc, một chút độc nước ép đều có thể phá hủy một cái đại thế giới. Diệp thần bị cắn mấy miệng, thật may có Tử Hoàn đại đế bảo vệ, miễn cưỡng hóa giải được khí độc, cuối cùng không bị thương. Chạy trốn ra ngoài sau đó, Diệp thần vậy thoát khỏi Nguyễn Ly Nhân uy nghiêm áp chế, lập tức trở tay biến dạng hư không, rời đi ngàn nhện giới. Nguyễn Ly Nhân thấy Diệp thần rời đi, xinh xắn gương mặt, nhất thời thần sắc vặn vẹo, diễn cảm đặc biệt khó khăn xem. Sư phụ, hắn đi, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Khương Hâm mà thấp giọng nói. Hừ, một tháng sau, chính là Thái Thượng Công Đức Chiến ngày, hắn tổng hội tham gia, vì sư tự nhiên có đối phó hắn phương pháp. Nguyễn Ly Nhân ánh mắt lướt qua ý định giết người, nói. Khương Hâm mà thần sắc phức tạp, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Diệp thần rời đi ngàn nhện giới, đi ra phía ngoài hỗn độn hư không. Tử Hoàn đại đế linh khí, như nước thủy triều từ hắn trong kinh mạch thối lui, lần nữa trở lại mộ bia bên trong. Diệp thần thân thể một hồi trống rỗng, thật may hắn hôm nay thực lực, so với trước kia cường đại rất nhiều, coi như mượn dùng Tử Hoàn đại đế lực lượng, cũng sẽ không rơi vào cực hạn yếu ớt bên trong, chỉ là hơi có chút trống rỗng, nghỉ ngơi gần nửa ngày là được khôi phục. Diệp thần nhìn mờ mịt hư không, trong chốc lát không có chủ ý. Thiên nữ kêu hắn thỉnh giáo Nguyễn Ly Nhân, nói là một chàng đại cơ duyên, nhưng nào nghĩ tới phần cơ duyên này, hôm nay lại trở thành ý định giết người. Đang mờ mịt lúc đó, Diệp thần nghe được một hồi tiếng hát, chỉ gặp một cái ông già, cầm một cái hồ lô rượu, vừa uống rượu, một bên ca hát, sải bước lướt qua hư không, hướng Diệp thần phương hướng đi tới. Vậy ông già uống được say khướt, trong mắt nhưng là vô cùng sáng ngời, tràn đầy tinh mang. Hi hi, lão đầu tử ta đánh hơi được rượu thơm mùi vị, quả nhiên có thứ tốt. Ông già đi tới Diệp thần trước mặt, cười hắc hắc nhìn bên hông hắn hồ lô. Diệp thần bên hông hồ lô, mới vừa hấp thu đại lượng kịch độc con nhện, lúc này những cái kia kịch độc con nhện, đều bị hòa tan hết, hồ lô lại lần nữa khôi phục tinh khiết màu vàng, lại không có chút nào độc chất khí tượng, ngược lại tràn ra một cổ đặc biệt mùi thơm. Cái này cổ mùi thơm, là những cái kia kịch độc con nhện hòa tan hết sau đó, cùng thiên hồ thế giới linh khí hỗn hợp, phát ra dị thơm. Vậy ông già nhưng sai cho là rượu thơm, trước mắt thèm thuồng cùng khát vọng, nói, hi hi, thằng nhóc, người hồ lô này phẩm tương không tệ, tặng đưa cho ta trưng cất rượu đi. Vừa nói liền vứt bỏ rượu của mình hồ lô, đưa ra gầy đét già nua bàn tay, hướng Diệp thần bên hông thiên địa hồ bắt đi. Diệp thần lấy làm kinh hãi, lui về phía sau một bước, ngưng khí hóa kiếm, bày trận mà đợi, nói cái này vị tiền bối, xin ngươi hãy tự trọng. Vậy ông già thấy Diệp thần như vậy phòng bị hình dáng, diễn cảm cứng lên một tí, sau đó lại cười hắc hắc, nói, ngươi không phải muốn cầu người chỉ giáo ngươi võ học sao? Lão bà ta không chịu dạy ngươi, ta dạy ngươi liền. Lời nói này nói được không đầu không đuôi,
nhưng Diệp Thần nghe vào trong tai, nhưng lại như là văn sấm vậy. Tiền bối, ngươi chính là, Diệp Thần thanh âm có chút ngưng động chất. Ông già trong mắt tinh mang lóng lánh, không mang theo chút nào vẻ say, nói, lão đầu tử ta kêu Diêm Hành Thiên, lão bà ta chính là Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân, ngươi đã gặp qua nàng chứ? Diệp Thần thầm giật mình, không nghĩ tới cái này say rượu lão đầu, lại chính là Nguyện Ly Nhân trượng phu. Mình mới vừa rời đi ngàn nhện giới, cái này ông già liền xuất hiện, muốn đến ngàn nhện giới bên trong đủ loại biến cố, hắn đã dòm ngó gặp. Nguyên lai là Diêm Hành Thiên tiền bối, vãn bối Diệp Thần, thất lễ. Diệp Thần chắp tay thi lễ, trong đầu nghĩ Diệp Lạc Nhi từng nói qua, nếu như bị Nguyện Ly Nhân hành hạ nói, có thể kêu gọi Diêm Hành Thiên hạ xuống. Muốn đến cái này Diêm Hành Thiên, thực lực cũng là tương đương cường hãn, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Lão đầu này là thần thiên giới trước kia giới vương. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, lại truyền ra Tử Hoàn Đại Đế thanh âm, để lộ ra một cái bí mật kinh người. Thần thiên giới giới vương. Diệp Thần nghe nói như vậy, lại là giật mình. Thần thiên giới, là luân hồi sáu giới một trong, chính là địa ngục giới, chúng sanh giới, vạn yêu giới, quỷ vương giới vân. Vân tương tự thế giới, là vì mai táng luân hồi mà thiết lập. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này say khướt ông già, không chỉ là Nguyện Ly Nhân trưởng phu, còn đã từng là thần thiên giới giới vương. Xem ra Tử Hoàn Đại Đế năm đó, là biết được rất nhiều bí mật. Hắn là thần thiên giới giới vương, chẳng phải là muốn cùng ta là địch. Diệp Thần vội vàng cùng Tử Hoàn Đại Đế câu thông, hỏi. Hắn đã từ bỏ giới vương vị trí, cũng không phải là ngươi kẻ địch, không cần lo lắng. Tử Hoàn Đại Đế lắc đầu một cái, nói. Đây là, lại nghe Diêm Hành Thiên nói, thằng nhóc, ngươi không phải muốn tăng lên võ đạo sao? Ta có thể giúp ngươi. Diêm Hành Thiên con ngươi, xoay tít ở Diệp Thần giữa eo hồ lô lởn vởn, chỉ cần ngươi đem điều này thiên địa hồ, đưa cho ta trưng cất rượu, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng, lão đầu tử ta cái khác sẽ không, nhưng võ đạo có một không hai thiên địa, không kém gì người, ngươi muốn luyện võ, tìm ta liền lại không quá thích hợp. Lời nói này nói được đặc biệt phóng khoáng kiêu ngạo, đơn giản là không thể nhất thế. Nếu như là người bình thường nói ra, Diệp Thần chỉ coi là người say hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cái này cái Diêm Hành Thiên, là Nguyện Ly Nhân trưởng phu, hơn nữa còn là đã từng thần thiên giới giới vương, hắn tin tưởng đối phương có cuồng ngạo tư cách. Chỉ là, cái này cái thiên địa hồ, Diệp Thần là tuyệt đối không thể tặng đưa đi. Bởi vì, bên trong hồ lô, còn có một cái thiên hồ thế giới. Là Tử Hoàn Đại Đế căn cơ sở tại, Tiên Hồ Tông mọi người vật, cũng cuộc sống ở phía trên, tự nhiên không thể chắp tay nhường cho người. Tiền bối, cái hồ lô này, ta là không thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn trưng cất rượu mà nói, ta có thể làm dùm, chỉ cần ngươi nói một tiếng là được. Diệp Thần thái độ khiêm hòa, nói cái trung hòa phương án, nói. Thiên địa hồ, hắn không thể đưa tiễn, nhưng Diêm Hành Thiên muốn trưng cất rượu, hắn có thể làm dùm. Diêm Hành Thiên cười ha ha một tiếng, nhưng có chút không vui mau nói, thằng nhóc ngươi thật là hẹp hòi, ta muốn một mình ngươi hồ lô, ngươi cũng không chịu. Diệp Thần nói, mời tiền bối thứ lỗi. Diêm Hành Thiên xoay chuyển ánh mắt, lẩm bẩm một tiếng, nói thôi, ngươi cùng để ta đi, ta có thể chỉ điểm ngươi võ học. Dừng một chút, lại cười hắc hắc nói, ta cùng ta vậy lão bà nương, nhưng mà vạn thế oan gia, nàng không chịu thu người, ta hết lần này tới lần khác muốn thu. Ngươi là đời này luân hồi chi chủ, ta truyền cho ngươi võ học, ngươi cho ta hung hăng dẫm nát vậy bà nương mặt. Diệp Thần nghe Diêm Hành Thiên giọng bên trong, đối Nguyện Ly Nhân tràn đầy oán khí, không khỏi được âm thầm tò mò, không biết cái này hai vợ chồng người, làm sao sẽ lâm vào là như vậy oan gia. Nhưng, cái bên trong khớp xương, hắn cũng không muốn quá nhiều để ý, chỉ muốn mau sớm tăng lên mình thực lực, nói tiền bối nếu có thể chỉ điểm ta võ học, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cái này Diêm Hành Thiên, là Nguyện Ly Nhân trưởng phu, thậm chí là đã từng thần thiên giới giới vương, muốn đến cũng là một tôn nguyên tử viễn cổ hồng hoang nhân vật đáng sợ, có chỉ điểm của hắn, Diệp Thần võ đạo tất nhiên có thể tinh tiến. Tử Hoàn Đại Đế nghe được Diêm Hành Thiên mà nói, cũng là gật đầu, hướng Diệp Thần nói, lão đầu tử này võ đạo cường hãn rất, đã từng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, người đi theo hắn nhân sâm mài võ đạo, nhất định có tinh tiến. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Nói, lão đầu này vẫn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tử Hoàn Đại Đế nói, không sai,
năm đó hắn lãnh đạo thần thiên giới, uy chấn vạn cổ, vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau đó, hắn khốn khổ vì tình, thực lực thật to suy thoái, hôm nay đã hoàn toàn không sánh bằng trước kia, nhưng, ngươi cùng hắn nhân sâm mài võ đạo, đó cũng là đại cơ duyên một kiện, không thể bỏ qua. Diệp Thần gật đầu một cái, vốn là chẳng muốn quá nhiều để ý Diêm Hành Thiên đi qua, nhưng bây giờ nghe Tử Hoàn Đại Đế như thế nói, cũng bị gợi lên một chút tâm tò mò, hỏi tiền bối, cái này Diêm Hành Thiên, rốt cuộc trải qua chút gì? Đây là, Diêm Hành Thiên đã biến dạng ra một cái vết nứt không gian, gặp Diệp Thần còn tại chỗ, liền kêu lên, này, thằng nhóc, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi thôi, đi ta thế giới, ta mang người uống rượu. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng, liền đi theo Diêm Hành Thiên, bước vào vậy vết nứt không gian, truyền tống rời đi. Tử Hoàn Đại Đế nghe Diệp Thần mà nói, có chút hoảng hốt, nói, người này đi qua, nói đến nói dài, thôi, người trước cùng hắn nhân sâm mài võ đạo, không muốn phân tâm. Diệp Thần âm thầm kêu, Lập tức, Diệp Thần đi theo Diêm Hành Thiên, đi tới người sau chỗ ở thế giới. Vậy thế giới, tự nhiên không phải thần thiên giới. Diêm Hành Thiên đã bỏ giới vương vị trí, hôm nay tự đi mở ra một cái thế giới, trồng đầy hạt thóc phồn hoa, phần lớn là trưng cất rượu vật liệu, sức sống bừng bừng. Tiền bối, người cái thế giới này, tên gì? Diệp Thần ngửi hạt thóc cùng hoa thơm, tâm thần sảng khoái, hỏi. Diêm Hành Thiên cười hắc hắc cười, nói ta cái thế giới này mà, còn không có tên chữ, ta kêu Diêm Hành Thiên, ngươi liền kêu hắn Hành Thiên giới tốt lắm, ha ha. Hình dáng khá là không câu chấp. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Diêm Hành Thiên hạ xuống. Cái này phiến Hành Thiên giới, trừ Diêm Hành Thiên ra, còn có mười mấy người làm cư trú, tu vi đều không cao, phụ trách cho Diêm Hành Thiên trưng cất rượu, tất cả người cư ngụ ở một cái giản phát trong sân. Diêm Hành Thiên mang Diệp Thần, trở lại trong viện tử, đám người người làm ra nghênh tiếp. Mau mau mau, hôm nay tới khách quý, nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ đâu, mau đem ta cất vào hầm hoa đào lớn khúc, lấy ra khoản đãi quý khách. Diêm Hành Thiên kéo Diệp Thần tay, hướng về phía rất nhiều người làm kêu lên. Đám người người làm nghe được luân hồi chi chủ tới, đều là kinh hãi, lật đật đi vào đem cất vào hầm rượu ngon bưng ra. Diêm Hành Thiên mời Diệp Thần, ở viện tử trước trong lương đình ngồi xuống. Người làm bưng lên một vò rượu, hai cái chén kiểu. Diêm Hành Thiên đem vò rượu nút bịt đẩy ra, một cổ thuần hậu rượu thơm, chính là tràn ngập đi ra. Tới, nếm thử một chút ta cất giấu vật quý giá liền vạn năm hoa đào lớn khúc. Diêm Hành Thiên ý hưng rất cao, cho Diệp Thần ngã một tô rượu. Diệp Thần tuy tâm niệm võ đạo, nhưng xem Diêm Hành Thiên hình dáng, không cùng hắn uống rượu, là không khả năng có được cái gì chỉ giáo. Lập tức, Diệp Thần bưng chén lên, nhìn trong chén vậy màu hổ phách rượu, lỗ mũi lại ngửi được một hồi hoa đào mùi thơm, trong đầu nghĩ cái này đích xác là rượu ngon, nói tiền bối, làm. Ngưỡng hầu một chén uống cạn. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói, sảng khoái. Cũng cho mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn. Ngày hôm nay chúng ta uống thống khoái. Diêm Hành Thiên lại cho Diệp Thần rót một chén, hào sảng nói. Được. Diệp Thần cũng là phóng khoáng, miệng đầy đáp ứng. Hai người ngươi một chén, ta một chén, rất nhanh liền đem một vỏ hoa đào lớn khúc uống xong, nhưng còn chưa hết hứng. Diêm Hành Thiên lại kêu tới người làm, đem hắn cất vào hầm bên trong mười mấy vỏ vạn năm rượu ngon, toàn bộ rời ra, và Diệp Thần uống thống khoái. Hai người một mực uống được liền đêm khuya, đều là hơi có men say. Lúc đó ánh trăng trong sáng, Diêm Hành Thiên mượn say, say nét mặt hớn hở lại ẩn hàm tinh mang ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, thằng nhóc, lão đầu tử ta tinh thông bách gia võ đạo, tiên ma Phật yêu, thánh vương đế phách, không chỗ nào không tinh, không chỗ nào không hiểu, người muốn học vậy một cửa. Diệp Thần nghe được hắn rốt cuộc nói tới võ đạo, liền nói, đều có thể, chỉ cần có thể tăng tiến ta thực lực. Diêm Hành Thiên cười hắc hắc, lại nhìn Diệp Thần một mắt, nói, ngươi chính là luân hồi chi chủ, võ đạo kinh thiên, tầm thường đạo pháp, đối ngươi tăng thêm đã chừng mực, ngươi muốn tiến bộ, chỉ có đột phá đạo tâm của mình. Diệp Thần tinh thần chấn động, nói, mời tiền bối chỉ điểm. Diêm Hành Thiên khoát tay một cái nói, không cần kêu ta tiền bối, chúng ta ngày hôm nay rất là hợp ý, không bằng bái cá biệt tử như thế nào. Ta làm đại ca, ngươi là ta huynh đệ, chúng ta có phúc cùng hưởng. Gặp nạn cùng làm, có rượu cùng uống, có phụ nữ cùng tiến lên.
Diệp Thần nghe lời này, có vẻ ngạc nhiên, cười khổ nói, tiền bối, người uống say. Diêm Hành Thiên cười nói, ta không có say, chỉ là từ trên mình ngươi, ta thấy được ta năm đó bóng dáng. Diệp Thần yên lặng, yên tĩnh lắng nghe. Diêm Hành Thiên tựa hồ lâm vào trong trí nhớ đi, trong mắt nhỏ hơi híp, nhìn trời một chút trên mặt trăng, sau đó ánh mắt lại rơi vào Diệp Thần trên mình, nói ta ở trên mình ngươi, thấy được một cái chém không ngừng tơ tình. Diệp Thần đầu óc bên trong hiện ra thiên nữ bóng người, trong lòng khẽ run. Diêm Hành Thiên vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói ta không đoán sai chứ. Hi hi, người và thiên nữ, thật là lưỡng tình tương duyệt, làm người ta hâm mộ sao, đáng tiếc lão đầu tử ta năm đó, nhưng là tương tư đơn phương. Diệp Thần nói, tiền bối, người năm đó là thích Thiên Chu Thiên Quân sao? Người vừa đã cùng nàng kết làm vợ chồng, muốn đến cũng có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Diêm Hành Thiên nói, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Ta hừ. Vậy lão bà nương, không cùng ta giận dỗi cũng không tệ, người có biết hay không, ta năm đó thân phận tôn quý bực nào, vì nàng, ta buông tha hết thảy. Diệp Thần tim đập nhất thời tăng tốc độ, hắn biết Diêm Hành Thiên năm đó, chính là thần thiên giới giới vương, uy phách bát hoang, vô cùng mạnh mẽ. Diêm Hành Thiên trong tròng mắt, cũng là hiển lộ ra hào phóng thần sắc, tinh mang bắn ra bốn phía, nói, lão đầu tử ta năm đó, chính là thần thiên giới giới vương. Tiên đế cấp nghịch thiên cường giả. Đệ nhất thiên hạ, ta hùng phách thiên xuống thời điểm, vũ hoàng cổ đế đều không trả ra đời đâu, ngươi vừa là luân hồi chi chủ, hẳn biết thần thiên giới bí ẩn chứ. Diệp Thần làm bộ như hồ đồ hình dáng, nói có chút nghe, biết không hề nhiều, tiền bối năm đó vừa là thần thiên giới giới vương, há không phải là vì mai táng ta mà sống. Diêm Hành Thiên cười nói, ta tung hoành thiên hạ thời điểm, luân hồi người thừa kế còn chưa có xuất thế đâu. Sau đó luân hồi xuất thế, ta cũng đã suy bại, cho nên ngày hôm nay chúng ta là không thù không oán, ngươi có thể đừng có lòng ngăn cách, sau này không cùng ta uống rượu. Hắn là rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, ngày hôm nay gặp được Diệp Thần, đã đem Diệp Thần làm là bạn. Diệp Thần gật gật đầu nói, tiền bối nếu lại nữa nhằm vào luân hồi, vậy chúng ta dĩ nhiên là bằng hữu. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói không sai. Ta ở nơi này thế gian. Bằng hữu vô cùng thiếu, đã từng có vị bạn thân, đáng tiếc hắn đã phản bội ta. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Hành Thiên tiếng cười, liền chuyển thành ảm đạm cùng than thở. Diệp Thần yên lặng, cũng không có qua loa đặt câu hỏi, yên tĩnh linh nghe tiếp. Diêm Hành Thiên tưởng nhớ chuyện cũ, vậy trầm mặc một hồi, sau đó ánh mắt chuyển động, lại khôi phục hào phóng hình dáng, nói thôi, chuyện cũ không thể truy đuổi, nói nhiều cũng là vô ích, ta ở trên mình ngươi. Còn cảm nhận được một người bạn cũ hơi thở, hoàng tự tại là ở bên trong cơ thể ngươi chứ. Kêu hắn đi ra uống ly rượu đi. Nghe nói như vậy, Diệp Thần say hoàn toàn tỉnh, kinh ra cả người mồ hôi, nói tiền bối, ngươi. Ngươi biết hoàng lão. Diêm Hành Thiên gật đầu một cái, nói ừ, ta tung hoành thiên hạ thời điểm, cũng là hoàng tự tại quật khởi thời điểm, ta vứt bỏ thần thiên giới giới vương vị trí. Một là vì cái đó lão bà nương, thứ hai là mắt xem hoàng tự tại quật khởi. Thế không thể đỡ, ta thật sớm thối vị, tránh hắn mũi nhọn, là vì còn sống. Nếu không, vậy người điên thiết huyết bá đạo, được gọi là vạn giới cấm kỵ, nếu là giết đến cửa, ta chưa chắc có thể đỡ nổi, hì hì. Diêm Hành Thiên nói đến hoang tự tại thời điểm, trong giọng nói như cũ không che giấu được kiêng kỵ. Diệp Thần có chút ngẩn người, không nghĩ tới Diêm Hành Thiên và hoang lão, thật ra thì chính là cùng người cùng một thời đại vật, hai bên thậm chí đã từng có tranh đấu. Hoàng lão khí thế khủng bố, Diêm Hành Thiên không dám là địch, lựa chọn chủ động tránh để cho mũi nhọn, cuối cùng thần thiên giới thống trị tan vỡ, bị hoàng lão cướp lấy, thành lập mới vạn giới trật tự. Diêm Hành Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, vậy cũng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, ta cũng quên thiên địa vũ trụ, tinh không thế giới, băng diệt mở lại qua bao nhiêu lần, vô số kỷ nguyên đi qua, năm tháng mài mòn thêm thân, ta già rồi, muốn đến hoang tự tại, cũng là một ông cụ liền chứ. Hắn nếu ở bên trong cơ thể ngươi, tại sao không gọi hắn đi ra uống một ly? Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, kêu gọi hoang lão. Nhưng, hoang lão cũng không có bất kỳ đáp lại, một phiến yên lặng hình dáng. Hắn tựa hồ là mệt mỏi, ngày xưa nhân quả, hắn cũng không muốn quá nhiều dây dưa. Tiền bối, hoang lão đang nghỉ ngơi, hắn thật giống như có chút mệt mỏi. Diệp Thần nói, Diêm Hành Thiên diễn cảm cứng lên một tí. Sau đó lại cười nói,
hắn chỉ sợ là liền thân xác cũng không có chứ. Ha ha, năm đó hắn ngang qua thiên hạ, hạng vô địch, hôm nay so ta còn không bằng, à, năm tháng mài mòn, thế sự bể dâu, cái nào dám nói bất bại, cái nào dám nói vô địch. Có thể chỉ có người thằng nhóc này, mới có thể chân tránh nắm giữ vĩnh hằng bất hủ chân lý đi. Diệp Thần nói, tiền bối nói đùa, chân lý là cái gì, vãn bối cũng không từng biết được. Diêm Hành Thiên khoát khoát tay, say đã hoàn toàn tản đi, ánh mắt trước đó chưa từng có trong trẻo lạnh lùng, chiếu bầu trời ánh trăng, nhìn Diệp Thần nói, không nói cái này, ta tuy ghét vậy lão bà nương, nhưng có một việc, ta cùng vậy lão bà nương, ý là giống nhau. Cái này thế gian, một chữ tình nhất giết người, người muốn đột phá đạo tâm, tăng tiến thực lực, trừ phi trước chặt đứt tơ tình, từ đây lại nữa cùng thiên nữ dính. Diệp Thần nghe được Diêm Hành Thiên lời này, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Diêm Hành Thiên, cũng cùng Nguyễn Ly Nhân như nhau, khuyên hắn ngày rời đi nữ. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta tim gông xiềng đã đột phá, cho dù tơ tình khó gãy, vậy sẽ không ảnh hưởng ta đạo tâm. Diệp Thần trịnh trọng nói, hắn có thể nhìn thẳng tình cảm của mình, trực diện nội tâm, sẽ không có bất kỳ mê mang địa phương. Hắn biết, mình nhất định phải cưới thiên nữ, nhất định phải để cho thiên nữ thành là người phụ nữ mình, coi như không phải tránh cung. Làm cái tiểu thiếp cũng là cần thiết, dù sao cái này là mặt ngoài danh phận, không trọng yếu, trọng yếu chính là, hai người chung một chỗ. Diêm Hành Thiên nghe Diệp Thần mà nói, trong tròng mắt ánh mắt lóe lên, thần tình kia hình như là nói, ngươi còn quá trẻ tuổi, không hiểu được chân chính đạo lý. Dừng một chút, Diêm Hành Thiên lại nói, vậy lão bà nương cầm thiên nữ làm nàng con gái bảo bối, ngươi cứng rắn muốn dây dưa, vậy lão bà nương sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết, ta đã làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Diêm Hành Thiên nhưng là giọng nghiêm túc nói, không, ngươi còn không biết vậy lão bà mẹ đáng sợ, nàng thương yêu thiên nữ, là thật xem con gái vậy thương yêu, ngươi bất kỳ đến gần thiên nữ cử động, ở nàng trong mắt, đều là khinh nhờn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nghe Diêm Hành Thiên như thế nói, xem ra mình muốn cùng thiên nữ chung một chỗ, còn muốn qua Nguyễn Ly Nhân cửa ải này, đó thật đúng là khó giải quyết. Tiền bối, ngươi làm sao sẽ cùng Thiên Chu Thiên Quân chung một chỗ? Diệp Thần hỏi, hắn hiện tại rất muốn biết, Diêm Hành Thiên cùng Nguyễn Ly Nhân, rốt cuộc là làm sao tiến tới với nhau? Nếu như có thể dựa vào Diêm Hành Thiên, chế trụ Nguyễn Ly Nhân, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diêm Hành Thiên cười hắc hắc cười, lại liếm liếm môi, uống một hớp rượu, nói, vậy bà nương hôm nay đều là vẫn bộ dạng thướt tha, lúc còn trẻ đẹp hơn được không giống? Là người đàn ông cũng sẽ thích nàng, ta lúc đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tự nhiên cũng là đối nàng vừa gặp chân thành. Diệp Thần gật đầu một cái, nhớ lại Nguyễn Ly Nhân tướng mạo dáng vẻ, đích xác là có hương vị khác, muốn đến lúc còn trẻ, cũng là xinh đẹp kinh bốn chỗ hình dáng. Diêm Hành Thiên thở dài một cái, nói, lúc ấy, ta đối nàng quấn mãi không bỏ, nàng cũng không chịu đáp ứng ta theo đuổi, cuối cùng sách ra cái điều kiện, nói chỉ cần ta có thể ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong. Đoạt được hạng nhất, nàng liền chịu gả cho ta. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói tiền bối, nếu ngươi năm đó, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, muốn đến muốn đoạt được đầu tên, cũng là dễ như trở bàn tay. Diêm Hành Thiên lại hung hăng uống một hớp rượu, nói ta cũng nghĩ như vậy, nhưng tiếc là hết lần này tới lần khác xảy ra ngoài ý muốn. Năm đó, Thái Thượng Công Đức Chiến là có thể tự đi ghi danh tham dự, nhưng chỉ cho phép thế giới hiện thật người ghi danh. Ta xuất thân thần thiên giới, không thuộc về thế giới hiện thật phạm vi, vì bắt được ghi danh tư cách, ta không thể làm gì khác hơn là buông tha thần thiên giới vương thân phận, quay về hóa thực tế. Diệp Thần nghe đến chỗ này, không khỏi được trợn to hai mắt. Lúc đầu Diêm Hành Thiên, buông tha thần thiên giới vương thân phận, trừ né tránh hoang lão mũi nhọn bên ngoài, còn vì bắt được Thái Thượng Công Đức Chiến tham dự tư cách. Chỉ cần có thể tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, lấy hắn thực lực. Hoàn toàn có thể đoạt được đầu tên, từ đó ôm mỹ nhân về. Diêm Hành Thiên nói tiếp, ta mang ta một vị bạn thân, hắn kêu Xích Tiêu Tử, người gọi Xích Tiêu Tiên Tôn, ta cùng hắn cùng nhau tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, nhưng ta không nghĩ tới, hắn phản bội ta, đem ta ám toán đả thương, ho. Hụ hụ, thương thế kia, thậm chí cho đến ngày hôm nay, cũng không từng hoàn toàn hết bệnh, chỉ có rượu mạnh, mới khá chậm tách ra ta đau đớn. Nói xong lời cuối cùng. Diêm Hành Thiên giọng rất nhiều thê lương ý, nhưng không hề tức giận. Bởi vì, đã từng bạn tốt phản bội, thời gian đã qua quá lâu,
coi như lại lửa giận ngập trời, vậy che chôn ở đáy lòng tới giữa. Diệp Thần ngắm nhìn Diêm Hành Thiên một mắt, lại không có ở hắn ngoài mặt, cảm nhận được bất kỳ thương thế, nói tiền bối, người đây là đau lòng. Rất hiển nhiên, Diêm Hành Thiên năm đó bị thương thế, thật ra thì đã hết bệnh, chân chính không có khỏi hẳn, là hắn đạo tâm vết thương. So với thịt vết thương trên người, đạo tâm vết thương, hiển nhiên càng khó hơn hết bệnh. Diêm Hành Thiên nói, ta biết, nhưng chân chính để cho ta thương tâm, không là bạn tốt phản bội, là vậy bà nương oán trách. Nói tới chỗ này, Diêm Hành Thiên cắn răng nghiến lợi, rất là phẫn uất, nói ta năm đó gặp thảm phản bội, không có bắt được đầu tên, nhưng nguyện ly nhân cái này bà nương đáng thương ta, cuối cùng vẫn là gả cho ta, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi kết hôn, trước kia cái đó minh lệ xinh đẹp nũng nịu thiếu nữ, lại có thể biến thành một cái nói lải nhải, la lý dài dòng phụ nhân. Nàng cả ngày đều ở than phiền, nói ta bỏ qua thần thiên giới giới vương ngôi, là sợ hoang tự tại mũi nhọn. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái này đích xác là sự thật. Diêm Hành Thiên nói, nàng cả ngày đều ở nói lải nhải, nói ta kém hơn hoang tự tại, còn nói ta làm người không được, cho nên bạn ta sẽ phản bội ta, thậm chí, nàng nói là chiếu cố ta, nàng từ đi tả phái lãnh tụ ngôi, cả ngày nói mình công lao biết bao lớn dường nào, ta là thật không chịu nổi. Diêm Hành Thiên giọng nói chuyện, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng phẫn uất, từng ngụm uống rượu, uống xong sau liền đem chén rượu cái vỏ rượu, cũng hoàn toàn rớt bể trên đất. Diệp Thần ngơ ngác nhìn hắn, đại khái có thể cảm nhận được hắn tâm tình. Một mực ngửa mặt trông lên thích thiếu nữ, sau khi cưới biến thành một cái dài dòng nói rông dài phụ nhân, đại khái là người đàn ông cũng không chịu nổi. Diêm Hành Thiên cắn răng nghiến lợi nói, nhờ nàng phúc, ta sau khi cưới sinh hoạt. Càng ngày càng tệ, đạo tâm một ngày so một ngày suy thoái, vết thương vậy càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chân thực không cách nào nhịn được, liền cùng nàng hoàn toàn quyết liệt. Hôm nay ta, thực lực cùng thời kỳ tột cùng so sánh, đó là lớn không lớn bằng, nhưng chí ít ta lại uống rượu, không người ở bên tai ta nói lải nhải, thanh tịnh, sảng khoái, ha ha. Cuối cùng là cười lớn. Diệp Thần trầm mặc, yên lặng nhìn Diêm Hành Thiên. Diêm Hành Thiên thấy Diệp Thần ánh mắt. Lấy là hắn vậy xem thường mình, hừ một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta tu vi tuy lớn lớn thụt lùi, nhưng muốn chỉ điểm thằng nhóc ngươi, vẫn là dư sức có thừa, dẫu sao ta cũng sống vô số kỷ nguyên nhân vật, lão đầu tử ta tung hoành thiên hạ lúc đó, cái gì đó vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên, nhâm phi phàm, cũng còn không ra đời đâu. Nói xong lời cuối cùng, nhớ lại ngày xưa vinh quang, giọng lại phóng khoáng liền đứng lên. Diệp Thần không đành lòng phất hí hắn. Liền thuận miệng nói tiền bối phong thái, không giảm năm đó. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói thôi, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn ngươi tu luyện, tối nay ta được bố trí lại bố trí, chúng ta nói vậy bà nương rất nhiều tiếng xấu, nàng tất nhận ra được thiên cơ thay đổi, có thể sẽ tới quấy rối. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ta có thể chưa nói qua vậy nguyện ly nhân nói xấu. Đêm đó, Diệp Thần liền ở trong sân nghỉ ngơi. Diêm Hành Thiên chính là cả đêm không ngủ, trên đất dưới các nơi bận rộn, dường như đang bố trí trận pháp gì cùng cạm bẫy. Đến được sáng sớm hôm sau, Diêm Hành Thiên đánh thức Diệp Thần, nói, thằng nhóc, đi thôi, ta mang ngươi đi tu luyện. Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này Diêm Hành Thiên, chính là trước kia thần thiên giới giới vương, thiên hạ đệ nhất cao thủ, có hắn chỉ điểm, võ đạo tất có thể đột phá. Diệp Thần đi theo Diêm Hành Thiên, một đường đi tới trước. Đi tới hành thiên giới trung ương một tòa sơn nhạc. Tòa sơn nhạc này, cùng hoàn cảnh chung quanh, khác hẳn không cùng, linh khí rõ ràng dồi dào rất nhiều, thần quang lóng lánh, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập huyền cơ nhật nguyệt. Một cái bạch long tựa như thác nước, từ trước vách núi treo ngược xuống, nước chảy nổ ầm, đặc biệt nguy nga. Diêm Hành Thiên chỉ ngọn núi này, nói, ngọn núi này, kêu Thái Hoàng Chi Sơn. Là ta năm đó từ thần thiên giới bên trong mang ra ngoài vĩ đại thần vật, truyền thuyết là từ thiên đế kim luân bên trong đản sanh ra, người thật tốt ở chỗ này núi dưới thác nước mặt, tính tọa ngộ đạo, có lẽ đối ngươi võ đạo hội có tăng tiến. Diệp Thần nhìn cái này Thái Hoàng Chi Sơn, cảm thụ vậy thác nước nước chảy xiết cuồn cuộn, cũng không khỏi được hít sâu một hơi, rồi rào linh khí rồi rào bốn phía, để cho nhân tinh thần lanh lẹ. Hơn nữa, Diệp Thần còn bén nhạy chú ý tới. Ở Thái Hoàng Chi Sơn phía trên, khắc ấn từng đạo trận văn, dấu vết mới tinh, muốn đến là Diêm Hành Thiên tối hôm qua bố trí. Những thứ này trận văn,
liền Diệp Thần một mắt tới giữa, đều không cách nào phá giải, muốn giải khai bí ẩn trong đó, tu được cẩn thận cảm ngộ tính toán mới được. Diệp Thần gật đầu một cái, những thứ này trận văn, hiển nhiên là đến từ cổ xưa kỷ nguyên thời đại, ngày hôm nay cơ hồ đã là thất truyền, hắn không có gặp qua. Ở nơi này chút trận văn phụ trợ, Diệp Thần cảm ngộ võ đạo, vậy sẽ thuận lợi hơn một ít. Audio điện tử võ tấn bền. Đa tạ tiền bối, như ta võ đạo thật có tăng tiến, ta tất sẽ nghĩ biện pháp, chữa khỏi ngươi tổn thương. Diệp Thần chắp tay, nói. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, thản nhiên nói, không cần, ta tổn thương, là đạo tâm vết thương, rất khó trị liệu, ngươi thật tốt tu luyện đi, ta cầm ngươi làm huynh đệ tốt, bạn tốt, chờ ngươi tương lai đoạt được thái thượng công đức chiến hạng nhất, chúng ta lại uống đã một tràng. Diệp Thần nói, Lập tức, Diệp Thần tung người bay đến dưới thác nước, bàn ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, liền ở nơi này dưới thác nước mặt, yên lặng cảm ngộ thiên địa đại thế, võ đạo bí ẩn. Diêm Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, cười hắc hắc cười, nói, lão đầu tử ta đi chung quanh một chút, giúp ngươi nhìn chăm chú chặt chung quanh, miễn được vậy bà nương phái người tới quấy rối. Nói xong, Diêm Hành Thiên liền ở Thái Hoàng Chi Sơn bốn phía, tuần tra, bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần ở dưới thác nước tĩnh tọa, tâm thần một phiến yên lặng. Cái này Thái Hoàng Chi Sơn, chính là vĩ đại thần vật, từ thiên đế Kim Luân bên trong ra đời ra, cho Diệp Thần cảm giác vô cùng quen thuộc. Có thể ở phía trên bắt được thiên đế Kim Luân có 102 huy hoàng ánh sáng. Hơn nữa, Diêm Hành Thiên còn ở trên núi, khắc xuống liền rất nhiều ấn văn, để cho được Diệp Thần tinh thần, cũng là giặt nước vậy trong trẻo lạnh lùng, trước đó chưa từng có bén nhạy. Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được, thiên địa đại thế vận chuyển, thác nước lưu động, linh khí lưu động vân. Vân, đạo tâm ẩn nhiên tiến vào một cổ cảnh giới kỳ diệu, thậm chí cùng không không câu thông. Liên tiếp tính tọa ba ngày, Diệp Thần mở mắt ra, trong tròng mắt là giếng cổ không dao động thần sắc. Ở nơi này ba ngày thời gian, hắn ẩn nhiên có lĩnh ngộ, tựa như chỉ nước, càng siêu thoát chỉ nước, tự thân võ đạo kiếm đạo, rất nhiều tinh tiến. Diêm Hành Thiên thấy Diệp Thần thức tỉnh, vui vẻ nói, thằng nhóc, ngươi tỉnh, như thế nào, cái này ba ngày ngộ được cái gì? Cái này Thái Hoàng Chi Sơn thần tú linh khí, ta cũng toàn bộ bơm vào đến trên người ngươi. Ngươi nếu là cái gì cũng ngộ không tới, vậy cũng không trách ta. Diệp Thần mắt nhìn Diêm Hành Thiên, nói tiền bối, ta có chút hiểu ra, muốn ở trên mình ngươi thí một kiếm, có thể không? Diêm Hành Thiên sửng sốt một chút, nói, muốn ở trên người ta thử kiếm. Dừng một chút, liền phóng khoáng cười nói, tới đi. Ta đây muốn xem, kiếm ngươi đạo tăng tiến đến cái gì bước. Vừa nói liền chắp hai tay sau lưng, mị mắt thấy Diệp Thần. Diệp Thần đứng tại chỗ không động, nhưng bỗng nhiên, một đạo mũi nhọn lướt qua, Diêm Hành Thiên một luồng tóc trắng, bị chém đứt xuống. Trảm Thiên Cửu Kiếm, sát tâm vô ngân. Diêm Hành Thiên thấy vậy, thần sắc đại biến, lui về phía sau một bước. Diệp Thần mới vừa cũng không phải là không có động tác, mà là động tác quá nhanh, vặn vẹo thời gian pháp tắc, cho nên nhìn như ngừng không nhúc nhích. Nhưng trong thực tế, ở đó nháy mắt tới giữa, Diệp Thần đã xuất kiếm. Chặt đứt Diêm Hành Thiên một luồng tóc trắng, rồi sau đó thu kiếm, toàn bộ hành trình sắp đến không tưởng tượng nổi, thời gian vặn vẹo, bề ngoài nhìn như lại giống như là pho tượng không nhúc nhích. Một kiếm này, chính là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân. Đi qua 3 ngày ngộ đạo sau đó, Diệp Thần kiếm đạo, có vẻ tinh tiến, sát tâm không giấu vết thành tựu, đã hơn xa liền trước kia, thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động, tước đoạn Diêm Hành Thiên một luồng tóc trắng. Diêm Hành Thiên ngơ ngác xuất thần, có chút không thể tin, nói, thằng nhóc ngươi, kiếm đạo lại có thể quỷ bí đến tình cảnh này, nếu là ngươi chém người ta đầu, ta há chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cười nói, tiền bối quá khen, ta nơi nào có như thế lợi hại. Ta một kiếm này sát tâm vô ngân, thật ra thì cùng Lá Lâm Uyên tới giữa, còn có một chút chênh lệch, ta là thật không có tổn thương ngươi ý niệm, cho nên kiếm khí thần bí khó lường, nhưng chỉ cần ta động sát niệm. Ngươi nhất định sẽ nhận ra được, không thể nào để cho ta thuận lợi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần chính là có chút thương tiếc lắc đầu một cái, kiếm hắn, cuối cùng là không làm được chân chính sát tâm vô ngân, tuy so với trước kia, tiến bộ to lớn, nhưng cũng không có đến mức tận cùng. Diêm Hành Thiên nghe được Diệp Thần lời này, cũng là trong lòng thư giãn một chút. Đúng là như vậy, Diệp Thần không có sát tâm,
cho nên xuất kiếm không có sát khí, hắn không cảm nhận được. Nếu như Diệp Thần thật có sát tâm, coi như kiếm khí lại không dấu vết, nhưng trong chỗ U Minh Thiên Cơ thay đổi, hắn tuyệt đối có thể bắt được, không thể nào ngồi chờ chết. Ở to lớn cảnh giới tu vi chênh lệch hạ, Thiên Cơ thay đổi dấu vết, sẽ kịch liệt hơn, coi như sát khí hoàn toàn che giấu, Thiên Cơ biến hóa vậy không che giấu được, cuối cùng sẽ bị hắn bắt được. Người thằng nhóc này, có thể thiếu chút nữa cầm ta hù chết, ta cho là ngươi kiếm đạo, thật đã có thể chém ngược tiên đế. Diêm Hành Thiên cười lên, nhưng giọng nhưng khó nén tủng sợ hãi, thật sâu bị Diệp Thần kiếm đạo rung động. Tuy nói hôm nay Diệp Thần, còn không thể nào giết chết hắn, nhưng dựa theo cái tốc độ này trưởng thành tiếp, chém ngang thế gian hết thảy địch, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lấy lại bình tĩnh, Diêm Hành Thiên đảo trong mắt một vòng, nói ta nghe nói Trảm Thiên Cửu Kiếm, nếu có thể luyện thành cuối cùng một kiếm, vậy thì vô địch thiên hạ, ngươi cùng ta luận bàn một chút, ta tới vì ngươi kiểm chứng võ đạo, giúp ngươi đột phá cuối cùng một kiếm. Diệp Thần đại hỉ, nói, được. Phi thân ra thác nước, đang muốn cùng Diêm Hành Thiên tỉ thí với nhau, kiểm chứng võ đạo. Nhưng vừa lúc đó, một cái nhỏ nhỏ màu đen con nhện, từ đàng xa trong rừng cây bay tấn công ra, hung hăng hướng Diệp Thần mặt cắn tới. Diêm Hành Thiên sắc mặt đại biến, đang muốn thay Diệp Thần ngăn cản. Nhưng, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, giơ cao một kiếm, liền đem con nhện kia đánh chết đâm xuống. Diêm Hành Thiên, ta đuổi đi người, người hết lần này tới lần khác muốn thu lưu có phải hay không? Một đạo âm lãnh thanh âm, từ chân trời vang lên. Chỉ gặp một cái phong vận động lòng người người mỹ phụ, một mình lăng không đáp xuống, trên gương mặt có một cái đặc biệt quỷ bí con nhện xăm dấu vết, chính là Thiên Chu Thiên Quân, Nguyện Ly Nhân. Diêm Hành Thiên thấy Nguyện Ly Nhân tới, hi hi cười lạnh một tiếng, nói, xú bà nương, ngươi tới làm chi? Ta muốn thu lưu ai, còn phải đi qua ngươi đồng ý. Nguyện Ly Nhân hừ một tiếng, nói, ngươi thu nhận người khác, ta không có ý kiến, nhưng muốn thu lưu luân hồi chi chủ, đó là tuyệt đối không thể. Vừa nói, Nguyện Ly Nhân ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thằng nhóc này, hắn không chịu rời đi ta bảo bối thiên nữ, hắn thì nhất định phải chết, ai dám thu nhận hắn, chính là cùng ta là địch. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói, số bà nương, người quản được không khỏi vậy quá rộng. Người khác ân ân ái ái, người là hâm mộ căm ghét. Người thậm chí chạy đến ta địa giới trên, chỉ trỏ, người dám dài dòng nửa điểm sao. Nguyện Ly Nhân cả giận nói, Diêm Hành Thiên, người cho ta im miệng. Năm đó nếu không phải ta chiếu cố ngươi, ngươi đã chết. Diêm Hành Thiên cười to nói, ta chết liền tốt nhất, tránh ở cõi đời này, thấy ngươi bộ kia đáng ghét mặt mũi, ngươi lấy là ngươi sát phí khổ tâm, đối kháng năm tháng mải mòn, giữ vóc người tướng mạo hữu dụng. Trừ ta ra, cái này trên đời, còn có cái người đàn ông nào, sẽ vừa ý ngươi cái này xú bà nương. Lời nói này nói được đặc biệt cay nghiệt, Nguyễn Ly Nhân sau khi nghe, thốt nhiên giận dữ, quát lên, Diêm Hành Thiên. Người khắp nơi cùng ta đối nghịch, thật lấy là ta không dám giết ngươi. Diêm Hành Thiên nói, ngươi muốn động tay, vậy thì tới đi. Tiếng nói rơi xuống, Diêm Hành Thiên không chần chờ chút nào, trước tiên động thủ trước, một quyền đánh giết ra, quyền phong kích động không khí, lại có thể tuôn ra nồng đậm rượu thơm, mê say lòng người tâm thần. Ngươi lại uống rượu. Nguyện Ly Nhân vậy gò má trắng noãn trên, hiển lộ ra một chút dùng mình. La lý dài dòng. Ta uống rượu lại có liên quan gì tới ngươi? Có phiền hay không? Diêm Hành Thiên mặt đầy phẫn uất, quả đấm thẳng đập Nguyễn Ly Nhân đầu, lại vừa thấy mặt liền hạ tử thủ, không có ý định cho đối phương đường sống. Thiên Chu độc thủ. Nguyễn Ly Nhân hừ một tiếng, mắt gặp Diêm Hành Thiên quyền thế hung mãnh, nên cũng không dám khinh thường, nhỏ hết sức trắng nõn bàn tay huy động, hắc khí nhô lên, nổ lên kịch độc hơi thở, cùng Diêm Hành Thiên kịch chiến với nhau. Diệp Thần người ở phía dưới nhìn hai vị cường giả kịch đấu, không khỏi được có chút xuất thần. Chỉ gặp Diêm Hành Thiên và Nguyễn Ly Nhân tới giữa, hoàn toàn không giống như là vợ chồng, ngược lại thì cứu nhân vậy, chiêu pháp tướng làm hung mãnh, từng chiêu trực thủ chỗ hiểm, hận không được đem đối phương bằng thây vạn đoạn. Hai vị cường giả chiến đấu, vậy để cho được thác nước nổ ầm, nước chảy bắn nhanh, thiên địa rúng động, quy luật bể tan tành, sơn hà nổ tung, vô cùng nguy nga. Diêm Hành Thiên võ đạo thần thông, mênh mông bác đại, quang minh chánh khí, mang theo thần thiên giới vĩ đại khí tượng. Mà Nguyễn Ly Nhân chiêu pháp, chính là âm ngoan độc ác, từng chiêu mang kịch khí độc tức, hiện ra hết cay độc ý.
Nàng là đã từng tử hoàng tiên cung tà phái lãnh tụ, cố này từng chiêu từng thức, đều tràn đầy tà lệ cùng thâm độc. Diệp thần quan sát hai vị cường giả, trời long đất lở chiến đấu, trong lòng khẽ nhúc nhích, bắt đầu tính toán cảm ngộ, võ đạo vậy tăng lên không thiếu. Hai người này chiến đấu, là đang cùng tà giao phong, dâng trào kịch liệt, đối Diệp thần cái này người đứng xem mà nói, thu hoạch to lớn. Võ đạo cảm ngộ dưới, Diệp thần cảnh giới tu vi, rốt cuộc cũng là đột phá. Rắc rắc một tiếng, Diệp thần tu vi bình phong che chở, vào giờ khắc này bể tan tành. Hắn tu vi, thuận lợi từ trăm gia cảnh 5 tầng trời, thăng cấp tới 6 tầng thiên hàng ngũ. Cái này một tí đột phá, như nước chảy thành sông vậy, vô cùng thoải mái. Một món màu vàng kim linh khí, từ Diệp thần trong cơ thể xông ra, phóng lên cao, khí tượng kinh người. Trong kịch chiến Nguyện Ly Nhân, cảm nhận được Diệp thần đột phá khí tượng, nhất thời mặt liền biến sắc, trong đầu nghĩ, không tốt. Thằng nhóc này âm thầm trộm, cảm ngộ võ đạo, ta cũng không thể tiện nghi hắn. Lập tức thu liếm động tác, cưỡng ép từ trong chiến đấu rút người ra đi ra, bay đến giữa không trung. Nàng cưỡng ép rút người ra, bị Diêm Hành Thiên hung hăng một chưởng đánh trúng ngực, áo quần rách nát, lộ ra áo ngực, còn có cả người phong vận uyển chuyển dáng vẻ. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, hướng về phía Diệp Thần kêu lên, thằng nhóc, ngươi nhìn một chút người phụ nữ này, vóc người như thế nào. Nguyện Ly Nhân mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, tức giận kêu lên, ta là lão bà ngươi. Diệp Thần lại là lúng túng, lại là không nói, hoảng bận bịu quay đầu lại, không có xem Nguyện Ly Nhân thân thể. Lòng hắn muốn, Diêm Hành Thiên đối Nguyện Ly Nhân hận, đã gần như là không đội trời chung trình độ. Vợ mình thân thể, ở trước mặt người ngoài bại lộ ra, lại có thể không ngần ngại chút nào, xin Diệp Thần xem chút, đơn giản là đột phá luân lý làm người, không tưởng tượng nổi. Diêm Hành Thiên cười nói, ngươi là lão bà ta, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, la lý giải dòng chút gì. Nguyện Ly Nhân hái hà lạ y, che lại thân thể, cắn răng nghiến lợi nói, Diêm Hành Thiên, người cái này người điên. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi và luân hồi chi chủ, trả giá thật lớn. Dứt lời, nàng liền nổi giận đùng đùng đi, tức giận căm hận tới cực điểm. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, xem Nguyện Ly Nhân bộ dáng này, ngày hôm nay mình coi như là đắc tội chết nàng. Đắc tội như thế một vị cường giả, một tháng sau thái thượng công đức chiến, chỉ sợ sẽ hơn nữa khó giải quyết. Diêm Hành Thiên nhìn Nguyễn Ly Nhân rời đi hình bóng, chỉ là hì hì cười nhạt, hoàn toàn là lạnh nhạt hình dáng. Dừng một chút, hắn sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, ho khan kịch liệt đứng lên, một hồi dồn dập thở hổn hển. Tiền bối, người thế nào? Diệp thần vội vàng đi lên, đỡ Diêm Hành Thiên. Diêm Hành Thiên ngũ quan hơi vặn vẹo, hiển nhiên thừa nhận cực lớn thống khổ cùng hành hạ, nói, không sao, chỉ là làm động tới thương thế, tạm thời không có gì đáng ngại, không chết được. Diệp thần trong lòng cảm kích Diêm Hành Thiên, nói tiền bối, người đạo tâm vết thương, nhưng có trị liệu phương pháp. Ta có thể giúp ngươi. Diêm Hành Thiên trầm ngâm một hồi, lại cắn răng nói, trị liệu phương pháp mà, tự nhiên là có, chỉ là đặc biệt khó khăn. Diệp thần vui vẻ nói, cách gì? Diêm Hành Thiên nói, có một loại đặc thù dược liệu, kêu trời tâm huyền hoa thảo, có thể trị liệu đạo tâm vết thương. Nhưng, ngày trước tâm huyền hoa thảo, ở một nơi bí cảnh bên trong, mà vậy bí cảnh, là tử hoàng tiên cung tà phái trấn thủ. Diệp thần nói, tà phái trấn thủ sao? Hắn nhớ tới tà phái tàn bạo, đa bảo thiên quân cay độc, nhất thời một hồi ngưng trọng. Diêm Hành Thiên lại cười hắc hắc một tí, bực tức nói, không sai. Vậy phiến bí cảnh, có bữa tâm huyền hoa thảo sản phẩm, ta năm đó sau khi bị thương, kêu vậy bà nương đi cho ta lấy một bụi trở về, nhưng nàng lại không chịu. Diệp thần nói, tại sao? Diêm Hành Thiên nói, vậy bà nương năm đó, vẫn là tà phái lãnh tụ, cũng không có bị đa bảo thiên quân bức lui, nhưng nàng nói, đa bảo thiên quân thế lực, càng ngày càng lớn, vậy phiến bí cảnh cũng là đa bảo thiên quân khống chế, nàng chẳng muốn phiền toái, từ đầu đến cuối không chịu mở miệng. Giúp ta đòi cần dược liệu, nói gì đạo tâm vết thương, có thể từ từ tự khỏi bệnh. Kể từ lúc đó dậy, ta cũng biết, nàng thật ra thì cũng không thích ta, cùng ta chung một chỗ, cũng chỉ là đáng thương ta. Hi hi, vậy bà nương có thể âm hiểm rất, mình sau đó bị đa bảo thiên quân ép được thối vị, ngược lại nói là vì chiếu cố ta, mới từ đi lãnh tụ thân phận, muốn để cho ta cảm đội ơn đức, thật đúng là hy vọng hảo huyền. Diệp thần sắc mặt trầm xuống. Căn cứ Diêm Hành Thiên nói,
âm thầm suy diễn thiên cơ, trong sâu thẳm, liền bắt được vậy thiên tâm bí cảnh tọa độ, thấy được thiên tâm huyền hoa thảo chỗ. Ngày trước tâm huyền hoa thảo, dược tính dồi dào, đối đạo tâm vết thương, đúng là có rất tốt hiệu quả trị liệu, là Tử Hoàng Thiên Cung đặc sản, thế gian chỉ có Tử Hoàng Thiên Cung, mới có chân quý như vậy dược liệu. Nếu như có thể bắt được thiên tâm huyền hoa thảo mà nói, đích xác có thể chữa trị Diêm Hành Thiên đau lòng. Nhưng, thiên cơ động minh, Diệp Thần phát hiện ngày trước tâm huyền hoa thảo, bảo vệ cực kỳ đáng sợ, có vô số tà phái cường giả trấn thủ. Hơn nữa, còn có tất cả yêu thú, ẩn núp ở dược thảo chung quanh, nguy cơ trùng trùng. Hai tầng bảo vệ, người ngoài muốn tháo xuống thiên tâm huyền hoa thảo, cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Thần hướng Diêm Hành Thiên nói, tiền bối, ta sẽ nghĩ biện pháp, chữa khỏi ngươi đạo tâm vết thương. Hắn đã tối bên trong bắt được thiên tâm bí cảnh tọa độ, trong lòng nghĩ đi cướp lấy thiên tâm huyền hoa thảo, nhưng cũng không có cùng Diêm Hành Thiên thuyết minh. Bởi vì hắn một khi nói ra, người sau tất nhiên sẽ phản đối. Dẫu sao, vậy thiên tâm bí cảnh, chân thực quá nguy hiểm, nếu như cướp lấy dược thảo, có đơn giản như vậy, Diêm Hành Thiên đã sớm tự đi, cũng không cần đau khổ thống khổ đến hiện tại. Nhưng, bí cảnh tuy nguy hiểm, cũng không phải là không có khả năng đột phá. Diệp Thần ở nháy mắt tới giữa, liền nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp, có thể đột phá thiên tâm bí cảnh canh phòng hạn chế, vào đi hái dược thảo. Diêm Hành Thiên khoát khoát tay, nói ta đạo tâm vết thương, không thể nào hết bệnh được, vậy đa bảo thiên quân vậy muốn nhìn ta chết, mỗi một giới thái thượng công đức chiến, hắn cũng hết sức đem thiên tâm huyền hoa thảo đè xuống, tuyệt không chịu lấy ra làm khen thưởng, đưa đến ta là bất kỳ biện pháp cũng không có. Cứng rắn đoạt, ta là cướp bất quá đa bảo thiên quân, tên kia thế lực quá lớn, ha ha, năm đó vậy bà nương, cũng đúng đa bảo thiên quân vô cùng kiêng kỵ, cuối cùng bị rất miễn cưỡng ép được thối vị. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết đa bảo thiên quân tính tình, vũ hoàng cổ đế so sánh với, cũng có thể miễn cưỡng coi là người tốt. Đa bảo thiên quân, đó là tà phái lãnh tụ, lòng dạ cay độc, chỉ cần thấy được người khác chịu khổ, hắn liền cao hứng, coi như mình một chút chỗ tốt cũng không có. Thậm chí, hắn nguyện ý tự mình hy sinh lợi ích, đi hãm hại người khác, chỉ muốn thấy được người khác bị khổ dày vò hình dáng, ví dụ như hãm hại võ tổ. Cái loại này trời xanh kẻ ác, thuần túy khốn kiếp, nhất định chính là trời xanh tà phái lãnh tụ, bất kỳ trà trộn ở tà phái bên trong đệ tử, đối đa bảo thiên quân đều là quỳ bái, phụng làm thần tượng. Diệp Thần đi thiên tâm bí cảnh, hái dược thảo nói, một khi kinh động đa bảo thiên quân, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Diệp Thần có một cái tuyệt diệu phương pháp, có thể đối phó, hắn muốn đi thử một chút. Chỉ là ngoài mặt, hắn không có biểu lộ ra, miễn được Diêm Hành Thiên lo lắng. Ngoài ra, hắn cũng muốn bí mật bắt được dược thảo, trở về cho Diêm Hành Thiên một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Diêm Hành Thiên không hề biết Diệp Thần ý tưởng, nói chúng ta đi về nghỉ một đêm, ngày mai lại hiểu võ đạo, người tối nay thật tốt tính toán, ta cùng vậy bà nương chiến đấu tinh túy bí ẩn, đó là tránh tà chi đạo đấu giết, cũng không phải là thông thường chiến đấu, chỉ cần hiểu thấu triệt, đối người tu luyện có nhiều chỗ tốt. Diệp Thần nói, đa tạ tiền bối chiếu cố. Thật ra thì, Diệp Thần đã hiểu được xong hết rồi, tự thân cảnh giới tu vi, vậy đột phá đến trăm gia cảnh 6 tầng thiên bước, có thể nói lợi nhuận to lớn. Lập tức, Diệp Thần cùng Diêm Hành Thiên, rời đi Thái Hoàng Chi Sơn, trở lại cư trú sân nhỏ bên trong. Diêm Hành Thiên kịch chiến sau này, tiêu hao quá lớn, đi về nghỉ ngơi. Diệp Thần vậy làm bộ như nghỉ ngơi hình dáng, nhưng thật ra là muốn đi thiên tâm bí cảnh, cướp lấy ngày trước tâm huyền hoa thảo. Đến trễ trên, mọi âm thanh yên lặng, Diệp Thần lặng lẽ lưu lại một tờ giấy, trên tờ giấy viết mình đi ra tìm dược liệu. Còn như là dược liệu gì, Diệp Thần không nhỏ viết, chớ nói chi là thiên tâm huyền hoa thảo sự việc, chỉ nói mình tìm được thích hợp dược liệu sau đó, liền sẽ trở lại. Trừ tờ giấy bên ngoài, Diệp Thần còn để lại một bình rượu. Cái này một bình rượu, là hắn dùng thiên địa hồ, cất tạo nên, hỗn hợp rất nhiều đan dược, có thể chậm tách ra Diêm Hành Thiên đạo tâm vết thương. Hết thảy giao phó thỏa đáng sau đó, Diệp Thần chính là lặng yên không một tiếng động, rời đi hành thiên giới, chuẩn bị đi vậy thiên tâm bí cảnh. Chỉ cô nương, đi ra đi. Diệp Thần trong lòng có kế hoạch, đánh khai thiên địa hồ, đem chỉ phi huyết cho đòi đi ra. Một hồi khinh yên dâng lên, chỉ phi huyết thân hình nổi lên, nàng vừa xuất hiện, đầu tiên chính là thư ra một hơi,
thật giống như mới vừa mãn tù phóng thích, khôi phục tự do tù phạm vậy. Diệp Thần thấy nàng bộ dáng này, cười khổ một tí, nói ta đem ngươi thu xếp ở tiên hồ thế giới, ủy khuất ngươi sao? Chỉ Phi Huyết con ngươi vắng lặng, không lộ ra biểu tình gì, bình tĩnh nói, không có, luân hồi chi chủ, ta phụng mệnh của tiểu thư, bảo vệ chiếu cố ngươi, vô luận ngươi có cái gì an bài, ta cũng sẽ làm theo. Diệp Thần nhìn nàng bình tĩnh được có chút lạnh mạc tư thái, có chút áy náy, lại là thở dài nói, đa tạ ngươi, chỉ cô nương, ta bây giờ là có cái nhiệm vụ, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chỉ Phi Huyết nói, nhiệm vụ gì? Diệp Thần sửa sang lại một tí lời nói, sau đó liền nói, ta chuẩn bị đi thiên tâm bí cảnh một chuyến, cướp lấy ngày trước tâm huyền hoa thảo. Chỉ Phi Huyết lấy làm kinh hãi, nói, ngươi muốn thiên tâm huyền hoa thảo làm chi? Vậy thiên tâm bí cảnh là đa bảo thiên quân địa bàn, chúng ta nếu là đi, rất dễ dàng xảy ra chuyện, hơn nữa vậy thiên tâm bí cảnh bên trong, cũng có muôn vàn yêu thú ẩn núp, vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần nói, ngày trước tâm huyền hoa thảo, ta ắt phải cướp lấy, chỉ cô nương, xin giúp ta giúp một tay, ta dự định để cho ngươi ra mặt, đem lính phòng giữ dẫn ra, sau đó ta lại len lén đi vào. Thiên tâm bí cảnh lính phòng giữ, thực lực thật ra thì không hề coi là mạnh. Nhưng bọn họ dẫu sao là tà phái người, một khi bứt dây động rừng, kinh động đa bảo thiên quân, vậy thì thật to không ổn. Cho nên, Diệp Thần không hề định dùng mạnh, hắn là dự định đem lính phòng giữ dẫn ra, mình lại lặng lẽ đi vào. Chỉ Phi Huyết thân phận đặc thù, là đa bảo thiên quân mơ tưởng để cầu muốn bắt tóm nhân vật, chỉ cần nàng hiển lộ ra một chút xíu hơi thở, những cái kia lính phòng giữ cửa, tự nhiên sẽ đi điên cuồng đuổi giết nàng. Như vậy Diệp Thần liền không gặp nguy hiểm, có thể thuận lợi tiến vào thiên tâm bí cảnh bên trong đi. Chỉ Phi Huyết mặt đẹp ngưng trọng, cái kế hoạch này, đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Một khi nàng bị bắt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cũng biết nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không để cho Chỉ Phi Huyết chịu chết, nói, chỉ cô nương, ta có thể trước đem thiết ngai vàng, người đồ sát thánh bôi cho ngươi mượn, ngươi như gặp phải bất ngờ. Bằng hai kiện pháp bảo này, đủ để thoát hiểm. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần sử dụng thiết ngai vàng cùng người đồ sát thánh bôi, phải đem cái này hai kiện chí bảo, cho mượn Chỉ Phi Huyết, lại cười nói. Thật ra thì ta tin tưởng ngươi thực lực, muốn dẫn ra truy binh, đồng thời bảo đảm mình không bại lộ, đối ngươi mà nói, muốn đến cũng không phải việc khó gì. Chỉ Phi Huyết thấy thiết ngai vàng cùng người đồ sát thánh bôi hai kiện chí bảo, trong lòng hơi run run. Không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như thế. Xem Diệp Thần hình dáng, vậy không giống như là kêu nàng đi chịu chết, nàng trong lòng nhất thời an ổn xuống. Không cần, ta không cần ngươi pháp bảo, ta vì ngươi dẫn ra lính phòng giữ là được. Chỉ Phi Huyết nội tâm tuy có chút kích động, nhưng diễn cảm như cũ lạnh lùng, nói. Diệp Thần vui vẻ nói, được, đa tạ. Lập tức, Diệp Thần phong tỏa thiên tâm bí cảnh tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không. Mang Chỉ Phi Huyết đi qua. Vậy thiên tâm bí cảnh, không có ở đây thái thượng thời không bên trong, mà là ở thiên ngoại thiên thế giới. Thiên ngoại này thiên thế giới, quy luật lơ lửng mà hỗn loạn, mà ở chỗ này, trồng trọt dược thảo, đào tạo linh thực, cũng chỉ có thần bí kia Tử Hoàng Tiên Cung, mới khá làm được. Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết, hạ xuống thiên tâm bí cảnh bên trong, lúc này chính là nửa đêm, trên trời vô tinh không trăng, một phiến mờ tối. Chỉ có phương xa đuốc ánh sáng, hơi chiếu sáng. Nhìn kỹ lại, cái này thiên tâm bí cảnh, trên thực tế chính là một cái dãy núi, thiên sơn vạn hác vần quanh. Có người đại thần thông, đem trong dãy núi lòng núi cao, toàn bộ dọn đi san bằng, lộ ra một khối phì nhiêu đất trống, cũng bố trí tụ linh trận pháp, đem bốn phía thiên địa linh khí, toàn bộ họp lại, sẽ ở trận pháp bên trong, trồng trọt kỳ hoa dị thảo, tất cả loại thuốc. Diệp Thần nhắm mắt lại. Tinh thần lực tràn ngập ra, như lòng mở, đem thiên tâm bí cảnh tình huống, thu hết vào mắt. Thiên tâm bí cảnh trung ương, trồng trọt có rất nhiều dược liệu, trong đó chân quý nhất dược liệu, dĩ nhiên là ngày trước tâm huyền hoa thảo. Dãy núi bên trong, ẩn núp rất nhiều hơn yêu thú, chúng ấp úng nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện lớn mạnh, thường xuyên cũng muốn đi vườn thuốc cạnh, thu nạp linh dược tản ra mùi thơm linh thế chấp, tăng lên tự thân tu vi. Những yêu thú kia đều có không kém linh trí, hiểu được quan hệ lợi hại, chưa bao giờ phá hoại vườn thuốc, chỉ là hấp thu tiết ra ngoài ra linh khí, tiếp tục lâu dài. Nếu như có người dám can đảm phá hoại vườn thuốc, trộm cắp dược thảo nói, cũng không cần lính phòng giữ ra tay, những yêu thú kia cửa,
liền sẽ đem xâm nhập người xé thành mảnh vỡ. Mà thiên tâm bí cảnh lính phòng giữ, ước chừng có hơn 100 người, thực lực ở Diệp Thần trong mắt, tự nhiên không hề coi là mạnh, nhưng bọn họ có liên lạc tà phái thủ đoạn, một khi bứt dây động rừng, thật to không ổn. Diệp Thần thăm dò rõ tất cả lai lịch, mở mắt ra, trong mắt như nước tẩy vậy mát rượi, nhìn về phía một bên Chỉ Phi Huyết. Chỉ Phi Huyết vậy rõ ràng liền tất cả tình huống, nhưng có chút lo âu nói, ta cho dù dẫn ra lính phòng giữ, nhưng bí cảnh trong vườn thuốc mặt, còn có hàng loạt yêu thú ẩn núp, người muốn lấy trộm dược thảo, cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần nói, yên tâm, những yêu thú kia, không tổn thương được ta, chỉ cần ngươi có thể dẫn ra lính phòng giữ, không bị tà phái phát hiện, vậy thì vạn sự đại cát. Diệp Thần kiêng kỵ, chỉ là sau lưng tà phái lãnh tụ, Đa Bảo Thiên Quân. Chỉ cần không kinh động Đa Bảo Thiên Quân, tầm thường yêu thú, hắn hoàn toàn có thể đối phó. Chỉ Phi Huyết gật đầu một cái, đang muốn hành động, chợt hôm nay tế có một đạo lưu quang, phóng xuống, rơi vào bí cảnh lối vào. Đó là một cái hông đeo trường kiếm tóc muối tiêu nam tử, thân hình kỳ dài, gương mặt lạnh lùng. Hắn một đáp xuống, bí cảnh cửa vào lính phòng giữ cửa, liền cung kính thi lễ kêu lên, Đoạn Lãng đại nhân. Vậy tóc muối tiêu nam tử gật đầu một cái, nói ta phụng lệnh của sư phụ, tới trấn thủ nơi đây, sư phụ nói hắn bắt được thiên cơ, gần đây có thể sẽ có tặc nhân, tới lấy trộm dược thảo, tất cả đánh cho ta tỉnh tinh thần. Đám người lính phòng giữ nói, Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết xa xa nghe nói như vậy, nhìn nhau, đều là giật mình. Chỉ Phi Huyết nói, người này tên là Tinh Đoạn Lãng, là Đa Bảo Thiên Quân học trò, không nghĩ tới Đa Bảo Thiên Quân, lại có thể biết trước được ngươi muốn lấy trộm dược thảo, đây có thể phiền toái. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ gặp vậy Tinh Đoạn Lãng, cũng cùng rất nhiều lính phòng giữ cùng nhau, trấn thủ ở bí cảnh lối vào, cũng không có ý rời đi. Ngươi có thể đem hắn dẫn ra. Diệp Thần nhìn về phía Chỉ Phi Huyết nói. Chỉ Phi Huyết trầm ngâm một tí, hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, nói có thể là có thể, thế nhưng Tinh Đoạn Lãng tu vi, khá là cường hãn, ta không có cách nào chỉ hoãn quá lâu, tối đa nửa giờ. Trong nửa canh giờ, người phải bắt được dược thảo, sau đó chúng ta đi lập tức. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, nói có thể. Chỉ Phi Huyết chen một tiếng, rút trường kiếm ra, thân hình chớp mắt, sau đó như quỷ mị vậy, ẩn nhập hắc ám bên trong, không thấy bóng dáng. Diệp Thần cũng có điểm khẩn trương, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Chỉ Phi Huyết hơi thở, từ thiên tâm bí cảnh một đầu khác truyền tới. Hơi thở kia như có như không, vừa vặn có thể bị người phát giác đến, nhưng lại sẽ không quá rõ ràng. Bí cảnh lối vào, Tinh Đoạn Lãng bình tĩnh trong mắt, đột nhiên đổi được lạnh lùng, ý định giết người bại lộ. Đoạn Lãng đại nhân, thế nào? Chung quanh lính phòng giữ cửa, cảm nhận được Tinh Đoạn Lãng sát khí, nhất thời có chút kinh hoàng. Này, lúc đầu muốn ăn cắp dược thảo người, lại là Chỉ Phi Huyết tội kia nữ. Tiện nhân kia xông đến bí cảnh bên trong tới, thật là tự tìm cái chết. Tinh Đoạn Lãng ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn đã bắt được Chỉ Phi Huyết hơi thở. Đám người lính phòng giữ kinh hãi, một cái trong đó lính phòng giữ hỏi, vậy Chỉ Phi Huyết ở nơi nào? Tinh Đoạn Lãng rút ra trường kiếm, chỉ hướng phương xa, nói, chính ở bên kia, lấy là lặng lẽ ẩn nặc, là có thể tránh thoát ta pháp nhãn. Không khỏi quá mức ngây thơ, đi, đi qua đem tiện nhân kia bắt lại. Dứt lời, Tinh Đoạn Lãng nhanh chóng đi phương xa bay vút đi, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Chỉ Phi Huyết là Đa Bảo Thiên Quân chỉ đích danh muốn bắt tóm người, vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể bắt Chỉ Phi Huyết mà nói, đó chính là thiên đại công lao. Tinh Đoạn Lãng không muốn bỏ qua, tại chỗ lính phòng giữ cửa, ở ngắn ngủi thất thần sau đó, cũng là hưng phấn nóng rực, hung hăng rút ra binh khí, đi theo Tinh Đoạn Lãng đuổi giết. Nếu là có thể bắt Chỉ Phi Huyết, bọn họ cũng có thể lấy được thiên đại chỗ tốt. Ngay chớp mắt, bí cảnh lính phòng giữ cửa, dốc toàn bộ ra, cũng đi bắt Chỉ Phi Huyết, người người cũng không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thuở lập công cơ hội. Diệp Thần gặp lính phòng giữ đều bị dẫn ra, trong lòng vui mừng. Nhưng gặp Tinh Đoạn Lãng các người, khí thế hung hăng, lại không khỏi là Chỉ Phi Huyết cảm thấy lo lắng. Hãy nhanh lên một chút bắt được dược thảo. Diệp Thần nghĩ thầm, lập tức che giấu hơi thở, hướng bí cảnh lối vào bay vút đi. Vù vù. Làm Diệp Thần đi tới bí cảnh lối vào, bầu trời phương xa, dâng lên một vòng mặt trăng, đó là mơ màng trầm trầm, nâu màu vàng hoàng hôn tháng,
lộ ra bể dâu khí tức huyền ảo. Là chỉ phi huyết vĩ đại thần vật. Ngay sau đó, ở đó hoàng hôn tháng dưới, liền truyền ra từng cơn kịch liệt tiếng đánh nhau. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, biết Tinh Đoạn Lãng đã mang lính phòng giữ, đuổi kịp chỉ phi huyết, hai bên đang kịch chiến. Hắn biết chỉ phi huyết chống đỡ không được bao lâu, mình phải mau sớm bắt được dược thảo, sau đó cùng nàng rời đi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức tiến vào bí cảnh dãy núi bên trong. Ở đường núi bên trong bước nhanh cướp phải, Diệp Thần có thể nghe được dãy núi hai bên, mơ hồ truyền ra không thiếu yêu thú hơi thở. Những thứ yêu thú này, trầm thấp gào thét, tựa hồ đang cảnh cáo Diệp Thần, nhưng chúng cũng không có bạo khởi công kích, hiển nhiên vậy kiêng kỵ Diệp Thần lợi hại. Nhưng, Diệp Thần rất rõ ràng, chỉ cần mình dám hái dược thảo, những thứ yêu thú này cửa, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phát động mãnh công. Rốt cuộc, Diệp Thần đi tới trong dãy núi ương vườn thuốc. Cái này mảnh thuốc vườn, chiếm đất rộng lớn, mới trồng đại lượng dược thảo, mùi thơm xông vào mũi. Vậy từng bụi dược thảo, xanh biếc hòa hợp, cho dù ở tối mờ trong bóng đêm, vậy tản mát ra ánh sáng trong suốt, linh khí đặc biệt dư thừa. Diệp Thần ánh mắt quét qua, rất nhanh ngay tại trong vườn thuốc ương, phát hiện mấy bụi thiên tâm huyền hoa thảo, phơi bày màu vàng kim sáng bóng. Hắn trong lòng vui mừng, liền muốn đi hái dược thảo. Hống, hống, hống. Nhưng mà lúc này, từng trận trầm thấp tiếng thú gào, tràn đầy sát khí, đã ở chung quanh vang lên. Nửa đêm tới giữa, hiện ra một song song máu đỏ con ngươi, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy từng cổ một hào hùng uy áp. Người phàm, đừng có xúc phạm, mau rời đi. Hắc ám bên trong, không biết từ phương hướng nào, phát ra một đạo uy nghiêm thanh âm, giống như từ bốn phương tám hướng truyền ra, sẽ ở thiên sơn vạn hắc gian vang vọng, rung động người tâm thần. Diệp Thần gương mặt trầm xuống, liền thấy chung quanh mười mấy con yêu thú, ở trong bóng tối hiển lộ ra thân hình, mỗi một đầu đều là lớn như núi nhạc, dữ tợn dị thường. Toàn bộ là xuất xứ từ cổ xưa hồng hoang dị chủng, hoàng kim thao thiết, đen sấm quỷ nghiêu, ma hóa đảo ngột, một sừng bạch long vân. Vân, đồng loạt lộ vẻ lộ thân hình ra, vây quanh đem Diệp Thần vây quanh, cảm giác bị áp bách cực lớn. Diệp Thần đánh hơi được nguy cơ hơi thở, đem huyết long triệu hoán liền đi ra, hắn ngắm nhìn bốn phía yêu thú, trầm giọng nói. Ta chỉ cần một bụi thiên tâm huyền hoa thảo, chỉ cần các ngươi cho ta, ta lập tức rời đi. Những thứ yêu thú này, toàn bộ là thông linh, có thể nghe hiểu Diệp Thần nói. Chúng nghe được Diệp Thần lời nói sau đó, trong con ngươi nhưng là lạnh lùng hờ hững thần sắc. Thiên tâm huyền hoa thảo, chính là cái này phiến bí cảnh bên trong, chân quý nhất dược liệu, ta không thể cho ngươi, huống chi vườn thuốc này bên trong thiên tâm thảo, chưa thành thục, ngươi cầm đi cũng là vô dụng. Một giọng nói, từ chỗ sâu truyền ra. Lần này Diệp Thần nghe rõ. Thanh âm hình như là từ một tòa sơn nhạc bên trong tản mát ra, cũng không phải là hiện trường yêu thú mở miệng. Các ngươi không cho, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cứng rắn đoạt. Diệp Thần ánh mắt run lên, cùng huyết long dung hợp một thể, cánh tay hóa thành long cánh tay, bàn tay hóa thành sắt thép long chảo, thiết ngai vàng bàng bạc hơi thở, lăn lăn từ trên người hắn bạo dũng ra. Chung quanh các yêu thú, trong con ngươi thần sắc kinh biến, hiển nhiên cảm nhận được liền Diệp Thần cường hãn. Ngươi muốn chiến, vậy thì đánh. Cái này mảnh thuốc vườn, là chúng ta yêu thú gia viên căn cơ, còn chưa tới phiên ngươi tới xúc phạm, cho dù ngươi là luân hồi chi chủ. Thanh âm kia lần nữa truyền ra, rồi sau đó tại chỗ các yêu thú, kinh thiên điên cuống hét lên, mỗi một đầu đều là bộc phát ra ý giận ngút trời, sau đó liền như sơn hô hải khiếu vậy, điên cuồng hướng Diệp Thần đạp chết tới. Thiết ngai vàng, sắt thép sao trời, mở. Diệp Thần sớm có chuẩn bị. Lúc này một tiếng hét điên cuồng, cả người linh khí nổ, thiết ngai vàng hơi thở, hòa lẫn hồng mông lớn tinh không hơi thở, ngay tức thì nổ bể ra, hình thành một phiến khoáng đạt sao trời. Cái này phiến sao trời, thấu bắn ra ánh sao, nhưng mang sắt thép vậy lạnh lùng uy nghiêm, một chiếu dọi xuống tới, nhất thời để cho được núi đá thổ mộc, từng bụi dược thảo, đều bắt đầu thiết hóa. Vậy tất cả bạo sông lên mà yêu thú tới, núi cao vậy to lớn thân thể, cũng là nhanh chóng đổi được cứng ngắc. Phải bị thiết hóa. Diệp Thần lại không có thừa thắng truy kích ý, bay bước xông vào vườn thuốc bên trong, thì đi hái thiên tâm huyền hoa thảo. Thông thiên viêm hoàng khí, cho ta trấn áp. Nhưng vừa lúc đó, bên cạnh một ngọn núi ven núi, ầm ầm nổ tung,
từ bên trong vọt ra khỏi một đầu toan nghê cự thú, uy nghiêm thần tuấn, miệng phun tiếng người, phun ra một cổ nóng rực màu vàng mang khí, hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới. Ở màu vàng kia mang khí dưới sự xung kích, Diệp Thần sắt thép sao trời, cũng thiếu chút nữa bị chấn bể, những cái kia sắp bị thiết hóa các yêu thú, vậy toàn bộ khôi phục sống động, gầm thét hí, hung mãnh vô cùng đạp chết hướng Diệp Thần. Thông Thiên Viêm Hoàng khí, từ Viêm Hoàng đế ấn bên trong đản sanh ra thần thú. Diệp Thần con người có rúc lại, gắt gao nhìn chằm chằm vậy một đầu phá núi ra toan nghê cự thú. Từ vậy toan nghê cự thú trên mình, Diệp Thần bắt được một cổ hết sức quen thuộc hơi thở, cùng cao nhất thần khí, Viêm Hoàng đế có dấu quan. Viêm Hoàng đế ấn, là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, do Hồng Quân lão tổ chấp trường. Cao nhất thần khí, năng lượng dư thừa mênh mông, chư thiên vô địch, không chỉ có thể sản sinh ra vĩ đại thần vật, còn có thể tạo ra được cường đại sinh linh, yêu thú. Đầu này toan nghê cự thú, lộ vẻ lại chính là từ Viêm Hoàng đế ấn bên trong, sản sinh ra thần thú, cực kỳ cường hãn, có thể gọi là vĩ đại thần thú, bao trùm ở chư thiên vạn thú bên trên. Diệp Thần không nghĩ tới cái này thiên tâm bí cảnh bên trong, lại có vĩ đại thần thú tồn tại, cục diện trong thoáng chốc đổi được vô cùng khó giải quyết. Vậy toan nghê cự thú, lợi dụng tự thân minh mông uy nghiêm cùng vĩ đại hơi thở, chế trụ Diệp Thần thiết ngai vàng hơi thở, rồi sau đó chính là phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, dẫn rất nhiều yêu thú, như trời long đất lở, sơn hô hải khiếu vậy, dễ như bỡn hướng Diệp Thần đánh giết tới. Chủ nhân, nguy hiểm, đi mau. Huyết long giống to, cũng là cảm nhận được liền ngập trời áp lực. Vậy toan nghê cự thú, chính là ra đời từ Viêm Hoàng đế ấn vĩ đại thần thú, hơi thở quá hung mãnh, hơn nữa thiên tâm bí cảnh địa vực quy luật ưu thế, khí thế lại là hừng hực, nếu như muốn cứng rắn đụng mà nói, thật to bất lợi. Diệp Thần khẽ cắn răng, mắt xem ngày trước tâm huyền hoa thảo, chỉ gần trong gang tấc, lại không thể cướp lấy, hắn tâm lý có vô hạn tiếc nuối, nơi nào chịu như thế tùy tiện liền rời đi. Thần tượng băng thiên đụng, phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, nhìn đánh giết mà đến toan nghê cự thú, không tránh không tránh, hung hăng một quyền đánh ra, thi triển ra thần tượng băng thiên đụng. Một đầu thật lớn quang minh cự tượng hư ảnh, từ Diệp Thần sau lưng nổi lên, hắn một quyền như băng thiên vậy, hung hãn vô cùng hướng phía trước đánh tới. Phịch! Diệp Thần quả đấm, hung hăng cùng toan nghê cự thú móng vuốt, mãnh oanh với nhau. Phốc xích! Ở đánh ngay tức thì, Diệp Thần cổ họng một ngọt, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị quả chùy đánh, vô cùng chật vật bay rớt ra ngoài, trùng trùng đụng gãy chừng mấy tòa đỉnh núi, cuối cùng chán nản đổ xuống đất. Vậy toan nghê cự thú, bị đẩy lui một khoảng cách, vậy đụng gãy một ngọn núi, nhưng lấy sau cùng nắm được thân hình, cũng không có bị quá thương thế nghiêm trọng. Ha ha, luân hồi chi chủ, quả nhiên lợi hại, nếu là ở bên ngoài, ta còn thật không địch lại, đáng tiếc nơi này là địa bàn ta. Toan nghê cự thú cổ họng bên trong, phát ra cười nhạt, rồi sau đó thú móng huy kích, muốn một móng vuốt nghiền nát Diệp Thần. Diệp Thần trọng thương ngã xuống đất, chỉ cảm thấy cả người gân cốt sắp nứt, đau đớn dị thường, mắt gặp vậy toan nghê cự thú, một móng vuốt đánh tới, nguy hiểm dưới, hắn muốn kêu gọi luân hồi mộ địa đại năng. Nhưng, vừa lúc đó, Diệp Thần cảm thấy mình trong cơ thể, khác thường động phát ra. Đó là huyền yêu tinh máu dị động. Ở Diệp Thần nguy cơ giây phút, huyền yêu tinh máu tóe ra một cổ không tầm thường dị động, tia máu đại tác, hỗn độn yêu khí ngất trời. Ồ, là huyền yêu đại nhân hơi thở. Vậy toan nghê cự thú, cảm nhận được liền Diệp Thần trong cơ thể, tản ra huyền yêu tinh huyết khí tức, trong thoáng chốc kinh hãi được tột đỉnh. Chung quanh các yêu thú, cũng là hoàn toàn lộ vẻ xúc động, tựa như cảm thấy một cổ cao nhất huy áp, rối rít sợ hãi phát run, lại hướng Diệp Thần quỳ xuống lại. Diệp Thần cảm nhận được huyền yêu tinh máu dị động, hít sâu một hơi, huyết mạch vận chuyển, đem một phần chia huyền yêu tinh máu năng lượng, tại chỗ luyện hóa hết. Huyền yêu tinh máu năng lượng luyện hóa, Diệp Thần cảm thấy tự thân kinh mạch, thật giống như lấy được thiên đại tư bổ, thương thế lập tức tốt lắm rất nhiều, từ dưới đất đứng lên. Vậy toan nghê cự thú, nhìn Diệp Thần thân thể, nhưng là rung động thật sâu, mơ hồ tới giữa, thấy được huyền yêu bóng người. Mấy vị kia yêu tổ bên trong. Huyền yêu là ngươi người nào? Ngươi là huyền yêu truyền nhân sao? Toan nghê cự thú rung động, giọng nói kinh hãi. Diệp Thần thấy nó bộ kia rung động hình dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi cùng huyền yêu tới giữa, lại là quan hệ như thế nào?
Nói chuyện lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể, như cũ có hào hùng huyền yêu uy nghiêm, tản ra. Cái này cổ huyền yêu uy nghiêm, đối với phổ thông yêu thú mà nói, có cực lớn hiệu quả áp chế. Thậm chí, liền toan nghê cự thú cái loại này vĩ đại thần thú, cũng phải bị áp chế. Ở to lớn uy áp hạ, vậy toan nghê cự thú, cúi nằm ở, cũng là thần phục hình dáng, nói chúng ta yêu thú, phụng yêu tổ vi tôn, ta là huyền yêu nô bộc. Diệp Thần thấy vậy toan nghê cự thú, như vậy thần phục hình dáng, mừng thầm trong lòng, xem ra huyền yêu lai lịch, lớn vô cùng, cho dù là trong truyền thuyết vĩ đại thần thú, đều phải đối hắn quỳ bái. Ta chính là huyền yêu truyền nhân, bằng hữu, ta muốn bắt một bụi thiên tâm huyền hoa thảo, người có ý kiến sao? Diệp Thần nhìn vậy toan nghê cự thú, nói. Luân hồi chi chủ, người là huyền yêu truyền nhân, đó cũng là bọn ta chí tôn, chủ nhân, người muốn cái gì, cứ việc cầm đi. Toan nghê cự thú hết sức lo sợ, nhìn về phía trong vườn thuốc mấy bụi màu vàng thiên tâm thảo, dừng một chút, lại nói. Chỉ là, cái này mấy bụi thiên tâm huyền hoa thảo, chưa thành thục, không thể nhập thuốc, uống cũng vô ích, tôn chủ ngươi cầm đi cũng là vô dụng. Diệp Thần nghe lời nói này, sắc mặt trầm xuống, nói còn không thành thục sao. Hắn nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy vậy mấy bụi thiên tâm huyền hoa thảo, lá cỏ còn có chút non nớt, sức lửa còn chưa tới nhập thuốc dùng bước. Nếu như đem những thứ này non nớt thiên tâm huyền hoa thảo, mang về cho Diêm Hành Thiên mà nói, muốn đến vậy không tạo được tác dụng gì. Chẳng lẽ muốn một chuyến tay không? Diệp Thần trong lòng nhất thời chợt lạnh, có chút lo âu, ánh mắt mong về phía chân trời, chỉ gặp vậy một vòng hoàng hôn tháng, đã dính vào màu máu. Chỉ phi huyết trạng thái, hiển nhiên thật to không ổn. Vậy toan nghê cự thú nói, tôn chủ, người muốn thành thục thiên tâm huyền hoa thảo, có thể đi tiên lân động bên trong lấy, thế nhưng tiên lân động, có một đầu sinh đôi thần thú bảo vệ, chỉ sợ khó đối phó. Diệp Thần hỏi, tiên lân động, sinh đôi thần thú vậy là cái gì? Vậy toan nghê cự thú nói, sinh đôi thần thú, chính là hội tụ hai đại cao nhất thần khí năng lượng, đản sanh ra thần thú. Cái loại này thần thú, huyết mạch hiếm thấy, cực kỳ khủng bố, vậy tiên lân động bên trong có một đầu tiên kỳ lân, chính là hội tụ thiên đế kim luân, viêm hoàng đế ấn hai đại thần khí năng lượng, đản sanh ra nghịch thiên thần thú, đã có thể biến ảo hình người, vô cùng lợi hại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy không ổn, nói, vậy thành thục thiên tâm huyền hoa thảo, chỉ có tiên lân động bên trong có. Vậy toan nghê cự thú nói, đúng vậy, tiên lân động bên trong dược thảo, là đa bảo thiên quân tự mình trồng trọt, mỗi một loại cũng chân quý dị thường, đầu kia tiên kỳ lân, cũng là đa bảo thiên quân chuyên tâm đào tạo, hóa thành hình người sau đó, lấy tên kêu Cam Lân Vũ. Diệp Thần nói, Cam Lân Vũ, vậy tiên kỳ lân hình người, là một người cô gái sao? Toan nghê cự thú nói, đúng vậy, vậy tiên kỳ lân mới vừa hóa hình người thời điểm, chỉ là một hồ đồ bé gái. Dần dần bị đa bảo thiên quân nuôi lớn, lão sắc quỷ kia tâm hoài bất quý, muốn cùng bé gái đó sau khi lớn lên, liền đem chiếm đoạt. Diệp Thần ra mặt kéo động một tí, nói, vậy đa bảo thiên quân, liền một con yêu thú cũng không buông tha sao. Toàn nghề cự thú nói, ai biết được, lão sắc quỷ kia nổi danh háo sắc, cái gì cũng làm ra được, vậy tiên kỳ lân là sinh đôi thần thú, cùng kết hợp, có lẽ cũng sẽ có to lớn tăng thêm. Chỉ là... sinh đôi thần thú huyết mạch cường hãn, cũng không dễ phục huyền yêu hậu nhân. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng một hồi ngưng trọng. Hắn huyền yêu tinh máu uy nghiêm, có thể hàng phục toan nghê cự thú, và nơi này tất cả yêu thú, nhưng đối với vậy sinh đôi thần thú tiên kỳ lân, nhưng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Ta nếu như cứng rắn cướp, thành bại số như thế nào? Diệp Thần nắm quyền một cái, lại hỏi. Toan nghê cự thú nói, thất bại không thể nghi ngờ. Ở tiên lân động bên trong, vậy tiên kỳ lân là tuyệt đối nắm giữ, chiếm hết ưu thế, tôn chủ ngươi nếu như dùng thủ đoạn cường ngạnh, sẽ không có kết quả tốt. Dừng một chút, toan nghê cự thú ngẩng đầu nhìn một chút bóng tối bóng đêm, nói, hôm nay chính là nửa đêm, vậy tiên kỳ lân phỏng đoán đã ngủ, tôn chủ ngươi có thể thừa dịp này cơ hội, lặng lẽ lấy đi dược thảo, chỉ cần không kinh động nàng, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Trên bầu trời hoàng hôn tháng, màu máu đỏ nhuộm càng ngày càng thảm thiết, muốn đến chỉ phi huyết bên kia, tình huống chiến đấu cũng là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần phải mau sớm bắt được thiên tâm huyền hoa thảo, sau đó rời đi. Mang ta đi tiên lân động.
Diệp Thần cất bước cưỡi ở toàn nghê cự thú sống lưng trên, thúc giục quát lên, hắn không thời gian lãng phí, coi như nguy hiểm, cũng phải đi xông vào một lần. Tôn chủ. Toàn nghê thú lập tức bước ra bước chân, chở Diệp Thần, chạy nhanh đến thiên tâm bí cảnh chỗ sâu. Diệp Thần ở vách núi tới giữa, quả nhiên thấy được một cái hang quật, trong hang óng ánh xanh biếc ánh sáng tràn ra tới, lại có dịu dàng thuốc thơm, bên trong tựa hồ mới trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần xoay mình từ toàn nghê thú sống lưng trên nhảy xuống, thu liễm hơi thở, chính là lặng lẽ hướng hang đi tới. Trong hang mặt, lại có rất nhiều người công sửa chữa dấu vết, có bàn đá, băng đá, đèn đài, thậm chí có tượng gỗ em bé, chống lắc, chuông cùng đứa nhỏ đồ chơi. Một cô gái, đang nằm ở một tấm thiên nga nhung cửa hàng trên giường nhỏ, ngủ khò khò. Thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, bên ngoài nhìn như chừng mực, ước chừng tương đương 13-14 tuổi thiếu nữ, da thịt trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, trên tóc thấm ra hai cái kỳ lân sừng, tỏ rõ nàng là thần thú hóa hình thân phận. Diệp Thần thấy cảnh tượng này, ngẩn ngơ, còn lấy vì mình xông vào một cái non nớt khuê phòng của thiếu nữ bên trong. Nhưng, trong lỗ mũi truyền tới dịu dàng thuốc thơm, để cho Diệp Thần phục hồi tinh thần lại. Chỉ gặp ở thiếu nữ giường nhỏ phía sau, là một cái diện tích không nhỏ vườn trồng thuốc, bên trong trồng đầy từng bụi dược thảo, chủng loại số lượng xa xa kém hơn bên ngoài vườn thuốc, nhưng mỗi một bụi cây dược liệu, đều là vô cùng chân quý, giá trị không rẻ, đã tốt rồi muốn tốt hơn. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền thấy mười mấy bụi cây thành thục thiên tâm huyền hoa thảo, phơi bày ám kim ánh sáng màu, trên lá cây có nhụy hoa tách thả ra. Không sai, đây chính là thiên tâm huyền hoa thảo. Diệp Thần trong lòng nóng bỏng, thấy vậy giường nhỏ thiếu nữ, vẫn còn ngủ say, liền thận trọng vòng qua nàng, hướng hậu phương vườn trồng thuốc đi tới. Cái này kêu Cam Lân Vũ thiếu nữ, ngủ khò khò, mới vừa ngoại giới kinh thiên tiếng đánh nhau, cũng không làm kinh động nàng. Diệp Thần nghĩ thầm, mình chắc sẽ không bị phát hiện. Rất thuận lợi, Diệp Thần đi tới vườn trồng thuốc bên bờ, thấy trên đất có một từng đạo ảm đạm trận văn dấu vết. Hắn vận chuyển trận tự quyết, lặng yên không một tiếng động, liền đem những cái kia trận văn dấu vết, toàn bộ xóa đi, sau đó sải bước đi nhập vườn trồng thuốc bên trong, đi thẳng tới thiên tâm huyền hoa thảo trước, đem một bụi dược thảo rút lên. Một bụi này dược thảo rút lên, thoáng chốc tới giữa. Diệp Thần cảm thấy toàn bộ hang quy luật, cũng xuất hiện một cổ không tầm thường chấn động dị động, nếp sống gào thét xoay tròn, hu hu vang dội. Vậy trong ngủ mê tiên lân thiếu nữ, mắt lông mi mau khẽ run lên, mở mắt ra, tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy, lúc này đang ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, vậy ấu non mà trẻ trung dáng vẻ, nhưng thấm ra một cổ vận vị đặc biệt cùng cám dỗ. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có tâm tư thưởng thức. Thấy vậy tiên lân thiếu nữ tỉnh lại sau đó, hắn cả người bắp thịt cũng căng thẳng lên. Là ai vậy? Tiên lân thiếu nữ dụi mắt một cái, thanh âm vậy mơ mơ màng màng, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần trong tay, cầm một bụi đất bùn dính dược thảo sau đó, vậy tiên lân thiếu nữ tỉnh táo buồn ngủ, nhất thời tản đi, ngay tức thì như nước tẩy vậy thanh tỉnh, à một tiếng thét chói tai đứng lên, tức giận hướng về phía Diệp Thần quát lên. Không được nhúc nhích ta quả vặt. Đi đôi với tiếng thét chói tai này, vậy tiên lân thiếu nữ nổi giận đùng đùng khoát tay, vô số thiên địa quy luật, cuồng bạo linh khí, hội tụ đến nàng mảnh khảnh trong bàn tay, rồi sau đó hóa thành một đạo kinh khủng chùm tia sáng, mang xuyên qua tinh không đáng sợ khí thế, hung hăng hướng Diệp Thần ngực bắn tới. Cái này đạo cột sáng đánh, chỉ là thiếu nữ tiện tay nhất kích, nhưng uy thế cường hãn, thật là long trời lở đất, thậm chí trong sâu thẳm, hàm chứa viêm hoàng đế ấn cùng thiên đế kim luân. Hai đại thần khí một chút năng lượng, cực kỳ đáng sợ. Trần bia, thiết ngai vàng, ngự. Trong chớp mắt, Diệp Thần cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn, vội vàng điều động trần bia cùng thiết ngai vàng lực lượng, ở trước người ngưng tụ thành một mặt lóng lánh kim quang sắt thép đổ sộ vách đá. Oanh! Tiên lân thiếu nữ trùm tia sáng công kích, đánh giết tới, đem Diệp Thần sắt thép đổ sộ vách đá, oanh được nghiền. Thật may cái này sắt thép đổ sộ vách đá. Vậy hóa giải được phần lớn công kích tình thế, Diệp Thần cũng không có bị thương, chỉ là ở cuồng bạo dưới sự xung kích, lui về phía sau ba bước, đạp ngã mấy bụi dược thảo. Tiên lân thiếu nữ thấy vậy, nhất thời rất đau lòng, cũng mau khóc lên, cả giận nói, người xấu. Không muốn đạp ta quả vặt, liền muốn động thủ nữa. Diệp Thần nghe được cô gái kia lời nói, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm,
nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, cô gái nhỏ, ngươi đừng khóc, ngươi muốn quả vặt mà nói, ta có thể cho ngươi, hơn nữa so những dược thảo này, đều phải ăn ngon. Cái này Tiên Lân thiếu nữ, nhìn như chính là một cái hồ đồ ngu xuẩn manh bé gái, lại có thể đem như thế nhiều chân quý dược liệu, coi là quả vặt. Nếu nàng tâm tư đơn thuần như vậy, Diệp Thần vậy thật nhiều ý tưởng, trong nháy mắt toát ra. Vậy Tiên Lân thiếu nữ, nghe được có ăn ngon, nhất thời cặp mắt sáng lên, nói, ngươi ăn có gì ngon? Diệp Thần nói, ngươi há miệng. Vậy Tiên Lân thiếu nữ ồ một tiếng, lại liền ngoan ngoãn há mồm ra. Như vậy không phòng bị chút nào hình dáng, hiện ra giấy trắng vậy đơn thuần. Nhưng Diệp Thần biết, như vậy đơn thuần sau lưng, ẩn núp trước nguy hiểm to lớn. Một khi chọc tức cái này Tiên Lân thiếu nữ, nàng tất nhiên sẽ không để ý hết thảy, công kích sát phạt. Đây chính là đứa nhỏ tâm tính, nguyện nhìn lấy được thỏa mãn, đó chính là thiên thật bộ dáng đáng yêu, một khi không hài lòng, vậy thì cãi lộn. Diệp Thần phá vỡ đầu ngón tay, cong ngón tay bắn ra, một giọt luân hồi máu tươi, hướng vậy Tiên Lân thiếu nữ miệng bay đi. Vậy một giọt máu, rơi vào thiếu nữ trên môi, nàng tò mò liếm một tí, sau đó ửng ực một tiếng, nuốt xuống. Ở nuốt xuống Diệp Thần một giọt máu sau đó, thiếu nữ trong tròng mắt, cũng là tóe ra nóng rực thần thái. Diệp Thần hỏi, ăn ngon không? Thiếu nữ cùng gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, nói, ăn ngon, ăn ngon. Luân hồi hơi thở, đối với người khác phái có sức hấp dẫn thật lớn. Diệp Thần máu tươi, đối với người khác phái mà nói, cũng là to lớn đổ bổ. Tiên Lân thiếu nữ nuốt vào Diệp Thần một giọt máu, chỉ cảm thấy đó chính là thế gian ngon nhất, cả người lỗ chân lông cũng thoải mái mở, hai gò má cũng nổi lên ửng đỏ, nàng cảm thấy trong cơ thể có cổ vô hình lửa đang cháy. Ta cho ngươi ăn của ta máu, đem ngươi nơi này thiên tâm huyền hoa thảo, toàn bộ cho ta, như thế nào? Diệp Thần nói. Tiên Lân cô gái nói, được, dừng một chút, lại chần chờ một tí, nói, không được. Diệp Thần nói, là cái gì không được? Tiên Lân cô gái nói, ngươi sau này nếu là đi, ta há chẳng phải là không ăn được. Ta muốn ngươi lưu lại, một mực phụng bồi ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong ánh mắt, hiện ra một chút nguyên thủy tàn khốc. Ánh mắt giống như một cái đứa nhỏ, nhìn bình thủy tinh bên trong dãy ruộng châu chấu, như vậy nguyên thủy tàn khốc, đại biểu người thiên tính ích kỷ, tham lam. Diệp Thần trong lòng rét một cái, biết cô gái này, là muốn đem mình cưỡng ép lưu lại, sau này mỗi ngày lấy máu, cho đến cầm mình ép khô. Ngươi sau này muốn mỗi ngày ăn, vậy cùng ta rời đi chính là, ta mang ngươi đi. Diệp Thần phản ứng thật nhanh, lập tức kiên quyết nói. Thiếu nữ ngẩn ngơ, nói, ngươi muốn mang ta đi sao? Nhưng mà, thế giới bên ngoài, ta không đi qua, ta sợ. Diệp Thần nói, không có gì hay sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, cho ta một cái chính xác câu trả lời, có chịu hay không cùng ta đi. Nếu không ta đi ngay bây giờ, cũng không cùng ngươi giao dịch. Giọng không cho đưa mỏ. Thiếu nữ hoảng hốt vội nói, không muốn, không muốn. Ta đi với ngươi chính là, nhưng ngươi cấp cho ta ăn của ngươi máu, ta thích thứ mùi đó. Luân hồi máu mùi vị, đừng nói là nàng cái này hồ đồ thiếu nữ, coi như là thiên nữ này đám nhân vật, cũng không có so thích. Có thể, há miệng. Diệp Thần sải bước đi tới, nói. Thiếu nữ rất là khôn khéo, liền ngoan ngoãn há mồm ra, không phòng bị chút nào nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đi tới trên giường, ngồi ở nàng bên người, nhìn nàng bộ kia ngây thơ hình dáng, trong đầu nghĩ, cô gái này cũng quá dễ lừa gạt, ta hiện tại nếu là động thủ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Diệp Thần nói, không nói chính nghĩa, nhưng chí ít không phải tà ác, tự nhiên sẽ không làm cái loại này có làm trái bản tâm sự việc. Hắn phá vỡ ngón tay, đưa đến thiếu nữ trong miệng đi. Thiếu nữ mút vào Diệp Thần ngón tay, liếm phía trên máu tươi, thật giống như nếm được thế gian nhất mỹ vị mùi vị, trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc vui sướng. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ ôn nhuyễn ấm áp xúc cảm, từ trên ngón tay truyền tới. Thiếu nữ liếm một hồi, Diệp Thần liền đưa ngón tay rút trở về. Không muốn, đại ca ca, ta còn muốn ăn. Thiếu nữ kéo Diệp Thần tay, nhưng tràn đầy không thôi. Diệp Thần sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng, nhìn về hang ra, nói, không thời gian, chúng ta phải đi lập tức, nếu không thời gian không còn kịp rồi. Thiếu nữ mờ mịt, nghe đến bên ngoài tiếng đánh nhau, còn bắt được rất nhiều quen thuộc hơi thở,
Ai Yêu kêu một tiếng, nói, Đoạn Lãng đại ca ở bên ngoài, ta muốn cùng hắn nói tạm biệt mới được. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, không cần nói tạm biệt, những người đó cũng là người xấu. Cô gái nói, làm sao sẽ, Đoạn Lãng đại ca là người tốt, Đa Bảo Thiên Quân ông cụ vậy là người tốt, bọn họ giúp ta sửa chữa gia viên, cho ta quả vặt ăn, cũng là người tốt. Diệp Thần có chút dở khóc dở cười, cô gái này, chân thực quá đơn thuần. Thôi, chờ ngươi sau này trưởng thành, ngươi dĩ nhiên là biết được. Diệp Thần lắc lắc đầu nói. Thiếu nữ ưỡn ưỡn nàng còn rất trẻ trung ngực, nói ta đã trưởng thành. Diệp Thần không nói thêm gì nữa, đi tới đem vườn trồng thuốc bên trong cỏ, toàn bộ đào lên. Ta quả vặt, thiếu nữ rất là đau lòng kêu lên một tiếng. Cũng cho ngươi. Diệp Thần đem tất cả dược thảo, toàn bộ nhét vào trong ngực nàng, mình giữ lại ba bụi cây thiên tâm huyền hoa thảo, nhận được thiên địa hồ bên trong đi. Thiếu nữ bưng một đống dược thảo, rất là cao hứng, cầm lên một bụi nhai, nói hàm hồ không rõ, đại ca ca, người muốn không muốn ăn. Những thứ này quả vặt ăn ngon lắm. Diệp Thần nói, ta không ăn, chúng ta đi. Hắn kéo tay của thiếu nữ, lập tức đi ra hang, cũng hướng Chỉ Phi Huyết chuyển ý chí, kêu lên, rút lui. Đạo ý chí này truyền ra, phương xa tiếng đánh nhau, lập tức ngừng. Vậy một vòng hoàng hôn tháng, cũng là dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Đi! Diệp Thần ôm trước cô gái kia, và nàng cùng nhau cưỡi sư tử sống lưng, đi bí cảnh bên ngoài chạy như bay. Tôn chủ, ngươi! Toàn Nghê thấy Diệp Thần, lại có thể thu phục cái này tiên lân thiếu nữ, không khỏi được thất kinh, cũng không biết Diệp Thần là như thế nào làm được. Diệp Thần cưỡi Toàn Nghê, rất nhanh chạy như bay đến bí cảnh ra. Lúc này, Chỉ Phi Huyết vậy từ một phương diện khác, như quỷ mị thiểm lược tới, trở lại Diệp Thần bên người. Diệp Thần gặp nàng cả người đẫm máu, bị thương không nhẹ, vội nói, không có sao chứ. Chỉ Phi Huyết nói, không có sao, tạm thời không chết được. Nàng thấy Diệp Thần bước cưỡi Toàn Nghê, trong tay ôm một cái huyết mạch động trời thiếu nữ, không khỏi được thầm kinh hãi, không biết Diệp Thần rốt cuộc trải qua cái gì. Đi lên! Diệp Thần đem Chỉ Phi Huyết vậy kéo đến Toàn Nghê sống lưng trên, liền muốn rời đi. Nhưng mà lúc này, một cái phá thiên vậy thần mang, lăng không bạo giết xuống. Một cái tóc muối tiêu nam tử, mang mười mấy vệ binh, từ trên trời hạ xuống. Chính là Tinh Đoạn Lãng. Tinh Đoạn Lãng ánh mắt lãnh khốc, nhìn vòng quanh toàn trường, nhìn xem Chỉ Phi Huyết, lại nhìn xem Diệp Thần, cuối cùng thấy vậy tiên lân thiếu nữ trong ngực, bưng một chồng lớn dược thảo, ngây thơ hồn nhiên hình dáng, hắn sắc mặt nhất thời thay đổi. Luân hồi chi chủ, là ngươi thằng nhóc này, ngươi muốn lừa gạt sư phụ ta người phụ nữ, còn muốn ăn cắp dược thảo. Tinh Đoạn Lãng thần sắc đặc biệt khó khăn xem, thấy Diệp Thần còn ôm tiên lân thiếu nữ hông, lại là giận dữ, nói cầm tay bẩn thỉu của ngươi buông ra. Diệp Thần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lại không nghĩ rằng bị Tinh Đoạn Lãng đuổi giết đi lên. Người sau nếu là Đa Bảo Thiên Quân đệ tử, thực lực tương đương cũng là tương đương cường hãn, nếu không, cũng sẽ không đem Chỉ Phi Huyết làm bị thương tình cảnh này. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, vậy tiên lân thiếu nữ nhưng cười hì hì nói, Đoạn Lãng đại ca, ngươi khỏe à? Hồn nhiên không biết thế đạo hiểm ác. Tinh Đoạn Lãng nói, Cam Lân Vũ, ngươi xuống, ngươi như thế nào cùng một cái người ngoài ở cùng một chỗ? Người này là sư phụ kẻ địch, ngươi mau giết hắn. Tên là Cam Lân Vũ tiên lân thiếu nữ, ngây thơ hồn nhiên cười nói, đại ca ca là người tốt. Dừng một chút, lại nhìn hướng Diệp Thần nói, đúng rồi, đại ca ca, ngươi tên gọi là gì? Ta họ Diệp, tên một chữ một cái thần chữ. Diệp Thần nói, Cam Lân Vũ gật đầu, hướng Tinh Đoạn Lãng nói, Đoạn Lãng đại ca, Diệp Thần ca ca thật là người tốt, hắn trả cho ta quả vặt ăn đây, so các ngươi cho quả vặt, đó là tốt ăn nhiều, hắn nói muốn mang ta đi thế giới bên ngoài, ngươi muốn không muốn đi. Tinh Đoạn Lãng nghe lời nói này, đã biết kinh biến ra đời, như không giải quyết, không chỉ có dược thảo mất, liền Cam Lân Vũ đều phải bị Diệp Thần mang đi, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng tổn thất, Đa Bảo Thiên Quân nhất định có hàng giận. Nghĩ tới sư phụ như vậy loại tàn khốc tàn nhẫn hành hạ thủ đoạn, Tinh Đoạn Lãng không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại. Bé gái, người bị người lừa. Đáng chết luân hồi chi chủ, lại dám lừa gạt sư phụ ta người phụ nữ, ta muốn ngươi chết. Tử Hoàng Tiên Sơn, cho ta trấn áp. Sợ hãi dưới cơn giận dữ, Tinh Đoạn Lãng một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên, bàn tay vung lên, linh khí nổ.
Minh minh trong hư không, lại có thể xuất hiện một tòa tiên sơn, hà thải nhô lên, tiên khí ngàn vạn trượng, đỏ nghê lăn lăn, mang vô cùng uy áp, lăng không trấn áp xuống tới. Đó là Tử Hoàng Tiên Cung thần khí, Tử Hoàng Tiên Sơn. Chỗ tòa này Tử Hoàng Tiên Sơn, có vô cùng trấn áp lực, có thể áp chế hết thảy tiên Phật yêu ma, cực kỳ cường hãn. Ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, tinh nhuệ đệ tử, cao tầng thứ hộ pháp trưởng lão, đều có thể mượn dùng Tử Hoàng Tiên Sơn lực lượng, trấn áp hết thảy địch. Vào giờ phút này, Tinh Đoạn Lãng cảm giác sâu sắc nguy cơ, lại có thể vừa thấy mặt, liền vận dụng ra lá bài tẩy, trực tiếp triệu hoán Tử Hoàng Tiên Sơn lực lượng hạ xuống. Rắc rắc sát, Tinh Đoạn Lãng gân cốt, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, hiển nhiên triệu hoán cái này Tử Hoàng Tiên Sơn, mang cho hắn thân thể to lớn áp lực. Ùm ùm. Vậy Tử Hoàng Tiên Sơn hạ xuống, uy thế muôn vàn, bá đạo vô cùng, chấn động không khí khí lưu, lăn lăn cát bụi kích dương lên. Diệp Thần con ngươi một hồi co rúc lại, nếu như gặp phải cái này Tử Hoàng Tiên Sơn trấn áp, chỉ sợ chọn đời thoát thân không được. Hắn vội vàng sách ngự toan nghê, nhanh chóng đi bên mau tránh ra. Tử Hoàng Tiên Sơn ầm một tiếng, chấn rơi vào mặt đất bên trên, nhất thời đem mặt đất cũng đè sụp trăm trượng, cuồng bạo khí lưu nổ đi ra. Đang kịch liệt khí lưu dưới sự xung kích, Diệp Thần chỉ có thể bảo vệ mình, tạm thời tới giữa, vậy không kịp bảo vệ Cam Lân Vũ và Chỉ Phi Huyết. Bị thương xuống Chỉ Phi Huyết, xa xa té ra ngoài, rên lên một tiếng ngã xuống đất. Cam Lân Vũ ai yêu một tiếng thét kinh hãi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vậy té bay ra ngoài, cũng may nàng huyết mạch cường hãn, cũng không có bị thương. Tinh Đoạn Lãng hừ một tiếng, lập tức vào tới Cam Lân Vũ bên người, thả ra một đạo linh phù. Linh phù rơi xuống, nhưng như giam cầm vậy, đem Cam Lân Vũ linh khí, hoàn toàn phong tỏa ở. Cam Lân Vũ thân thể cứng ngắc, cảm thấy rất không thoải mái, kêu lên, Đoạn Lãng đại ca, ngươi làm gì? Tinh Đoạn Lãng ánh mắt lạnh lùng, nhìn nàng vậy trẻ trung dáng vẻ, đã trổ mã đứng lên, lạnh lùng nói, bé gái, người ngươi vậy trưởng thành, hôm nay là thời điểm mang ngươi trở về, cho sư phụ hầu hạ. Cam Lân Vũ nói, hầu hạ là ý gì? Nàng thấy mình trong ngực dược thảo, toàn bộ đều tán rơi xuống đất, trong lòng rất muốn đi tìm kiếm, nhưng thân thể cứng ngắc, hơn nữa Tinh Đoạn Lãng ánh mắt lạnh đến đáng sợ, nàng cũng không dám qua loa động tác. Tinh Đoạn Lãng âm hiểm cười nói, hầu hạ chính là để cho ngươi cùng sư phụ ta ngủ, đây là bên ngoài bao nhiêu nữ nhân cũng không cầu được cơ hội, ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, có thể không nên bị luân hồi chi chủ lừa gạt. Cam Lân Vũ mắt đẹp co rúc lại, nàng tuy rốt nát vô chi, nhưng không hề ngu xuẩn, thân thể mềm mại run rẩy, nói các ngươi cầm ta nuôi lớn, chính là vì để cho ta hầu hạ sao. Tinh Đoạn Lãng nói, đừng la lý dài dòng, cùng ta trở về. Vừa nói liền bắt được Cam Lân Vũ cổ tay, phải đem nàng mang đi. Hắn biết luân hồi khí vận mạnh mẽ, mình ngày hôm nay coi như triệu hoán Tử Hoàng Tiên Sơn, cũng chưa chắc có thể trấn áp. Tình hình bây giờ, chỉ có đoạt lại Cam Lân Vũ, hướng sư phụ bẩm báo, đem tổn thất giảm đến thấp nhất, làm tiếp định đoạt. Ai yêu, đau. Cam Lân Vũ cổ tay bị bắt, thật giống như bị vòng sắt trói liền vậy, đau đớn dị thường. Đủ rồi. Lúc này, Diệp Thần mắt thấy một màn này, lửa giận cháy, cùng huyết long dung hợp, một cái sắt thép long chảo, mang xé trời oai, hung hăng hướng Tinh Đoạn Lãng đánh chết tới. Tinh Đoạn Lãng mặt liền biến sắc, không nghĩ tới mình cho gọi ra Tử Hoàng Thiên Sơn, Diệp Thần còn có tự nhiên hoạt động năng lực, trong đầu nghĩ, luân hồi huyết mạch quả nhiên cường hãn, ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Lập tức, hắn vậy không dám nhìn thẳng Diệp Thần mũi nhọn, lập tức mang Cam Lân Vũ, rút người ra lui về phía sau. Thật ra thì, bàn về thực lực, Tinh Đoạn Lãng cùng Chỉ Phi Huyết tương đương, vậy tu vi là tương đương cường hãn, giờ phút này hắn còn có Tử Hoàng Tiên Sơn trợ lực, nếu như đỉnh cấp tỷ thí, Diệp Thần cũng chưa chắc là địch thủ của hắn. Nhưng, luân hồi khí vận danh tiếng, quá mức vang dội, uy chấn chư thiên. Tinh Đoạn Lãng cũng không muốn ham chiến, trực tiếp tránh Diệp Thần mũi nhọn, cười lạnh nói, luân hồi chi chủ, ngươi chờ, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, chính là ngươi ngày rỗ. Tiếng nói rơi xuống, Tinh Đoạn Lãng liền phải dẫn Cam Lân Vũ bỏ chạy, hắn muốn đi, Diệp Thần là tuyệt đối không ngăn được hắn. Diệp Thần cũng không muốn Cam Lân Vũ bị mang đi, như thế đơn thuần cô gái, nếu như bị Đa Bảo Thiên Quân vậy lão kẻ gian mao làm bẩn, vậy thì thật là diệt tuyệt luân lý làm người, hắn đạo tâm vậy ắt phải gặp ảnh hưởng. Cô bé,
vận dụng ta máu tươi lực lượng. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần hướng về phía Cam Lân Vũ quát lên. Cam Lân Vũ ngẩn ngơ, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thúc giục trong cơ thể lưu lại một chút luân hồi máu tươi lực lượng. Nàng ăn rồi Diệp Thần luân hồi máu, lúc này còn không có hoàn toàn tiêu hóa hầu như không còn, còn có một chút lực lượng lưu lại. Cái này một chút luân hồi máu, lập tức bạo phát, mạnh mẽ mênh mông kim quang, từ Cam Lân Vũ trong cơ thể tách thả ra ra. Cái gì? Tinh Đoạn Lãng thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Hắn linh phù phong tỏa, ở luân hồi lực lượng dưới sự xung kích, lập tức liền sẽ tan hết, hoàn toàn phong tỏa không ở Cam Lân Vũ. Phong tỏa thoát khỏi, Cam Lân Vũ chỉ cảm thấy cả người ung dung, tựa hồ có xài không hết lực lượng. Diệp Thần ca ca. Nàng lúc này được cởi tự do, lập tức hất ra Tinh Đoạn Lãng tay, hướng Diệp Thần chạy nhanh đi. Đáng chết nha đầu, người muốn đầu dựa vào luân hồi. Cho ta chết. Tinh Đoạn Lãng ánh mắt tàn bạo, bại lộ ý định giết người, quyết đoán thật nhanh. Hắn tình nguyện giết chết Cam Lân Vũ, vậy không thể nhìn cái cô gái này, đưa vào luân hồi trong ngực. Dẫu sao, vì đào tạo Cam Lân Vũ, Tử Hoàng tà phái bên này, không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, cũng không thể trắng trắng tiện nghi người ngoài. Thiên Phú Đoạn Lãng trưởng. Tinh Đoạn Lãng một trưởng bạo giết, như sơn hô hải khiếu, hung hăng hướng Cam Lân Vũ sau lưng đánh, phải đem nàng giết chết tại chỗ. Diệp Thần không kịp cứu viện, kêu lên, chú ý. Cam Lân Vũ ánh mắt sợ hãi, cảm nhận được sau lưng cuồng bạo trưởng thế, theo bản năng dung hợp luân hồi máu tươi lực, vậy trở tay một trưởng đánh ra, Kỳ Lân thần quang nổ tung. Phịch, hai tay va chạm, Tinh Đoạn Lãng rên lên một tiếng, lui về sau ba bước. Cam Lân Vũ chính là ai yêu một tiếng gọi, thân thể chật vật bay ra ngoài. Diệp Thần tung người nhảy lên, trên không đem nàng tiếp lấy, ôm eo của nàng, vững vàng rơi xuống đất, nói, không có sao chứ. Cam Lân Vũ ngơ ngác xuất thần, cảm thụ mình một chút thân thể, vậy không bị thương, chỉ là khí huyết có chút sôi trào hỗn loạn, nhưng cũng không đáng ngại, nói, Diệp Thần ca ca, ta không có sao. Diệp Thần gật đầu một cái, long chảo cách không một chảo, đem chỉ phi huyết vậy bắt trở về, sau đó liền dẫn hai cô gái, cưỡi toan nghê bay vùn vụt rời đi. Thiên Tâm Bí cảnh truy binh cửa, hoàn toàn không dám đuổi theo. Luân hồi khí thế, liền Tử Hoàng Tiên Sơn đều có thể chống lại, nơi nào là bọn họ có thể hàng phục. Tinh Đoạn Lãng sắc mặt rất là khó khăn xem, muốn đuổi giết đi lên, nhưng Diệp Thần đã lợi dụng thiết ngai vàng, bầy trùng trùng vách sắt ngăn trở, lại biến dạng hư không độn đi, hắn muốn truy đuổi cũng không theo đuổi. Ca ca, ta quả vặt. Cam Lân Vũ gặp những thuốc kia cỏ, toàn bộ mất, có vẻ đau lòng. Diệp Thần dở khóc dở cười, xem dỗ đứa nhỏ vậy sờ một cái nàng sừng Kỳ Lân cùng tóc, nói, không có sao, người muốn quả vặt, ta nơi này thì có nhiều. Vừa nói móc ra mấy chai đan dược, ném cho Cam Lân Vũ, trong lòng vừa âm thầm vui mừng, thật may hắn đã trước thời hạn thu chữ tốt ba bụi cây thiên tâm huyền hoa thảo, muốn đến đủ để chữa trị diêm hành thiên đạo tâm vết thương. Cam Lân Vũ bưng vậy mấy chai đan dược, đem nắp bình mở ra, đổ ra viên thuốc, vứt xuống trong miệng nhai. Nhất thời ánh mắt lóe sáng, gật đầu liên tục nói, ăn ngon, ăn ngon. Ta sau này mỗi ngày đều phải ăn. Diệp Thần bật cười khanh khách, cô gái này thật là tánh tình trẻ con, chân thực quá tốt lừa gạt, sau này cũng không cần này nàng luân hồi máu, cho mấy viên thuốc đường hoàn, cũng đủ để thỏa mãn nàng. Lần này thuận lợi bắt được thiên tâm huyền hoa thảo, Diệp Thần trong lòng cảm ơn Cam Lân Vũ, càng cảm ơn chỉ phi huyết. Chỉ cô nương, lần này vất vả ngươi, đa tạ. Diệp Thần nhìn chỉ phi huyết vậy vết thương chồng chất hình dáng, trong lòng lại có chút áy náy, thi triển bát quái thiên đan thuật, là nàng chữa trị. Chỉ phi huyết thần sắc vắng lặng, nói, không sao, ta đã đáp ứng tiểu thư, phải bảo vệ ngươi, ta có thể vì ngươi dâng hiến hết thảy, bao gồm ta sinh mạng. Nàng lại nhìn xem Cam Lân Vũ, thấy người sau ngày trước thật hồn nhiên, không buồn không lo hình dáng, ánh mắt mơ hồ có chút kích động, tựa hồ hồi tưởng lại mình khi còn bé. Tóm lại bất kể như thế nào, đa tạ. Diệp Thần cảm kích nhìn chỉ phi huyết một mắt, sau đó liền dẫn hai cô gái, phá toái hư không, trở lại hành thiên giới. Diệp Thần ca ca, nơi này là địa phương nào? Cam Lân Vũ tò mò nhìn cái thế giới này. Diệp Thần cười nói, nơi này là ta chỗ tu luyện, có thể có chút im lìm, ngươi cùng vị này phi huyết tỷ tỷ, về trước đến ta trong hồ lô đi, trong này thế giới, mới thật sự là vui.
Diệp Thần cầm ra thiên địa hồ, mở ra nắp, một phiến khói dáng toát ra, mơ hồ hiện ra tiên hồ thế giới màu sắc sặc sỡ hư ảnh. Cái này bên trong hồ lô, còn có một cái đại thế giới sao? Cam Lân Vũ đảo tròng mắt một vòng, tò mò hỏi. Đúng vậy, bên trong cũng là người tốt, sẽ không lại có người tổn thương ngươi. Diệp Thần cười nói, sau đó liền đem chỉ phi huyết, Cam Lân Vũ và vậy toan nghê thú, cũng nhận được tiên hồ trong thế giới đi. Cam Lân Vũ dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, đa bảo thiên quân giữ tợn gương mặt, đã hiển lộ, tà phái ác độc, nàng cũng là rốt cuộc rõ ràng, hiện tại nàng là tuyệt chẳng muốn lại trở lại tà phái trong lãnh địa đi, miễn được bị bắt đi cho đa bảo thiên quân hầu hạ. Diệp Thần là nàng duy nhất dựa vào. Cũng may Diệp Thần tài nguyên phong phú, phải nuôi như thế một đầu tiên kỳ lân thần thú thiếu nữ, vẫn dễ như trở bàn tay. Thu xếp ổn thỏa Cam Lân Vũ sau đó, Diệp Thần chính là ngự gió bay trở về Diêm Hành Thiên ở cư trú sân nhỏ. Sân nhỏ trước cửa, Diêm Hành Thiên một bên phơi mặt trời, vừa uống rượu, mấy cái người làm ở bên cạnh phục vụ, một bộ ung dung hình dáng. Thằng nhóc này lưu lại rượu, còn uống thật là ngon sao? Diêm Hành Thiên vừa uống rượu, bên phát ra thở dài thỏa mãn, hắn nơi uống rượu, chính là Diệp Thần lưu lại, là dùng thiên địa hồ đặc biệt cất tạo, hương vị thật tốt. Tiền bối, nếu là uống thật là ngon, ngươi liền uống nhiều một chút. Diệp Thần cười bay rơi xuống, ngồi ở Diêm Hành Thiên trước mặt, vậy tự mình cho mình rót một chén rượu. A, thằng nhóc ngươi, trở về. Diêm Hành Thiên thấy Diệp Thần bóng người, nhất thời kinh ngạc, còn lấy vì mình uống rượu say nhìn lầm rồi. Hắn lấy là Diệp Thần lưu lại tờ giấy, nói muốn đi ra tìm dược liệu, cần phải rất lâu mới có thể trở về, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Tiền bối, ngươi nói cần gì dược liệu, mới có thể trị tốt ngươi đạo tâm vết thương. Diệp Thần cười hỏi. Diêm Hành Thiên có chút ý hưng suy yếu nói, thiên tâm huyền hoa thảo, đó là tử hoàng tiên cung tà phái đặc sản dược liệu, chẳng lẽ ngươi thằng nhóc này, còn có thể tìm được thiên tâm huyền hoa thảo sao? Thật ra thì dược thảo này, đối đa bảo thiên quân mà nói, trồng trọt cũng không coi là quá gian nan, thế nhưng lão quỷ một mau không rút ra, là tuyệt đối không thể nào đem dược thảo cho người ngoài. Trừ phi động thủ cướp. Ta cướp được. Diệp Thần cắt đứt Diêm Hành Thiên nói chuyện, cầm ra ba bụi cây thiên tâm huyền hoa thảo, bày trên bàn. Ánh vàng rực rỡ dược thảo, lưu chuyển tiên hy thần mang, phía trên còn dính mắc một ít tiên kỳ lân hơi thở. Đa bảo thiên quân nuôi dưỡng Cam Lân Vũ, trừ mưu đồ gây rối, muốn Cam Lân Vũ hầu hạ bên ngoài, còn nhìn chúng nàng huyết mạch đặc thù. Cam Lân Vũ đặc thù sinh đôi thần thú huyết mạch. Nàng hơi thở, chính là đào tạo dược liệu linh thực tốt nhất chất dinh dưỡng. Diêm Hành Thiên nhìn vậy ba bụi cây thiên tâm huyền hoa thảo, thần sắc ngây dại. Mặt hắn bàng, phần lớn bị rối bời tóc cùng râu che lại, chỉ có một đôi đen trắng rõ ràng ánh mắt, thấm ra sắc bén tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt dược thảo, con người đều bị dược thảo sáng bóng, nhuộm thành liền màu vàng. Hắn hình như là sợ sẽ bóp nát vậy, nhẹ nhàng cầm lên trong đó một bụi dược thảo. Già nua bàn tay ở dược thảo ánh sáng giao phó cho hạ, vậy lộ ra một tầng kim quang. Ngươi là làm sao cướp được? Diêm Hành Thiên thanh âm có chút phát run. Chỉ như vậy cướp được. Diệp Thần trả lời tựa hồ là một câu nói nhảm, nhưng thật ra là ở thiên tâm bí cảnh bên trong rất nhiều trắc trở, hắn cũng không biết như thế nào kể, tóm lại kết cục là tốt, hắn cuối cùng thuận lợi lấy được rồi thiên tâm huyền hoa thảo, hơn nữa không chỉ một bụi cây. Diêm Hành Thiên nhìn trong tay dược thảo, dù gì nói, có dược thảo này, ta đạo tâm, là được khôi phục viên mãn, lại cũng không có nửa điểm vết thương, sau đó ta liền có thể. Hắn nói tới chỗ này, ánh mắt từ hỗn loạn mê mang, đổi được thần thái tràn ra, hào hứng vạn trượng, tựa hồ lại lần nữa trở lại năm đó đệ nhất thiên hạ huy hoàng, ngang dọc bãi hạp, nhìn bằng nửa con mắt càn khôn, không thể nhất thế. Diệp Thần đều bị kinh hãi, trước mắt cái này uống rượu lão đầu. Thật giống như chợt biến thành một cái hùng phách thiên xuống quân vương. Nhưng cái này cổ khí phách tư thái, cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Diêm Hành Thiên ánh mắt, rất nhanh liền đang lấp lánh bên trong yên lặng xuống, tất cả mũi nhọn đều là nguội xuống, chỉ còn lại năm tháng tang thương bi thương, cuối cùng là hàm hồ không rõ lắc đầu một cái, nói. Thôi, ta đã già, trở lại đỉnh cấp là tuyệt không khả năng, thuộc về ta thời đại đã qua, nhưng có dược thảo này. Chỉ ít ta sau này có thể thiếu chịu khổ một chút sở, cuối cùng không cần mỗi ngày đau khổ ho khan, có thể uống thả cửa rượu, hi hi. Diêm Hành Thiên vừa nói, một bên liền rượu,
lại trực tiếp đem ba bụi cây dược thảo, ừng ực một tiếng, toàn bộ nhai bể uống vào. Diệp Thần thấy Diêm Hành Thiên ăn dược thảo sau đó, bề ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa, có chút lo âu nói, tiền bối, dược thảo này hữu hiệu sao? Diêm Hành Thiên cười hắc hắc nói, đương nhiên là có hiệu quả, nhưng dược liệu phát huy, cần phải mấy ngày thời gian, không cần phải gấp gáp, ta đã không sao. Diệp Thần thư ra một hơi, nói, vậy thì tốt. Diêm Hành Thiên cảm khái một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này, trọng tình trọng nghĩa như vậy, lại có thể thật giúp lão đầu tử ta, cướp được dược thảo này, lấy đa bảo thiên quân tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, không có sao, dù sao ta cùng vậy lão tạp mao, vốn là có cửu oán. Diêm Hành Thiên gật đầu một cái, sau đó vẫn là có chút cảm trong lòng nói, ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy, lão đầu tử ta cũng không có thể trốn, ta chuẩn bị đem ta chọn đời tuyệt học truyền thụ cho ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi học không biết. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói tiền bối, ngươi dự định truyền thụ ta tuyệt học gì? Ta luân hồi thiên phú, không kém gì người, chỉ cần ngươi chịu truyền thụ, ta có lòng tin học biết. Diệp Thần giọng tràn đầy tự tin, hắn đúng là vậy có tự tin tư cách. Lấy hắn luân hồi thiên phú, vô luận cái gì võ học thần thông, đều là có thể ung dung lĩnh ngộ. Thái thượng công đức chiến sắp tới, nếu như có tăng lên thực lực cơ hội, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diêm Hành Thiên trầm ngâm một hồi, sau đó hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, nói cùng ta tới. Dứt lời, hắn ngự gió bay lên, đi hành thiên giới trung ương bay đi. Diệp Thần vậy vội vàng đi theo lên, Diêm Hành Thiên mang hắn, lại bay đến vậy Thái Hoàng Chi Sơn trên. Thái Hoàng Chi Sơn trầm hậu cao tuấn, linh khí thiên điều, thác nước phi lưu. Tiền bối, lại phải ta ở dưới thác nước ngộ đạo sao? Diệp Thần hỏi, hắn trước đây ở dưới thác nước ngộ đạo, kiếm đạo mơ hồ có đột phá, Trảm Thiên Cửu Kiếm cường đại hơn, thậm chí tự thân tu vi, vậy đột phá đến bách gia cảnh tầng thứ 6 cảnh giới. Không phải, ta là muốn trực tiếp truyền thụ ngươi một môn võ học, ngươi nhìn cho thật kỹ. Diêm Hành Thiên thần sắc, đổi được nghiêm túc, bàn tay hắn nhỏ cầm, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu xanh nếp sống. Đây là... Diệp Thần nhìn vậy một đoàn màu xanh nếp sống, cảm nhận được liền hào hùng không không linh khí chập chờn. Đây cũng là trong truyền thuyết thần hy chi phong, từ thiên đế Kim Luân bên trong sản sinh ra vĩ đại thần vật một trong, sớm nhất thuộc về một cái kêu là hư phong linh tổ viễn cổ đại năng. Sau đó, hư phong linh tổ bị trí cao cổ thần đánh bại, cái này thần hy chi phong, rơi vào trí cao cổ thần trong tay, cuối cùng ban cho thần thiên giới, mấy đời truyền thừa đến ta trong tay. Diêm Hành Thiên thanh âm lẩm bẩm, hướng Diệp Thần nói ra cổ xưa bí mật. Diệp Thần hơi cảm thấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy vậy thần hy chi phong năng lượng khí tức, thậm chí ở hắn tất hắc chi tinh bên trên, vô cùng hùng hồn. Nhìn cho thật kỹ đi, ta muốn truyền cho ngươi võ học, chính là một môn kiếm pháp. Diêm Hành Thiên ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong tay màu xanh nếp sống bạo động, suy suy vang dội, cuối cùng ngưng tụ thành một cái xanh sâu kín đuổi phong chi kiếm, mũi nhọn hết sức ác liệt. Kiếm quang như nửa đêm tảng sáng sau luồng thứ nhất nắng ban mai, chiếu sáng người tinh thần. Cổ thần đạo, thương thiên tranh viêm. Diêm Hành Thiên một tiếng hét điên cuồng, phong kiếm như điện biểu chém ra, không bất lực tính nổ, lửa đốt mắt tranh ngọn lửa màu đỏ, giống như là kinh thiên sóng biển lật, lăn lăn từ trên thân kiếm bạo dũng ra, kích động thiên địa mưa gió. Cuối cùng, vậy màu cam sắc hỏa diễm kiếm khí, mang chín tầng trời tội phạt vậy đáng sợ uy nghiêm. Hung hăng chém vào Thái Hoàng Chi Sơn trên. Oanh! Thái Hoàng Chi Sơn chấn động, vô số loạn thạch tung tóe, vậy một cái treo ở núi trước thác nước, rất miễn cưỡng bị chém nước chạy đi. Thác nước ngừng chảy, sóng nước kích bắn, giữa trời đất quy luật tan vỡ, hư không sụp đổ. Trên trời dưới đất, khắp nơi là màu cam sắc hỏa diễm kiếm khí lưu mang, đặc biệt đồ sộ. Diệp Thần nhìn một kiếm này, trong mắt cũng là toát ra một chút rung động sắc thái. Thật là bá đạo kiếm pháp, đây là vì mai táng luân hồi mà sinh kiếm pháp. Diệp Thần con người có giúp lại, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cảm thấy cái này môn kiếm pháp tồn tại, chính là vì mai táng luân hồi, hàm chứa vô cùng là bá đạo cổ thần đạo pháp ý chí, có chí cao cổ thần hơi thở. Ánh mắt không tệ, người đã đoán đúng. Diêm Hành Thiên thanh âm mang một chút vắng lặng ý, trong tay nắm phong kiếm, như cũ thấm ra một chút ác liệt, cả người như có ý định giết người vần quanh. Cái này môn kiếm pháp, tên là Thương Thiên Tranh Viêm, là từ vĩ đại nhất cao nhất thần khí,
thiên tội cổ kiếm bên trong truyền lưu ra. Kiếm pháp này ra đời, chính là vì chém chết luân hồi, cho nên vô cùng bá đạo, long trời lở đất, là năm đó thần thiên giới chấn giới tuyệt học, đặc biệt thâm ảo tinh thâm, liền ta cũng chỉ là luyện thành nửa chiêu. Người muốn tu luyện, cần trước khắc phục luân hồi chôn sợ hãi. Diêm Hành Thiên giải thích, cửa này thương thiên tranh viêm kiếm pháp, chính là vì giết chết luân hồi mà sản sinh ra tới, uy lực to lớn, bác đại tinh thâm, tu luyện ngưỡng cửa cực cao. Mà Diệp Thần muốn tu luyện, vậy thì càng khó khăn. Bởi vì, hắn là luân hồi chi chủ. Cái này môn kiếm pháp, là vì mai táng hắn mà tồn tại. Hắn muốn tu luyện, đầu tiên muốn đánh thắng cái loại này sống chết mâu thuẫn sợ hãi. Thật may, Diệp Thần tim gông xiềng, đã sớm chặt đứt, hiện tại hắn thấy thương thiên tranh viêm kiếm pháp, cũng không có gì sợ hãi, chỉ là cảm thấy một cổ cùng mình đạo tâm, hoàn toàn nghịch phản ý chí. Đó là chí cao cổ thần ý chí. Như thế nào, người phải học sao? Diêm Hành Thiên cười hỏi nói. Dĩ nhiên phải học. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong tròng mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Cái này môn kiếm pháp, kiếm ý cùng hắn đạo tâm hoàn toàn nghịch phản, nếu như có thể luyện thành nói, hắn đạo tâm chính phản kiểm chứng, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Rất tốt, có quyết đoán. Diêm Hành Thiên cười một tiếng, cầm trong tay thần hy chi phong phong kiếm, ném cho Diệp Thần. Thương thiên tranh viêm kiếm đạo bí ẩn, đều ở đây thanh kiếm này bên trong, ngươi thật tốt lĩnh ngộ, ta hao hết trọn đời tâm huyết, chỉ lĩnh ngộ nửa chiêu, liền xem ngươi có thể hay không học thành. Diệp Thần nhận lấy phong kiếm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bàn tay lại bị từng tia ác liệt nếp sống cắt tổn thương, chảy ra máu tươi, hắn không khỏi được ai yêu kêu một tiếng. Diêm Hành Thiên cười nói, cẩn thận một chút, thanh kiếm này, chính là vĩ đại thần vật, thần hy chi phong, sắc bén rất, chú ý khống chế nếp sống lưu động, không nên bị thương tổn tới. Diệp Thần gật đầu một cái, thanh kiếm này, trên thực tế cũng không phải là kim loại cố thể, mà là do vô số cô đọng nếp sống năng lượng, hội tụ mà thành. Những thứ này nếp sống, mang so đao kiếm còn muốn ác liệt sát thương, nếu như khống chế không yên nói, nếp sống nổ, mình đầu tiên là phải bị thương. Diệp Thần ổn định tâm thần, vận chuyển linh khí, khống chế nếp sống phép tắc lưu chuyển, phong kiếm năng lượng, cuối cùng là ôn hòa xuống, không có lại phản làm bị thương hắn. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, xem ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, nếu như ngươi liền ngưỡng cửa cũng không sợ tới, vậy cũng không cần luyện nữa. Diêm Hành Thiên giọng có chút nghiêm túc nói. Tiền bối. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Diêm Hành Thiên một tiếng, cười nói, rất tốt, vậy ta trở về uống rượu. Dứt lời, hắn liền xoay người bay khỏi đi. Diệp Thần cầm phong kiếm, sắc mặt vậy ngưng trọng xuống. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó bay đến Thái Hoàng Chi Sơn đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống, tinh thần hồn lực thả ra, thấm vào đến phong kiếm bên trong đi. Oanh! Tinh thần một thấm vào, Diệp Thần lập tức ở phong kiếm bên trong, thấy được một thanh khổng lồ cổ kiếm bóng dáng. Đó là thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh. Ngày trước tội cổ kiếm bóng dáng, sát phạt dọn ra, máu tươi loang lổ, hám động lòng người tâm thần. Thật may, Diệp Thần đã sớm gặp qua thiên tội cổ kiếm, cũng không có bị ảnh hưởng gì, như cũ duy trì chấn định. Rồi sau đó, hắn chính là thấy ngày trước tội cổ kiếm kiếm ảnh bên trong, lưu truyền ra vô số chữ viết hoa chương. Từng đạo chữ viết cổ xưa hoa chương, kiểu chữ tranh đỏ như lửa, cuối cùng ở trong hư không, hội tụ thành một phiến tranh viêm biển. Diệp Thần ngắm nhìn vậy một phiến tranh viêm biển, nhìn bên trong lững lờ thiêu đốt vô số chữ viết, trong lòng như có sở ngộ. Những cái kia chữ viết, như đại lộ hoa chương, chính là thương thiên tranh viêm kiếm quyết bí ẩn. Cái này môn kiếm pháp, quả nhiên phức tạp thâm ảo. Diệp Thần nhìn kiếm pháp kia bí ẩn, cũng là cảm thấy cực kỳ tối tăm, cho dù lấy hắn thiên phú, lại cũng khó mà thời gian ngắn lĩnh ngộ, thậm chí liền nói tim cũng không bình thường lay động. Hiển nhiên, cửa này thương thiên tranh viêm, vì mai táng luân hồi mà ra đời, trong đó ẩn chứa kiếm ý, hoàn toàn cùng Diệp Thần đạo tâm nghịch phản. Diệp Thần tính hạ tâm lai, không ngừng tính toán, cảm ngộ kiếm pháp bên trong bí ẩn. Hắn tin tưởng lấy mình thiên phú, bên trong 3 ngày, tất có thể bước vào ngưỡng cửa. Thời gian từng chút trôi qua, 3 ngày chói mắt liền đi qua. Ngày này, Diêm Hành Thiên ngự gió bay tới, muốn kiểm nghiệm Diệp Thần tiến độ tu luyện, trong tay xách một cái hồ lô rượu, một bên uống rượu, một bên hạ xuống trên đỉnh núi, sai nét mặt hớn hở nói, thế nào?
Tiểu tử, 3 ngày trôi qua, kiếm pháp kia ngươi có từng mò tới ngưỡng cửa? Diệp Thần ngồi xếp bằng ở đỉnh núi gió, gió thổi dậy tóc hắn cùng quần áo, hiện ra một chút tự nhiên. Có chút hiểu ra. Diệp Thần mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, vậy thần hy chi phong phong kiếm, đang bày đặt ở trước đầu gối. À, để cho ta xem. Diêm Hành Thiên trong mắt men say, hơi thu liếm, lộ ra một chút tò mò, hắn vậy rất muốn xem, cái này 3 ngày thời gian, Diệp Thần lĩnh ngộ nhiều ít. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy, xuất kiếm. Lau một cái màu cam sắc lửa cháy mạnh kiếm khí, như phá thiên vậy biểu chém ra, hoành cướp hư không, đem ngàn bước bên ngoài một ngọn núi, chém gãy thành hai nửa. Diêm Hành Thiên thấy một màn này, ngẩn ngơ. Diệp Thần một kiếm này, tuy xa xa kém hơn hắn 3 ngày trước mà làm, nhưng bất kể như thế nào, một kiếm này, đều đã trương hiện ra thương thiên tranh viêm kiếm ý uy lực. Nói cách khác, Diệp Thần đã bước chân vào kiếm pháp này ngưỡng cửa. Chỉ cần cho Diệp Thần đầy đủ thời gian, hắn sau này vượt qua Diêm Hành Thiên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Uy lực có chút quá yếu, để cho tiền bối chê cười. Diệp Thần thu hồi phong kiếm, chân mày chặt vặn. Nếu như nói thương thiên tranh viêm trung cực uy lực, có 100 điểm mà nói, Diêm Hành Thiên có thể phát huy ra 5-60 phút, mà Diệp Thần tối đa chỉ có 2-3 phút. Là 100 điểm 2-3 phút, uy lực rõ ràng cho thấy yếu đến đáng thương, cho nên Diệp Thần không hài lòng lắm. Nhưng, Diêm Hành Thiên nhưng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ cùng hài lòng, nói, người mới vừa luyện 3 ngày, cũng như uy lực này, đã tương đương không tầm thường. Đa tạ khen ngợi. Diệp Thần mỉm cười một tí, sau đó đem phong kiếm đưa tới, nói tiền bối, vậy thương thiên tranh viêm kiếm quyết, ta đã toàn bộ ghi nhớ, chỉ là còn cần thời gian cảm ngộ tiêu hóa, thanh kiếm này còn đưa ngươi. Diêm Hành Thiên khoát khoát tay, nói, không cần, ngươi trước giữ lại, từ từ cảm ngộ. Diệp Thần kêu, được, tiếp tục đem phong kiếm cầm trong tay, trong lòng cũng là âm thầm cảm kích Diêm Hành Thiên. Cái này 3 ngày trôi qua, Diêm Hành Thiên hơi thở. So với dĩ vãng, cũng là tinh thần rất nhiều, hiển nhiên là thiên tâm huyền hoa thảo dược liệu, đã phát huy, hắn đạo tâm vết thương khôi phục rất nhiều. Tiền bối, người thương thế thế nào? Diệp Thần theo bản năng hỏi. Hi hi, đã không sao. Diêm Hành Thiên khoát đạt cười một tiếng, sau đó trầm ngâm một hồi, nói, người có thể bên trong 3 ngày, lĩnh ngộ thương thiên tranh viêm, thiên phú này tư chất, quả nhiên là khủng bố. Ta muốn mang ngươi đi một chỗ, có lẽ có thể để cho ngươi nhanh hơn tinh tiến. Lúc này Diêm Hành Thiên, đối Diệp Thần có thể nói là vô cùng quan tâm, làm mình đệ tử quan môn vậy đào tạo. Bởi vì Diệp Thần là trọng tình trọng nghĩa, mạo hiểm đem thiên tim huyền huyễn cỏ mang về cho hắn, hắn tự nhiên cũng là cảm động. Hơn nữa, Diệp Thần thiên phú, vô cùng lớn lao, Diêm Hành Thiên cũng có chuyên tâm tài bồi ý. Địa phương nào? Diệp Thần hỏi. Diêm Hành Thiên nói, là một cái viễn cổ động phủ, vậy trong động phủ mặt, có một vị viễn cổ đại năng lưu lại hơi thở, đối tu luyện tăng thêm to lớn, ngươi nếu là đi đến vậy động phủ tu luyện, ở tháng này trong thời gian, tu vi nhất định có đột phá, đối ngươi thái thượng công đức chiến cũng có lợi. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hỏi, vậy động phủ ở nơi nào? Diêm Hành Thiên trần chờ một tí, nói, ở Thiên Chu giới, là vậy bà nương địa bàn. Diệp Thần nghe nói như vậy. Nhất thời cao mày. Thiên Chu giới, là Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân địa bàn. Mà Diêm Hành Thiên, cùng Nguyện Ly Nhân ân oán hiềm khích cực lớn. Xa như vậy cổ động phủ, nếu ở Nguyện Ly Nhân trên địa bàn, muốn phải đi tu luyện, tự nhiên không dễ dàng. Diêm Hành Thiên cười hắc hắc cười, nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có một cái biện pháp, có thể để cho vậy bà nương thỏa hiệp, đem địa phương nhường cho chúng ta tu luyện, ngươi cùng ta đi thôi. Vừa nói ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần trong lòng kinh nghi không chừng, nói tiền bối, người thật có biện pháp. Diêm Hành Thiên gật đầu một cái, có chút thần bí cười nói, đi ngươi cũng biết, ta sẽ mở ra một cái điều kiện, để cho vậy bà nương không cách nào cự tuyệt. Diệp Thần trong bụng hồ nghi, cũng không biết Diêm Hành Thiên có cách gì. Lập tức, hắn đem phong kiếm treo ở giữa eo, đi theo Diêm Hành Thiên, trực tiếp biến dạng hư không, đi Thiên Chu giới. Hai người bóng người, một hạ xuống đến Thiên Chu giới, nhất thời kích động thiên cơ, làm được phong vân bạo động, khí lưu lăn lăn. Cơ hồ là trong phút chốc, Nguyễn Ly Nhân liền mang theo đệ tử Khương Hâm mà, còn có mười mấy tùy tùng cao thủ, từ trên trời hạ xuống,
xuất hiện ở Diệp Thần và Diêm Hành Thiên trước mặt hai người. Diêm Hành Thiên, ngươi tới ta địa giới làm chi? Ngươi muốn chết phải không? Nguyễn Ly Nhân tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Hành Thiên, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần giữa eo treo phong kiếm, nàng thần sắc lại hơi hiện ra một chút dị động. Số bà nương, ta ngày hôm nay không phải muốn cùng ngươi đánh nhau, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Diêm Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, cười hắc hắc cười, nói. Ngươi muốn thương lượng cái gì? Nguyễn Ly Nhân thanh âm mang một chút không nhịn được, cũng không biết Diêm Hành Thiên trong hồ lô muốn bán thuốc gì. Hiện tại coi như ở Thiên Chu giới trên địa bàn, nàng cũng không có tuyệt đối chắc chắn, có thể trấn áp Diêm Hành Thiên và Diệp Thần hai người. Trừ phi là cùng Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu, nàng mới có thể bố trí mưu đồ, mượn thế lực khắp nơi, cho hai người chí mạng chèn ép. Ta muốn mượn ngươi xa như vậy cổ động phủ dùng một chút. Diêm Hành Thiên như cũ chắp hai tay sau lưng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Ngươi muốn mượn dùng ta động phủ. Nguyễn Ly nhìn ánh mắt run lên, nàng Thiên Chu giới bên trong, đúng là có một tòa viễn cổ động phủ, lưu lại thâm hậu linh khí di trạch, đối tu luyện rất có ích lợi. Trên thực tế, toàn bộ Thiên Chu giới, đều là nàng lấy xa như vậy cổ động phủ di trạch, tạo ra. Năm đó Diêm Hành Thiên bị bản thân Xích Tiêu Tử phản bội, người bị thương nặng, cũng là Nguyễn Ly Nhân mượn dùng vậy động phủ di trạch, là hắn chữa trị. Nguyễn Ly Nhân môn hạ có 4 người đệ tử, bao gồm thiên nữ ở bên trong, đều nhận được xa như vậy cổ di trạch ân huệ. Hôm nay thiên nữ trọng thương, Nguyễn Ly Nhân muốn Diệp Thần đoạn tuyệt nhân quả, cũng không sợ thiên nữ bị thương nặng không trị, chính là bởi vì có xa như vậy cổ động phủ tồn tại, nàng có thể đem thiên nữ đón về tới, tạm thời kéo dài tánh mạng. Vậy động phủ linh khí di trạch, dùng một phần, thiếu một phần, coi như là lúc bình thường, Nguyễn Ly Nhân cũng bỏ không được tùy tiện mở cửa. Hôm nay Diêm Hành Thiên lại có thể vừa mở miệng, liền muốn mượn dùng, quả thực để cho nàng ra ý liêu. Ngươi mượn dùng ta động phủ, là muốn cho thằng nhóc này tu luyện. Nguyễn Ly Nhân liếc mắt một cái Diệp Thần, nhìn xem bên hông hắn phong kiếm, cảm nhận được liền một cổ không so tầm thường hơi thở, lại nói. Ngươi lại có thể đem vậy thương thiên tranh viêm tuyệt học, vậy truyền thụ cho thằng nhóc này. Hắn học được biết sao? Diêm Hành Thiên cười hắc hắc, nói, ngươi đây cũng không cần quản, chỉ cần ngươi cầm động phủ cho ta mượn liền có thể. Nguyễn Ly Nhân hừ một tiếng, nói, không thể nào, ta xa như vậy cổ động phủ linh khí di trạch, vô cùng là chân quý, ta làm sao có thể để cho các ngươi hai cái người ngoài đi cướp đoạt. Diêm Hành Thiên cười nói, ta không đi, chỉ là thằng nhóc này đi vào mà thôi, hắn vào bên trong tu luyện, ta ở bên ngoài trông nom, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau khi chuyện thành công, ta có thể đem thần hy chi phong đưa cho ngươi, tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi. Nguyễn Ly nhìn mắt đẹp co giúp một cái, ánh mắt bắn về phía Diệp Thần giữa eo treo phong kiếm, có chút không thể tin nói, ngươi. Ngươi chịu cầm thần hy chi phong đưa cho ta. Diêm Hành Thiên gật đầu một cái, nói, không sai, thần hy chi phong, cái này vĩ đại thần vật, có vô cùng là minh mông năng lượng, hơn nữa đã từng là thần thiên giới chấn giới thần khí, sau lưng ẩn chứa địa mạch ý chí, phong thủy khí vận, tín ngưỡng lực lượng, lại là không thể lường được, ta biết ngươi một mực rất lưu luyến cái này thần hy chi phong, muốn đem chiếm đoạt, chứng đạo tiên đế, hôm nay ta đưa cho ngươi là được. Diêm Hành Thiên nói chuyện đến cuối cùng, giọng lại có chút thê lương. Thật ra thì năm đó, Nguyễn Ly Nhân chịu cùng hắn chung một chỗ, cũng có rất lưu luyến thần hy chi phong ý niệm. Thần hy chi phong, cái này vĩ đại thần vật, đã vượt qua giống vậy thần vật, hàm chứa chí cao cổ thần ý chí, bên trong thậm chí phong tồn hoàn chỉnh thương thiên tranh viêm kiếm quyết, linh khí vô cùng là bàng bạc. Lấy Nguyễn Ly Nhân tu vi, nếu như nàng có thể cắn nuốt hết thần hy chi phong, thậm chí có cơ hội chứng đạo tiên đế. Cái này thế gian tiên đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một tôn đều là vô cùng vinh dự tồn tại. Tiên đế cảnh giới, là vô số võ giả mơ tưởng cầu mong trung cực, Nguyễn Ly Nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diêm Hành Thiên lại có thể bỏ được hy sinh thần hy chi phong, cũng phải đem Diệp Thần đưa vào động phủ. Ngươi vì cái thằng nhóc này, lại có thể bỏ được hy sinh như vậy. Nguyễn Ly Nhân rung động thật sâu, vừa tức giận cùng ghen tị. Năm đó nàng từng sát phí khổ tâm, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn để cho Diêm Hành Thiên cầm thần hy chi phong đưa cho nàng, nhưng Diêm Hành Thiên từ đầu đến cuối không chịu. Bởi vì cái này thần hy chi phong, chính là thần thiên giới chấn vật,
ngang hàng là Diêm Hành Thiên mạch máu căn cơ sở tại, một khi mất, đối Diêm Hành Thiên đả kích to lớn. Nhưng hiện tại, Diêm Hành Thiên vì Diệp Thần, lại có thể bỏ được hy sinh thần hy chi phong, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nguyện Ly Nhân bên người đệ tử, Khương Hâm mà, còn có vậy mười mấy tùy tùng võ giả, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ tự nhiên biết thần hy chi phong trọng yếu, Diêm Hành Thiên lại có thể bỏ được đưa tiến, hy sinh tuyệt đối là to lớn. Diệp Thần nhìn đám người khiếp sợ diễn cảm, cũng là một hồi lộ vẻ xúc động. Lòng hắn muốn, xem ra cái này thần hy chi phong, giá trị so ta tưởng tượng, còn to lớn hơn rất nhiều. Diêm Hành Thiên nhưng là mặt không đổi sắc, một bộ không câu chấp khoát đạt hình dáng, nhìn Nguyễn Ly Nhân cười nói, như thế nào, ta cầm thần hy chi phong thành tựu điều kiện, người có chịu hay không mượn dùng vậy động phủ. Nguyễn Ly Nhân trong đầu nghĩ, thần hy chi phong quý trọng như vậy, chớ nói mượn dùng động phủ, chính là ta cầm toàn bộ động phủ đưa cho ngươi, ta cũng là kiếm. Ngoài mặt tỉnh bơ, hừ một tiếng, nói thôi, ta cho ngươi mượn dùng chính là, nhưng ngươi phải dùng đạo tâm thề, cùng thằng nhóc này kết thúc tu luyện, ngươi nhất định phải cầm thần hy chi phong cho ta. Diêm Hành Thiên cười nói, không thành vấn đề, lập tức thuận tiện lấy đạo tâm thề, quyết định khế ước. Nguyện Ly Nhân mừng thầm trong lòng, nhìn Khương Hâm mà một mắt, nói, Hâm Nhi, ngươi mang luân hồi chi chủ, đi viễn cổ động phủ, ngươi vậy thuận tiện ở bên trong tu luyện đi. Cái này phân phó, là có để cho Khương Hâm mà giám sát Diệp Thần ý, Nguyện Ly Nhân là sợ Diệp Thần làm loạn. Khương Hâm mà trong lòng đại hỉ, nói, dạ, sư phụ. Nàng suy nghĩ mình vậy có thể đi vào động phủ, liền có thể thừa dịp cái này cơ hội, thật tốt tu luyện. Đứa nhỏ, ngươi cùng để ta đi. Khương Hâm mà nhìn Diệp Thần, nói. Diệp Thần vẻ mặt hơi có chút phức tạp, nhìn Diêm Hành Thiên một mắt. Diêm Hành Thiên nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi muốn hy sinh thần hy chi phong, thật không có chuyện gì sao? Diêm Hành Thiên nói, chính là một kiện thần vật thôi, không coi vào đâu, ta địa giới trên không phải còn có một tòa Thái Hoàng Chi Sơn sao? Diệp Thần trầm mặc xuống, hắn biết thần hy chi phong giá trị, khẳng định xa xa ở Thái Hoàng Chi Sơn bên trên. Nhưng Diệp Thần không hề biết thần hy chi phong cụ thể giá trị, hơn nữa Diêm Hành Thiên cũng cùng Nguyện Ly Nhân tới giữa, quyết định khế ước, hắn tự nhiên bất tiện dài dòng nữa. Đa tạ tiền bối, như ta tu luyện thành công, ta sau này cho nhiều người cất tạo rượu ngon. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn, biết Diêm Hành Thiên không thích cái khác, chỉ thích uống rượu, cho nên nói muốn cho nhiều hắn trưng cất rượu, thành tựu báo đáp. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói, vẫn là ngươi thằng nhóc này hiểu ta. Thôi, mau đi đi, chờ ngươi đi ra, chúng ta lại uống đã một phen. Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết dâng lên, nói, được. Lập tức, Diệp Thần đi theo Khương Hâm mà, đi Thiên Chu giới trung ương bay đi. Nguyện Ly Nhân nhìn hai người rời đi bóng người, lại thấy Diệp Thần giữ eo treo thần hy chi phong, hờ hững nhìn Diêm Hành Thiên một mắt, nói, ngươi thanh thần khí giao cho hắn giữ, sẽ không sợ hắn trộm chạy sao. Diêm Hành Thiên tháo xuống bên hông hồ lô rượu, ngưỡng hầu uống một hớp rượu, thoải mái than thở một tiếng, nói, làm sao có thể, thằng nhóc kia làm người, ta còn tin được. Nguyện Ly Nhân hừ một tiếng, nói, ngươi chính là bởi vì quá dễ dàng tin tưởng người, mới luân lạc tới ngày hôm nay tình cảnh này. Diêm Hành Thiên sắc mặt cứng đờ, nhớ tới năm xưa ở Thái Thượng Công Đức Chiến, bị bản thân phản bội chuyện, diễn cảm có chút khó khăn xem, sau đó lắc đầu nói nhỏ, vậy tiểu tử không cùng, ta tuyệt đối tin tưởng hắn. Nguyện Ly Nhân từ chối cho ý kiến, nói, hy vọng hắn đừng phản bội ngươi. Lúc này, Diệp Thần đi theo Khương Hâm mà, bay đến Thiên Chu giới trên thế giới ương. Thiên Chu giới phần lớn địa phương, cũng bao phủ ở khói mù cùng chướng khí bên trong, một phiến mờ tối, nhưng cái này trung ương chi địa, nhưng là tiên khí nhô lên, hà thải thiên điều, đỏ nghê lăn lăn ngất trời, khí tượng đặc biệt bàng bạc. Chỉ gặp một phiến tiên sơn núi lớn, liên miên ngàn dặm. Trong đó phi hạc lưu vân, tiên thú bôn tẩu, linh khí dồi dào, sức sống dồi dào. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, khen tốt một tòa tiên sơn động phủ. Chỗ tòa này động phủ, linh khí di trạch quả nhiên là 10 phần dồi dào, Diệp Thần còn cảm nhận được liền một chút không không năng lượng chập chờn. Hiển nhiên, chỗ tòa này động phủ đã từng là chủ nhân, tuyệt đối là đến từ không không thế giới, tu vi cực kỳ cường hãn. Khương Hâm mới nói, chỗ này,
là ta Thiên Chu giới cấm địa, nếu như không phải là mệnh lệnh của sư phụ, không ai dám đến gần. Động phủ này bên trong linh khí di trạch, hấp thu một phần, liền ít đi một phần, khôi phục cực kỳ khó khăn, ngươi vào đi tu luyện sau đó, phải chú ý tiết chế, nếu là chiếm đoạt linh khí quá nhiều, thương tổn liền địa mạch căn cơ, ta cái đầu tiên đuổi ngươi đi ra ngoài. Nàng giọng nói có chút lạnh khốc, thật ra thì cũng không hoan nghênh Diệp Thần cái này người ngoài. Diệp Thần gật đầu một cái, nói yên tâm, ta sẽ chú ý đúng mực. Nói xong, Diệp Thần liền ngự gió bay xuống đi xuống, hạ xuống một tòa linh sơn trên đỉnh núi, lấy ra nắng ban mai phong kiếm, ngồi xếp bằng, vận chuyển huyết mạch, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hô hô hô, chung quanh thiên địa linh khí, liền từng luồng đi Diệp Thần trong cơ thể vọt tới. Diệp Thần giống như là một cái như vòng xoáy vậy, đem chung quanh thiên địa linh khí, cũng nhanh chóng hấp dẫn đi vào. Mà đây cổ hấp thu, cũng không có liên quan đến địa mạch linh khí căn cơ, cũng không có đả thương tổn địa mạch. Khương Hâm mà thấy vậy, cũng là gật đầu một cái, âm thầm cục cục, tên này, vậy coi là hắn thông minh, không có quá mức cuồng ngông. Nàng thấy chung quanh thiên địa linh khí, đều bị Diệp Thần hấp thu hết, mình không thể làm gì khác hơn là bay đến trên một ngọn núi khác, vậy yên lặng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Khương Hâm mà còn trong bóng tối giám thị Diệp Thần, rất sợ hắn sẽ có cái gì phá hư động tác. Nhưng dần dần, Khương Hâm mà vậy đắm chìm vào trạng thái tu luyện bên trong, quá mức cho tới quên mình bước, cũng không đoái hoài được Diệp Thần. Chỗ tòa này tiên sơn trong động phủ linh khí, 10 phần đậm đà, hơn nữa hàm chứa không bất lực tính, thậm chí còn có một chút viễn cổ đại năng ý chí di trạch, đối tu luyện tăng thêm lớn vô cùng. Diệp Thần yên lặng ngồi xếp bằng, ở chung quanh thiên địa linh khí bồi bổ hạ, hắn đầu óc, cũng là thanh tỉnh trước đó chưa từng có, đối thương thiên tranh viêm kiếm pháp lĩnh ngộ, càng một bước sâu hơn. Rất tốt, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện tiếp, cùng thái thượng công đức chiến bắt đầu, ta thực lực, tất có thể lần nữa đột phá. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, không ngừng suy nghĩ thương thiên tranh viêm kiếm pháp tinh túy. Đang cảm ngộ tu luyện lúc đó, Diệp Thần chợt nghe trong hư không, truyền ra một đạo như có như không thanh âm. Vậy thanh âm yếu ớt như mộng nghệ, nhưng dần dần liền đổi được rõ ràng, truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần nghe rõ ràng, là có một giọng già nua, ở trầm thấp la lên. Xin hỏi, các hạ là luân hồi chi chủ sao? Diệp Thần nghe rõ thanh âm này, khó hiểu cảm thấy da đầu có chút tê dại, tựa như nghe được thần ma nói nhỏ, trong lòng sản sinh ra một cổ không thể danh trạng kinh hãi. Cũng may hắn đạo tâm bền bỉ, ngay tức thì liền tỉnh hồn lại, khôi phục bình tĩnh, mở mắt ra, quét nhìn chung quanh hư không, trầm giọng nói, là ai? Thanh âm kia trầm mặc một tí, nói tiếp, ta là ai, ngươi tới liền biết, ngươi có thể hay không xuống tụ họp một chút. Diệp Thần cẩn thận nhận, nghe được cái này thanh âm tựa hồ là từ vách núi hạ truyền tới, trong lòng rất là tò mò, không biết chủ nhân của thanh âm này, rốt cuộc là ai. Hắn có chút chần chờ, không biết đối phương thiện hay ác. Đang chần chờ lúc đó, Diệp Thần lại bỗng nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, Hoàng lão bóng người, lại có thể bay ra. Hoàng lão! Diệp Thần có chút kinh ngạc kêu một tiếng, cũng không nghĩ tới Hoàng lão sẽ hiện thân. Coi như là trước Diêm Hành Thiên, mời Hoàng lão uống rượu, hắn đều không từng xuất hiện qua. Hoàng lão nghe được thanh âm kia, hiển lộ ra một chút ngạc nhiên, dù gì nói, chẳng lẽ là hắn? Diệp Thần nói, Hoàng lão, người biết thanh âm này là ai? Hoàng lão thần sắc ngưng trọng, hình như là cảm thấy có chút không dám tin tưởng, nói, thằng nhóc, người đi xuống xem, vậy người sau lưng, rất có thể là một vị cổ xưa đại năng, tu vi so sánh thời kỳ tột cùng ta, có thể cũng sẽ không kém phân nửa. Diệp Thần một hồi giật mình, phải biết, Hoàng lão nhưng mà đã từng là vạn giới nắm giữ, là vượt qua Diêm Hành Thiên tuyệt đối cường giả. Đã từng là Diêm Hành Thiên, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thần thiên giới giới vương. Nhưng hắn mắt thấy Hoàng lão quật khởi, cũng phải thối vị tránh để cho mũi nhọn, có thể gặp Hoàng lão khủng bố. Mà hiện tại, Hoàng lão lại nói, thanh âm kia sau lưng chủ nhân, rất có thể không thua gì với hắn. Diệp Thần nhất thời dâng lên nồng nặc hứng thú, vậy muốn biết thanh âm kia sau lưng chủ nhân, rốt cuộc là ai? Hắn lúc này từ vách núi trên nhảy xuống, dọc theo thanh âm phát ra địa phương tìm kiếm. Trên một đỉnh núi khác, Khương Hâm mà hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện trong thế giới, không lưu ý đến Diệp Thần hướng đi.
nàng không hề lo lắng Diệp Thần sẽ có khác thường cử động, dẫu sao nơi này là thiên chu giới, bất kỳ giáp tâm không thể dò được phá hoại cử động, cũng sẽ kích động thiên cơ, không che giấu. Diệp Thần dọc theo thanh âm kia, rất nhanh ở giữa sườn núi, tìm được một cái hang núi. Hắn miêu thân thể, chui vào trong hang núi. Chỉ gặp cái hang núi này, khắp nơi đều là khai thác và vận chuyển dấu vết, thứ gì cũng không có. Diệp Thần trong đầu nghĩ, trong sơn động này, trước kia có thể có cái gì viễn cổ bảo bối, nhưng muốn đến đều bị thiên chu giới người cầm đi. Cái này phiến tiên sơn động phủ, linh khí di trạch như vậy dồi dào, Nguyện Ly Nhân khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ một xó xỉnh nào. Diệp Thần phỏng đoán, toàn bộ tiên sơn động phủ, đều bị Nguyện Ly Nhân đào 1 mét, tìm tòi 100.000 lần, không khả năng sẽ có bảo bối gì bỏ sót, sơn động này chính là tốt nhất làm chứng. Người ngoài muốn sửa mái nhà dột, đó là tuyệt đối không thể nào. Luân hồi chi chủ, người tới. Trong hang núi, lại truyền ra vậy thanh âm già nua. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, lại không bắt được cái gì khác thường hơi thở, kinh nghi bất định hỏi, tiền bối, người ở nơi nào? Thanh âm kia nói, ta đang vẽ bên trong, người đi vào tụ họp một chút. Họa, nơi nào có họa? Diệp Thần nhưng là ngạc nhiên, bởi vì hắn xem lần chung quanh, trừ núi đá bụi đất, cỏ dại dây leo trên, thứ gì cũng không nhìn thấy. Sơn động này bên trong có giá trị không giá trị đồ, đều bị thiên chu giới rời trống, liền một tờ giấy đều không lưu lại, đừng nói là vẽ. Thanh âm kia nói, ở ngươi trước mặt, là một bức bích họa, nhìn thấy không? Ngươi đi vào, nhập giới chú ngữ là, truyền Diệp Thần một đoạn ngắn gọn thần chú. Diệp Thần cẩn thận vừa thấy, quả nhiên liền thấy trước mặt trên vách núi, có một bức cổ xưa bích họa, bị cỏ dại che, trên bích họa hơi nước ướt át. Bởi vì năm tháng bể dâu, niên đại quá lâu xa, bích họa màu sắc đã sớm rút đi, đổi được vô cùng ảm đạm, nếu như không phải là cẩn thận xem xét nói, căn bản không phát hiện được. Diệp Thần xé ra cỏ dại, sờ một cái trên bích họa gió xám, chỉ gặp cái này bức bích họa, hội họa trước một màn chiều bái cúng tế tình cảnh, thật nhiều tín đồ, ở cúng bái một vòng mặt trời gay gắt. Đó không phải là thông thường mặt trời gay gắt, xem hình dáng tựa hồ là thiên đế Kim Luân. Diệp Thần thấy được vô số tín đồ, màng bái thiên đế Kim Tua cảnh tượng, trong lòng lại là hồ nghi cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nói thanh âm kia sau lưng chủ nhân, cũng giống hoang lão như vậy, là tán người thần tộc sao? Thanh âm kia thúc giục, vào đi, trên mình ngươi mang thần của ta vật, tất nhiên là ta người có duyên. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng một hồi kinh ngạc, theo bản năng nhìn xem giữa eo treo nắng ban mai phong kiếm, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ thanh âm này sau lưng? Chính là thần Hy Chi Phong chủ nhân, Hư Phong Linh Tổ. Hắn nghe Diêm Hành Thiên nói qua, thần Hy Chi Phong, sớm nhất thuộc về một cái kêu là Hư Phong Linh Tổ viễn cổ đại năng. Sau đó, Hư Phong Linh Tổ bị đà đế cổ thần đánh bại, thần Hy Chi Phong cũng bị cướp đi, truyền thừa cuối cùng đến thần thiên giới. Hôm nay đầu đầu vòng vo một chút, thần Hy Chi Phong ở Diệp Thần trong tay, tựa hồ có dũng khí trong chỗ u minh số mạng, ở thúc đẩy hết thảy vậy. Diệp Thần trong lòng ở ngay lập tức tới giữa, lóe lên vô số ý niệm, rồi sau đó ở bích họa trước, nhẹ nhàng tụng niệm vậy thanh âm thần bí truyền thụ cho nhập giới thần chú. Thần chú mới vừa niệm rơi, Diệp Thần liền cảm thấy, bích họa tựa hồ vặn vẹo, một cổ cường đại lực lượng, từ phía trên tản mát ra, rất miễn cưỡng đem hắn thân thể, kéo nhập bích họa trong thế giới đi. Diệp Thần thức tỉnh tinh thần, toàn bộ tinh thần đề phòng, một hồi trời đất quay cuồng sau đó. Hắn đi tới một phiến vô cùng hoang vu trong thế giới đi. Cái này phiến hoang vu thế giới, khắp nơi đều là gió cát, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, vậy không có chút nào thiên địa linh khí chập chờn, một phiến tĩnh mịch. Ở đây trời trong bão cát, Diệp Thần thấy được một cái run rẩy ông già, quần áo lam lũ, cả người vết thương, chống gậy, từ đàng xa trên gò cát, từng bước một đi tới. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Vậy ông già một bộ hành tương tự một hình dáng, đã là gần đất xa trời, hơn nữa trên mình vết thương cũ phân bố, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên, lại khắp nơi là đao kiếm vết sẹo, hình dáng xấu xí dữ tợn, giọng vậy vô cùng bể dâu. Luân hồi mộ địa bên trong, hoàng lão gặp được cái này ông già, nhất thời thanh âm trầm xuống, nói quả nhiên là hắn, ngày xưa tán thần tộc cao cấp đại năng, Hư Phong Linh Tổ, không nghĩ tới hôm nay lại mài mòn luân lạc đến đây. Giọng tràn đầy uyển chuyển cùng tiếc nuối. Diệp Thần nghe được hoang lão mà nói, trong bụng khiếp sợ. Cái này ông già,
quả nhiên chính là trong truyền thuyết hư phong linh tổ. Tiền bối, ngươi chính là hư phong linh tổ. Diệp Thần hướng vậy ông già chắp tay một cái, hỏi. Ngươi lại có thể nhận được ta. Vậy ông già khá để ý bên ngoài, sau đó lại cười nói, là ta đệ tử Nam Cung Lăng nói cho ngươi chứ. Diệp Thần trong chốc lát không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi, Nam Cung Lăng là ai? Lão giả kia nói, chính là Đan Thanh giới Đan Thanh Tiên Tông Tông Chủ, hắn vậy cả người sơn thủy mực vẽ thần thông, đều là ta truyền thụ cho. Diệp Thần nhất thời tỉnh ngộ lại, vẻ ngạc nhiên sâu hơn. Đan Thanh Tiên Tông tinh thông sơn thủy mực vẽ thần thông, có thể lấy bút mực diễn hóa muôn vàn khí tượng, chỉ là Diệp Thần không nghĩ tới, lúc đầu những thứ này thần thông, là xuất xứ từ cái này ông già. Vậy Đan Thanh Tiên Tông Tông Chủ, lại là cái ông cụ này học trò. Tiền bối, người thân phận, cũng không phải là Đan Thanh Tiên Tông cho biết, mà là. Diệp Thần do dự muốn không cần nói ra Hoang Lão tên chữ, trong cơ thể luân hồi mộ địa cũng đã chấn động đứng lên, Hoang Lão bóng người bay ra, mình mông uy nghiêm kích động hư không, thanh âm mang một chút bể dâu cùng lạnh lùng nói. Là ta nói cho hắn. Vậy ông già thấy Hoang Lão, trong chốc lát không dám tin tưởng mình ánh mắt, ngẩn ngơ, sau đó lẩm bẩm nói, Hoang tự tại, lại là ngươi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hoang Lão, giọng nói thổn thức, không nghĩ tới ngày xưa hoang tộc thiên tài, hôm nay lại mài mòn giả yếu đến đây, và ta như nhau, đều được lão đầu tử lạc, ha ha. Hoang Lão lạnh nhạt nói, nhân thế bể dâu, già nua mài mòn ở khó tránh khỏi, hư phong linh tổ, ta lấy vì ngươi đã chết. Hư phong linh tổ cười nói, ta cái này lão xương, còn không như vậy dễ chết, ho. Hụ hụ. Lúc nói chuyện làm động tới vết thương cũ, một hồi ho kịch liệt, đầy mặt đao sẹo nếp nhăn đều run rẩy động, lộ vẻ được đáng sợ hết sức. Dừng một chút, hư phong linh tổ đục ngầu ánh mắt, nhìn về Diệp Thần, nói, ta ở trên người hắn, cảm nhận được liền thiên đế kim tua hơi thở, chúng ta tán thần tộc cao nhất thần khí, đã bị hắn chấp trưởng sao? Hoang Lão nói, không phải, trước mắt khống chế thiên đế kim tua người, là Nhâm Phi Phàm. Hư phong linh tổ bấm ngón tay tính toán, dù gì nói, Nhâm Phi Phàm. Luân hồi hộ đạo giả sao? Đó cũng coi là luân hồi trận doanh, không nghĩ tới chúng ta tán thần tộc chí tôn, cuối cùng là đem cao nhất thần khí, phó thác cho luân hồi. Hắn giọng nói bên trong mang vô tận thổn thức, bởi vì vào năm đó, hắn là tán thần tộc cao cấp đại năng, là gần gũi nhất thiên đế kim tua người. Diệp Thần nghe được lời hắn bên trong, nhắc tới tán thần tộc chí tôn, nhất thời trong lòng động một cái, hỏi. Tiền bối, các ngươi tán thần tộc chí tôn, có phải hay không một cái kêu là Tôn Di cô gái? Trước mắt, Tôn Di bị kẹt ở thiên ma tinh hải bên trong. Diệp Thần hoài nghi tới, bị kẹt ở bên trong, rất có thể là Tôn Di tương lai thân, cũng không phải là hiện tại thân. Bởi vì theo lý mà nói, thế giới hiện thật Tôn Di, không thể nào chạy đến không không lúc nào không bên trong mới đúng. Hư phong linh tổ nhướng mày một cái, nói cái gì Tôn Di, ta chưa từng nghe qua người này, ta tán thần tộc chí tôn, không phải cái gì người phụ nữ, mà là ở thế giới hiện thật, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hắn chính là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ, Trùng Dương chân nhân. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói cái gì, tán thần tộc chí tôn, chính là Trùng Dương chân nhân. Tử Hoàng Thiên Cung phân chia tránh tà hai phái, tà phái lãnh tụ là Đa Bảo Thiên Quân, mà chính phái lãnh tụ, tên là Trùng Dương chân nhân. Diệp Thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thần bí kia tán thần chí tôn, lại chính là Trùng Dương chân nhân. Hư phong linh tổ nói, đúng vậy, ta tán thần tộc chí tôn, chính là Trùng Dương chân nhân tương lai thân. Hoang Lão nhướng mày một cái, cũng là ngạc nhiên, nói, lúc đầu lại là Trùng Dương chân nhân sao? Diệp Thần nói, Hoang Lão, ngươi cũng không biết các ngươi tán thần tộc chí tôn thân phận sao? Hư phong linh tổ ha ha cười một tiếng, hơi có chút đắc ý nói, chí tôn thân phận, vô cùng là thần bí, người bình thường cũng không biết, năm đó ở tán thần tộc bên trong, cũng chỉ có mấy cái cao cấp trưởng lão biết, trong đó bao gồm ta, nhưng không hề bao gồm hoang tộc. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, liền liền thân đồ uyển nhi tương lai thân, cũng không biết tán thần chí tôn thân phận cụ thể, Hoang Lão không biết cũng là bình thường. Hoang Lão trầm giọng nói, hư phong linh tổ, người tiết lộ chí tôn thân phận, sẽ không sợ kích động thiên cơ, bị người ngoài phát hiện sao? Hư phong linh tổ khoát tay một cái, nói, không sao, Trùng Dương chí tôn nếu đã đem thiên đế kim luân, phó thác cho luân hồi trận doanh, vậy muốn đến cũng có thoái ẩn ý.
hắn thân phận đã không trọng yếu, tiết lộ vậy không quan hệ. Diệp Thần tâm tư hơi có chút hỗn loạn, lại là một hồi vui mừng. Tán thần tộc chí tôn, lúc đầu không phải Tôn Di, nhân quả dây dưa cuối cùng không như vậy phức tạp. Tôn Di không có tương lai thân, nàng vậy là độc nhất vô nhị tồn tại, bị kẹt ở thiên ma tinh hải bên trong, chính là thế giới hiện thật bên trong, duy nhất nàng. Diệp Thần cũng không biết, Tôn Di là làm sao đánh rơi đến thiên ma tinh hải bên trong đi, nhưng bất kể như thế nào, bây giờ biết liền Tôn Di cùng tán thần tộc không liên quan, hắn tâm lý nghi vấn cuối cùng là đạt được giải quyết. Hư Phong Linh Tổ nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Hoang Lão, nói các ngươi hôm nay cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đánh nhau, phương đó càng chiếm thượng phong. Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là tương lai đà đế cổ thần, là cổ thần chủ, không chỉ là luân hồi kẻ địch, cũng là Hư Phong Linh Tổ kẻ địch. Diệp Thần suy nghĩ một tí, liền nói ta luân hồi trận doanh, cùng vạn khư Vũ Hoàng tới giữa, hôm nay coi như là lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vốn là Vũ Hoàng Cổ Đế, ăn cắp tương lai người tu vi, thức tỉnh cổ thần huyết mạch, đó là ổn chiếm thượng phong. Nhưng sau đó, luân hồi trận doanh bên này, Nhâm Phi Phàm chấp trưởng thiên đế Kim Luân, Lá Tà Thần tấn thăng tiên đế, thế lực của song phương, lại lần nữa trở lại cân bằng. Bây giờ tình huống, là lẫn nhau rằng co, có kiêng kỵ, Diệp Thần không dám đi vạn khư địa giới, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không dám xúc phạm luân hồi địa giới, hai bên đều đang đợi cơ hội. Mà đây cái cơ hội, rất nhanh thì đến. Đó chính là, Thái Thượng Công Đức Chiến. Chỉ cần ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, đoạt được hạng, thậm chí đoạt cúp, vậy có thể có được đại khí vận thêm thân, đánh vỡ thăng bằng, chiếm cứ ưu thế địa vị. Hư Phong Linh Tổ gật đầu một cái, nói có thể cùng Vũ Hoàng Cổ Đế lực lượng tương đương, các ngươi luân hồi trận doanh, quả nhiên là không giống vật thường. Nhớ năm đó, ta đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai thân, không còn sức đánh trả chút nào. Không ra 10 chiêu liền bị đánh bại, thậm chí liền thần vật đều bị cướp đi. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Diệp Thần bên hông nắng ban mai phong kiếm. Diệp Thần có chút do dự, nói tiền bối, cái này thần hy chi phong. Tuy nói thần hy chi phong, lúc ban đầu chủ nhân, chính là Hư Phong Linh Tổ, nhưng hiện tại cái này thần vật, đã thuộc về Diêm Hành Thiên, là Diêm Hành Thiên đồ, Diệp Thần cũng không quyền qua loa xử trí. Hư Phong Linh Tổ cười nói, đừng lo lắng, ta không phải muốn hỏi ngươi lấy lại thần vật, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Diệp Thần hỏi, chuyện gì? Hư Phong Linh Tổ tròng mắt đục ngầu, đột nhiên đổi được tinh mang lóe lên, nói ta muốn ngươi thay ta trả thù. Diệp Thần nói, trả thù. Hư Phong Linh Tổ thanh âm lạnh lùng nói, đúng vậy, năm đó ta bị đà đế cổ thần đánh bại, người bị trọng thương, một đường chạy nạn đến chỗ này, muốn kinh doanh động phủ. Dựa vào thiên địa khí vận chữa thương, nhưng cuối cùng không chống nổi đà đế cổ thần thiên tội uy nghiêm, cuối cùng ta cũng chỉ có thể mở ra một cái trong tranh thế giới, kéo dài hơi tàn đến nay. Nhắc tới chuyện cũ, Hư Phong Linh Tổ giọng bên trong, như cũ tràn đầy không cam lòng và tiếc nuối. Bên ngoài tòa kia tiên sơn động phủ, chính là hắn ngày xưa tổ chức, cho tới bây giờ như cũ lưu lại bàng bạc linh khí di trạch. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào đối kháng đà đế cổ thần. Đà đế cổ thần chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, uy nghiêm chân thực quá kinh khủng, vô luận là ở thế giới hiện thật, vẫn là không không lúc nào không, cũng không có người có thể tương đương. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, vậy bắt được cổ xưa thiên cơ. Năm đó Hư Phong Linh Tổ, kinh doanh động phủ, thời kỳ tột cùng thế lực, khá là hừng hực, môn hạ đệ tử vô số cao thủ, liền ngay cả hôm nay Đan Thanh Tiên Tông Tông Chủ, đều là từ Hư Phong Linh Tổ trong động phủ đi ra. Nhưng tiếc là, đà đế cổ thần thiên tội uy nghiêm, thủy chung là ác mộng vậy tồn tại, Hư Phong Linh Tổ vô luận cố gắng như thế nào, đều không cách nào hóa giải, thương thế một mực không cách nào hết bệnh. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể giải tán động phủ, chạy tới cái này phiến bích họa trong thế giới, kéo dài hơi tàn. Diệp Thần có thể tưởng tượng, Hư Phong Linh Tổ thống khổ. Dẫu sao, thiên nữ chỉ là bị thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh đánh vào, liền bị thương nặng ngủ say đến nay. Mà Hư Phong Linh Tổ, năm đó đối mặt, là đà đế cổ thần chân thân, là chân chánh thiên tội cổ kiếm, hắn chịu vết thương, so thiên nữ còn nghiêm trọng hơn gấp vạn lần, có thể sống sót đến hiện tại, đơn giản là một cái kỳ tích. Hư Phong Linh Tổ giọng kiên quyết nói, luân hồi chi chủ, ta không cầu ngươi có thể đánh bại đà đế cổ thần, đó là tuyệt không khả năng sự việc, ta chỉ cầu ngươi có thể giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế, vậy coi là ta trả thù.
chỉ cần ngươi có thể giết chết Vũ Hoàng cổ đế, trên người ta thiên tội áp lực, là được thật to giảm bớt, nhân quả tản đi, ta thương thế cũng có thể khôi phục. Diệp Thần cơ hồ không có cái gì do dự, liền nói, tiền bối, ngươi yên tâm, Vũ Hoàng cổ đế là ta địch thủ cũ, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn. Nghe vậy, Hư Phong Linh Tổ có vẻ vui vẻ yên tâm, vuốt râu thở dài nói, vậy thì tốt. Dừng một chút, hắn trong con ngươi lại là tinh mang lóe lên, quét nhìn Diệp Thần, nói, Vũ Hoàng cổ đế vô cùng là mạnh mẽ, người võ đạo tu vi còn chưa đủ, ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. Ta ở trên mình ngươi, bắt được Thương Thiên Tranh Viêm kiếm đạo hơi thở, ngươi tu luyện cái này môn kiếm pháp. Diệp Thần nói, Hư Phong Linh Tổ thở dài nói, Thương Thiên Tranh Viêm, một kiếm này cực kỳ đáng sợ, năm đó Đà Đế cổ thần, cũng là dùng một kiếm này đánh bại ta. Cái này môn kiếm pháp, vì mai táng luân hồi mà sống, cùng luân hồi đạo ý hoàn toàn nghịch phản, ngươi lại có thể cũng dám tu luyện, tốt quyết đoán. Diệp Thần nói, tiền bối khen lầm. Hư Phong Linh Tổ trầm ngâm một hồi, cây nạng dừng một chút, nói, ngươi lưu lại, cùng ta so tài, ta chỉ điểm ngươi kiếm đạo võ học, xuất kiếm đi. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi thương thế không đánh chặt sao? Hư Phong Linh Tổ nói, không có gì đáng ngại, ta tuy đã suy hủ, nhưng muốn chỉ điểm một cái trăm gia cảnh võ giả, muốn đến cũng là dư sức có thừa. Diệp Thần ho khan một tí, hắn tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 6, cùng rất nhiều cổ xưa cường giả so sánh, vậy dĩ nhiên là lộ vẻ được nhỏ yếu. Tiền bối, vậy ta ra tay, ngươi chú ý. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, rút ra bên hông nắng ban mai phong kiếm. Lòng hắn muốn Hư Phong Linh Tổ, chính là đã từng tán thần tộc cao cấp đại năng, có hắn chỉ điểm nói, kiếm đạo của mình võ học, tất có thể lần nữa tinh tiến. Lập tức, Diệp Thần nắm chặt nắng ban mai phong kiếm, một kiếm hướng Hư Phong Linh Tổ đâm tới. Một kiếm này chỉ là dò xét, cũng không có dùng quá nhiều lực lượng. Hư Phong Linh Tổ vung lên cây nạng, cử trọng nhược khinh, ung dung đem Diệp Thần kiếm phong rời ra, động tác lưu loát, cùng hắn vậy suy hủ khô lão bề ngoài, quá mức không tương xứng. Không cần dò xét, dùng bản lãnh thật sự. Hư Phong Linh Tổ lạnh lùng nói. Giờ khắc này hắn, hình như là chỉ hoa rửa sạch, lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy, nguyên bản còng lưng hông, vậy ưỡn thẳng tắp, trong tròng mắt tinh mang như điện. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cũng sẽ không dò xét, vận chuyển cả người linh khí, bơm vào đến nắng ban mai phong kiếm bên trong, phong kiếm ông ông tác hưởng, nhất thời bộc phát ra vô cùng mênh mông năng lượng khí tức. Thương Thiên Tranh Viêm. Lau một cái màu cam sắc lửa cháy mạnh kiếm khí, trùm lên trên thân kiếm, sau đó mang lăn lăn sát khí, hướng Hư Phong Linh Tổ chém tới. Hôm nay Diệp Thần Thương Thiên Tranh Viêm kiếm đạo, mới vừa mò tới ngưỡng cửa, còn không coi là mạnh, nhưng ở hắn tự thân võ đạo gia trì xuống, một kiếm này cũng là tương đương ác liệt, sức lực gió biến dạng. Cũng không tệ lắm, nhưng sức lửa kém một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hư Phong Linh Tổ thấy Diệp Thần một kiếm này ác liệt, khẽ gật đầu, cây nạng giơ lên, lấy khá là ngưng trọng tư thái, tiếp Diệp Thần một kiếm. Diệp Thần kiếm chiêu biến ảo, màu cam sắc lửa cháy mạnh kiếm khí, từng kiếm một chém ra, định đột phá Hư Phong Linh Tổ phòng ngự. Hư Phong Linh Tổ cây nạng múa như gió, giọt nước không lọt, từ đầu đến cuối không để cho Diệp Thần chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thương Thiên Tranh Viêm, một kiếm này chính là từ thiên tội cổ kiếm bên trong diễn hóa ra, mũi nhọn ác liệt, sát phạt cường hãn, chú ý cùng thiên địa khí lưu đồng tình, không muốn một mặt lỗ mãng liều lĩnh. Hai người một bên so tài, Hư Phong Linh Tổ một bên chỉ điểm Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu một hơi, ở khu kiếm ám sát tới giữa, vậy điều chỉnh hô hấp, cùng thiên địa khí lưu hô ứng, đem thiên địa phép tắc lực lượng, ra chỉ đến kiếm chiêu của mình bên trong. Hư Phong Linh Tổ ánh mắt lạnh lùng. Nhìn Diệp Thần trong tay phong kiếm, nói, trong tay ngươi thần hy chi phong, có thiên địa tự nhiên linh động nếp sống, ngươi tu được buông lỏng tinh thần, thiên nhân hợp nhất, mới khá làm được người kiếm hợp nhất, để cho kiếm này trở thành thân thể ngươi một phần chia, kiếm pháp uy lực mới có thể đạt tới đỉnh cấp. Diệp Thần nghe được Hư Phong Linh Tổ chỉ điểm, lại đáp một tiếng, Lập tức, Diệp Thần một bên điều chỉnh hô hấp, một bên buông lỏng tinh thần, cùng thần hy chi phong câu thông. Muốn đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Hoàng lão bay lơ lửng ở một bên, chắp tay xem cuộc chiến, thấy Diệp Thần cùng Hư Phong Linh Tổ tới giữa so tài, ra tay như gió, động tác mau lẹ,
cũng không khỏi khẽ gật đầu. Như vậy qua một ngày, Diệp Thần và Hư Phong Linh Tổ đều là không biết mệt mỏi so tài trước. Diệp Thần tâm thần, dần dần cùng Thần Hy Chi Phong hòa làm một thể, đã mơ hồ đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới, uy lực của kiếm pháp vậy càng ngày càng lớn mạnh. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp Thần thương thiên tranh viêm, còn chỉ là lau một cái lưu diễm kiếm khí, nhưng đến sau đó, kiếm khí uy lực càng ngày càng mạnh, đã là sóng biển vậy mênh mông, cuốn lên hoang mạc cát vàng, gió cát đầy trời, sáng đẹp nguy nga. Hai người so tài một ngày, bên ngoài thời gian, cũng đi qua liền một ngày. Động phủ đỉnh núi đỉnh, Khương Hâm mà kết thúc trạng thái tu luyện, mở mắt ra, tỉnh lại. Nàng một thanh tỉnh, nhưng phát hiện đối diện trống trơn như vậy, Diệp Thần không thấy. Thằng nhóc này, chạy đi nơi nào? Khương Hâm mà liễu nhíu mày một cái, lấy là Diệp Thần chạy đến cái khác đỉnh núi tu luyện, vội vàng thả ra linh khí, bắt Diệp Thần khí cơ. Nhưng cái này một tí bắt, nàng nhưng kinh ngạc phát hiện, Diệp Thần không thấy. Nàng thần thức cùng linh khí, bao trùm toàn bộ tiên sơn động phủ, vậy không phát hiện Diệp Thần tung tích. Thằng nhóc này nên sẽ không trộm Thần Hy Chi Phong, liền chạy như vậy chứ. Khương Hâm mà sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng biết Thần Hy Chi Phong ở Diệp Thần trong tay, hiện tại Diệp Thần không thấy, nàng thời gian đầu tiên liền hoài nghi, Diệp Thần là đoạt bảo trốn chạy. Vậy Thần Hy Chi Phong, tuy nói là Diêm Hành Thiên đồ, nhưng Diêm Hành Thiên đã nói qua, muốn tặng cho Nguyện Ly Nhân, vật kia sớm muộn là Thiên Chu Giới bảo vật. Nếu như Diệp Thần mang đi Thần Hy Chi Phong, đối Thiên Chu Giới mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Khương Hâm mà lo sợ không yên không chừng, vội vàng truyền ra ý chí, kêu lên, sư phụ, Diệp Thần vậy tiểu tử chạy. Thiên Chu Giới, một nơi tĩnh lặng trong rừng trúc. Diêm Hành Thiên cùng Nguyễn Ly Nhân, đang tự nấu trà đối ẩm. Hai người đã đạt thành khế ước, cho nên ngoài mặt là cùng tức giận rất nhiều, lại có thể ngồi chung một chỗ uống trà, để cho hầu hạ ở bên cạnh các người làm, đều là giật mình không thôi. Khương Hâm mà ý chí, truyền đến trúc trong rừng, Diêm Hành Thiên và Nguyễn Ly Nhân cảm nhận được, sắc mặt đều là biến đổi. Bót! Nguyễn Ly Nhân ly trà trong tay, lại là té xuống đất, thành nghiền. Vậy tiểu tử chạy! Nguyễn Ly Nhân sắc mặt đổi rất khó khăn xem, theo bản năng lấy là Diệp Thần trộm đi Thần Hy Chi Phong, cũng không đoái hoài được cái gì uống trà, lập tức ngự gió bay lên, hướng xa như vậy cổ động phủ chạy tới. Diêm Hành Thiên cũng là cho mày, hắn tin tưởng Diệp Thần làm người, tuyệt sẽ không tư nuốt hắn đồ. Hắn cũng rất muốn biết kết quả, lập tức đi theo Nguyễn Ly Nhân, chạy tới vậy động phủ. Rất nhanh, Diêm Hành Thiên và Nguyễn Ly Nhân, bay đến vậy tiên sơn trong động phủ. Khương Hâm mà vội vàng đi ra, nhìn Nguyễn Ly Nhân, khá có chút bối rối nói, sư phụ, Diệp Thần vậy tiểu tử mất tích, đột nhiên liền không thấy bóng dáng, ta hoài nghi hắn đã chạy. Nguyễn Ly Nhân sắc mặt âm trầm nói, kết quả này chuyện gì xảy ra? Khương Hâm mà hoảng hốt vội nói, ta cũng không biết, đệ tử thoáng tu luyện chốc lát, cùng mở mắt ra, vậy tiểu tử nhưng không thấy, không biết hắn chạy tới nơi nào. Nguyễn Ly Nhân hờ hững nói, hắn ở ta Thiên Chu Giới địa bàn, còn có thể ngất trời. Ở Thiên Chu Giới bên trong, Nguyễn Ly Nhân liền là tuyệt đối nắm giữ, hết thảy thiên cơ thay đổi, nhân quả biến hóa dấu vết, cũng không gạt được nàng. Nàng lập tức bấm ngón tay suy tính, trong sâu thẳm, có thể bắt được Diệp Thần hơi thở, ngay tại Thiên Chu Giới bên trong, nhưng lơ lửng không thể tìm, nàng lại có thể không cách nào xác định Diệp Thần vị trí cụ thể. Ồ, thằng nhóc này, còn ở ta Thiên Chu Giới, nhưng không biết đùa bỡn thủ đoạn gì, lại có thể ẩn núp, ta lại tra hắn không tới. Nguyễn Ly Nhân ngạc nhiên nói. Khương Hâm mà kinh hãi nói, sư phụ, liền ngươi cũng không biết tung tích của hắn sao. Nguyễn Ly Nhân gương mặt vặn vẹo biến ảo, nói, luân hồi thủ đoạn thần thông, quỷ bí khó lường, vậy tiểu tử âm rất độc, ha ha. Dừng một chút, Nguyễn Ly Nhân vừa nhìn về phía Diêm Hành Thiên, nói, Diêm Hành Thiên, vậy tiểu tử ở địa phương nào, nói mau. Trên người hắn mang theo ngươi nắng ban mai phong kiếm, không thể nào tránh qua ngươi theo dõi. Diêm Hành Thiên nhướng mày một cái, thật ra thì ở Nguyễn Ly Nhân bắt Diệp Thần tung tích thời điểm, hắn vậy âm thầm suy diễn. Nhưng, hắn vậy ngạc nhiên phát hiện, Diệp Thần mất tích không thấy, hơi thở rõ ràng liền quanh quẩn ở Thiên Chu Giới bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được vị trí cụ thể, thật giống như ẩn núp đến cái gì không gian nếp nhăn bên trong. Ha ha, ta cũng không biết hắn ở địa phương nào,
có thể hắn tìm được cái gì linh khí phúc địa, đang chuyên tâm tu luyện đi, cùng hắn kết thúc tu luyện, tự nhiên sẽ ra, người gấp cái gì? Diêm Hành Thiên cười nói. Nguyện Ly Nhân giận dữ, nói, Diêm Hành Thiên, ngươi đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Vậy tiểu tử mất tích, hoặc là ngươi gợi ý, ngươi không muốn đem thần hy chi phong cho ta. Hoặc là, chính là vậy tiểu tử phản bội ngươi, hắn muốn tư nuốt thần hy chi phong, đang len lén trốn, tìm thời cơ chạy trốn. Bây giờ có thể khẳng định, Diệp Thần còn ở Thiên Chu giới, nhưng vị trí cụ thể, vô luận là Nguyện Ly Nhân, vẫn là Diêm Hành Thiên, cũng tìm tòi không tìm được. Hai người chẳng ai nghĩ tới, thật ra thì hôm nay Diệp Thần, là tiến vào hư phong linh tổ bích họa thế giới, đang cùng hư phong linh tổ so tài kiếm pháp võ đạo. Diêm Hành Thiên nghe được Nguyện Ly Nhân mà nói, sắc mặt nhất thời một hồi xanh mét. Lời nói này, nhưng là xúc động hắn vết thương. Năm đó hắn, đích xác bị người phản bội qua, đã từng là phản đồ Xích Tiêu Tử, hôm nay lại là gia nhập Tử Hoàng Tiên Cung, trở thành tà phái một thành viên đại tướng. Nhưng, Diêm Hành Thiên cũng tuyệt đối tin tưởng, Diệp Thần sẽ không phản bội. Số bà nương, người rêu rao chút gì, cái này mới qua một ngày, ngươi liền không kịp đợi, ta nói hết rồi, cùng vậy tiểu tử kết thúc tu luyện, hắn tự nhiên sẽ ra, ngươi gấp gáp cũng vô dụng. Diêm Hành Thiên hừ một tiếng, cũng có chút tức giận nói. Người đâu? Nguyện Ly Nhân gương mặt tức giận, một tiếng hò hét. Suy suy suy. Nhất thời, ở Thiên Chu giới các nơi, từng đạo tinh mang phóng lên cao, rất nhanh thì có rất nhiều canh phòng cường giả, từ bốn phương tám hướng chạy tới, đồng loạt hướng Nguyện Ly Nhân khom người thi lễ. Lục soát cho ta, đào một mét, cũng phải đem vậy tiểu tử tìm ra. Nếu như tiểu tử kia muốn tư nuốt ta thần vật, lập tức đem hắn bằng thây vạn đoạn. Đám người canh phòng cường giả nói, lập tức văng ra tứ tán, lao tới các nơi, lùng bắt Diệp Thần tung tích. Diệp Thần trong tay thần hy chi phong, đã xác định là Nguyện Ly Nhân đồ, Nguyện Ly Nhân tự nhiên không thể bỏ qua, nàng chỉ sợ Diệp Thần đoạt bảo thoát đi. Khương Hâm mà áy náy nói, thật xin lỗi, sư phụ, là ta không trông coi tốt. Nguyện Ly Nhân sắc mặt âm hàn, nhưng cũng không tức giận, nói, không sao, vi sư không trách ngươi. Diệp Thần vậy tiểu tử âm rất độc, người bị hắn mê muội, vậy dễ hiểu, liền ngươi thiên nữ sư tỷ đều bị hắn mê hoặc. Khương Hâm mà thật sâu xấu hổ, không lời chống đỡ. Lúc này Diệp Thần, còn ở bích họa trong thế giới, cùng hư phong linh tổ so tài trước. Theo hai người so tài chiến đấu, càng ngày càng sâu nhập, Diệp Thần kiếm pháp, vậy càng ngày càng thành thạo. Thậm chí, Diệp Thần cảm thấy mình tinh thần, cũng cùng thần hy chi phong. Tạo lập được kỳ diệu đồng tình, mơ hồ tới giữa, đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Cái này thần hy chi phong, hàm chứa thần thiên giới ý chí, chí cao cổ thần sát phạt ý chí, thậm chí còn có hư phong linh tổ đã từng là ý chí. Những thứ này ý chí, đều được Diệp Thần trợ lực, hắn một kiếm nơi tay, liền như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy, khua kiếm càng ngày càng ung dung tự tại, thương thiên tranh viêm kiếm pháp uy lực, vậy càng ngày càng lớn. Như vậy lại qua một hai ngày, rốt cuộc ở ngày này, Diệp Thần tinh thần, hoàn toàn cùng thần hy chi phong hòa làm một thể, hoàn mỹ đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Vù vù, nếp sống chấn động, kiếm khí ông minh. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, cuồng như vậy một kiếm chém ra, nắng ban mai phong kiếm tất cả nội tình, vào giờ khắc này sâu sắc bùng nổ, thương thiên tranh viêm kiếm thế, cũng là thi triển đến trình độ cao nhất. Đi đôi với một tiếng sóng thần sụp đổ vậy kiếm khí nổ âm, một cổ mênh mông vô cùng màu cam sắc kiếm khí sóng, giống như ngàn vạn dặm sóng lớn, ùn ùn kéo đến về phía trước biểu chém ra, nguyên phiến thiên địa, ở nơi này màu cam sắc kiếm khí sóng lớn nổi bật hạ, đều là hóa thành đỏ thẫm màu sắc, đặc biệt nguy nga. Hư phong linh tổ thấy được Diệp Thần một kiếm này, nhất thời con người co rúc lại, cả người cứng ngắc. Diệp Thần một kiếm này, chân thực quá bá đạo, quá hung hãn, quá mãnh liệt. Liền thời khắc này hư phong linh tổ, đều là hoàn toàn rung động, nhưng lại không có cách nào đối kháng. Nguy cấp bên trong, ở bên cạnh xem cuộc chiến hoang lão, một bước cướp ra, ngăn ở hư phong linh tổ trước mặt. Cảm nhận được Diệp Thần bá đạo này một kiếm, hoang lão cũng là một hồi ngưng trọng, hai tay đều xuất hiện, linh khí nổ tung, vận dụng bổn mạng linh khí, bày một đạo bức tường khí, chống đỡ Diệp Thần kiếm khí đánh. Oanh! Diệp Thần thương thiên tranh viêm kiếm khí. Như sóng nhiệt nghiêng trời, hung hăng đánh vào ở hoang lão phòng ngự bức tường khí trên, nổ lên ngập trời lưu diễm, ùng ùng vang dội.
thật may Hoàng lão tu vi cường hãn, cũng là chặn lại Diệp Thần thế công. Đợi được đầy trời lưu diễm tản đi, Hoàng lão thu bàn tay về, khen ngợi một tiếng, nói, thằng nhóc ngươi, thật là càng ngày càng kinh khủng. Hư Phong Linh Tổ cười khan một tí, vậy thở dài nói, à, ta già thật rồi. Mới vừa hắn, đối mặt Diệp Thần một kiếm, lại không có bất kỳ chống cự thủ đoạn. Nếu như không phải là Hoàng lão xuất thủ, hắn đã bị giết chết. Diệp Thần biết mình dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa gây thành đại họa, vội vàng nói, tiền bối, thật xin lỗi. Hư Phong Linh Tổ lắc đầu một cái, nói, không sao, luân hồi thiên phú cùng thực lực, quả nhiên là cường hãn, ngươi cùng ta so tài thời gian ngắn như vậy, kiếm đạo liền tinh đi vào tình cảnh này, ngày khác chém chết Vũ Hoàng, trong tầm tay. Diệp Thần chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu như mấy ngày nay thời gian, không phải Hư Phong Linh Tổ chỉ điểm nói, Diệp Thần cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Hắn hôm nay, đã đem vậy thương thiên tranh viêm kiếm pháp, tu luyện ra lợi hại sức lửa, hơn nữa còn cùng thần Hy Chi Phong, người kiếm hợp nhất, dung hợp hoàn mỹ, lột xác không thể bảo là không to lớn. Chỉ là muốn đến cái này thần Hy Chi Phong, muốn rơi vào Nguyễn Ly Nhân trong tay, thậm chí phải bị đối phương cắn nuốt hết, Diệp Thần lại cảm thấy có điểm đáng tiếc. Hư Phong Linh Tổ mỉm cười nói, tốt lắm, luân hồi chi chủ, ta đã không có gì có thể chỉ điểm tài sản của ngươi, kế tiếp đường, phải dựa vào chính ngươi. Diệp Thần nói, Hư Phong Linh Tổ nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Dừng một chút, lại nói, sau này ngươi như thấy trùng dương chân nhân, nhớ thay ta thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Diệp Thần nói, Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ, trùng dương chân nhân tương lai thân, chính là tán thần tộc chí tôn nắm giữ. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm thấy chuyện này, không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Cái này sau lưng, nói không chừng là Đạo Đức Thiên Tôn an bài. Đạo Đức Thiên Tôn, hẳn là bên trong thế giới hiện thật mặt, cổ xưa nhất nhân vật chứ. Thậm chí so Hồng Quân và Võ Tổ, đều phải cổ xưa rất nhiều, không biết hắn kết quả là như thế nào thần bí tồn tại. Diệp Thần tâm tư có chút hoảng hốt, đối vị kia thần bí Đạo Đức Thiên Tôn, càng ngày càng hiếu kỳ. Lắc đầu một cái, Diệp Thần cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Thái Thượng Công Đức Chiến càng ngày càng gần, nếu như có thể đoạt cúp mà nói không chừng có cơ hội thấy Đạo Đức Thiên Tôn. Hư Phong Linh Tổ vung tay lên, biến dạng ra một cái vết nứt không gian, đưa Diệp Thần rời đi. Hoàng lão trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, Diệp Thần thì đạp trên vết nứt không gian, chuyển đưa đi. Rào. Một hồi lưu quang lóe lên, không gian khí lưu xoay tròn. Diệp Thần ánh mắt ánh sáng thoáng một cái, phát hiện mình đã rời đi bích họa thế giới, bị truyền tống đi ra bên ngoài một nơi gác lửng trước. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, thấy cụm núi liên miên, tiên khí nhô lên, mình còn ở đây phiến tiên sơn trong động phủ. Ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt gác lửng, treo một khối bài ngạch, phía trên in băng hoàng các ba chữ. Băng hoàng các, chẳng lẽ chỗ này, cùng thiên nữ tỷ tỷ có liên quan? Diệp Thần trong lòng động một cái. Cất bước đi tới gác lửng trước, cửa không có khóa, hắn ung dung liền đem đẩy cửa ra. Gác lửng bên trong, hoàn cảnh sạch sẽ, không nhiễm bụi ai, lúc gặp lại thường có người quét dọn. Gác lửng bên trong bầy biện bố trí, đều là cô gái khuê phòng trang điểm, rực rỡ duy lư hương, song thơm noãn noãn, gương đồng sơ trang, trước gương có một cái lược trên còn có lưu lại sợi tóc. Diệp Thần cầm lên một sợi tóc, trong lòng nhất thời cảm thấy vô hạn ôn nhu. Đây là thiên nữ sợi tóc. Lúc đầu chỗ này, là thiên nữ tỷ tỷ trước kia chỗ ở. Diệp Thần hoảng hốt xuất thần, ánh mắt nhìn về phía thiên nữ giường nhỏ, theo bản năng đi tới giường nhỏ trước ngồi xuống, sờ một cái gối, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được thiên nữ ngày xưa nhiệt độ cơ thể. Thiên nữ ở chỗ này ở qua, muốn đến năm đó, nàng ở Nguyện Ly Nhân dưới quyền lúc tu luyện, chính là cư ngụ ở nơi này. Diệp Thần nghĩ thầm thiên nữ qua lại, không biết thiên nữ thanh thông tuổi lúc đó, lại là làm sao một bộ dáng. Ngay tại Diệp Thần tưởng nhớ thời điểm, toàn bộ thiên chu giới, vô số cường giả, cũng bắt được hắn hơi thở. Diêm Hành Thiên, Nguyễn Ly Nhân, Khương Hâm mà ba người, cũng là thời gian đầu tiên, cảm giác được Diệp Thần xuất hiện. Ba người khiếp sợ, lập tức bay hướng băng hoàng các. Diệp Thần cảm thấy ngoại giới khí lưu bạo động, cũng là phục hồi tinh thần lại. Chói mắt tới giữa, nhưng đã thấy Diêm Hành Thiên, Nguyễn Ly Nhân, Khương Hâm mà ba người, xông vào trong gian phòng.
thằng nhóc thúi, từ ta bảo bối đồ nhi trên giường lăn xuống tới. Nguyện Ly Nhân thấy Diệp Thần lại có thể ngồi ở thiên nữ trên giường nhỏ, nhất thời giận không kềm được, trở tay một trường, một cổ đen nhánh khói độc bạo dũng ra, hướng Diệp Thần gào thét đi. Diệp Thần thân hình như gió, nhẹ như nhứ, từ trên giường đứng dậy, nghiêng người tránh ra Nguyện Ly Nhân một trường. Hắn hôm nay, cùng thần Hy Chi Phong người kiếm hợp nhất, lưu động nếp sống, vậy để cho Diệp Thần thân pháp, đổi được vô cùng bén nhạy, như khinh yên phiêu nhứ, giống như quỷ mị, nhẹ bóng không đoán được, muôn vàn sát phạt khó mà thêm thân. Nguyện Ly Nhân chỉ tức giận Diệp Thần ô nhục nàng bảo bối thiên nữ giường nhỏ, ngược lại cũng không lưu ý Diệp Thần biến hóa, cả giận nói, ngươi thằng nhóc này, thật là khắp người dơ bẩn, dâm tà xấu xa, lại có thể ô nhục nhà ta thiên nữ giường nhỏ, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Vừa nói liền muốn sẽ ra tay. Diêm Hành Thiên không nhìn nổi, cướp ra một bước, bắt Nguyện Ly Nhân cổ tay, kêu lên, số bà nương, người điên cái gì, thần Hy Chi Phong ngươi còn muốn không muốn. Nguyện Ly Nhân nghe được thần Hy Chi Phong bốn chữ, lập tức liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, thấy Diệp Thần hơi thở, so với ba, bốn ngày trước, rõ ràng tinh tiến rất nhiều, cười lạnh một tiếng, nói. Thằng nhóc giỏi, mấy ngày nay tu luyện, người đạt được ta động phủ linh khí di trạch bồi bổ, tu vi tăng tiến không thiếu sao, người mấy ngày nay kết quả trốn cái góc nào trong. Diệp Thần không muốn bại lộ hư phong linh tổ nhân quả, liền nói ta vẫn luôn ở lầu các này bên trong. Nguyện Ly Nhân vừa nghe, nhất thời gương mặt vặn vẹo, nói như vậy, mấy ngày nay thời gian, người mỗi ngày cũng đang khinh nhờn nhà ta bảo bối thiên nữ, cái gì luân hồi chi chủ, ta xem ngươi là dâm tặc ghê tởm. Diệp Thần nghe được nàng như vậy bêu xấu, cũng là giận, nói, ngươi nói bậy nói bạ lại có ý gì, coi như ngươi không thích ta và thiên nữ tỷ tỷ chung một chỗ, chúng ta cũng là lưỡng tình tương duyệt. Nguyện Ly Nhân gương mặt vặn vẹo được lợi hại hơn, tức giận nói, được, được, tốt. Giỏi một cái lưỡng tình tương duyệt, ngày hôm nay nếu không cho ngươi một chút dạy bảo, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Dưới cơn thịnh nộ, Nguyện Ly Nhân tránh ra khỏi Diêm Hành Thiên trói buộc, lại một trưởng hướng Diệp Thần đầu vỗ tới. Diệp Thần trong lòng câu thông thần Hy Chi Phong, nhất thời thì có một món nếp sống, vần quanh quanh thân, hắn thân như khinh yên vậy, phiêu phiêu miểu miểu đi bên tránh. Nguyện Ly Nhân một trưởng này, cũng là rơi vào khoảng không, đây là rốt cuộc phát hiện Diệp Thần thân pháp quỷ dị, di một tiếng. Số bà nương, ngươi như lại điên điên khùng khùng, đừng trách ta không khách khí. Diêm Hành Thiên e sợ cho Diệp Thần bị thương, vội vàng đứng ở Diệp Thần trước mặt, đem hắn bảo vệ ở sau lưng. Nguyện Ly Nhân ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần bên hông nắng ban mai phong kiếm, đã cảm thấy Diệp Thần cùng phong kiếm tới giữa, đồng tình liên lạc quả thực thâm hậu. Vậy thần Hy Chi Phong, rất có thể đã thành Diệp Thần đồ, tương đương với thân thể của hắn một phần chia. Thần Hy Chi Phong cho ta, các ngươi cút đi. Nguyện Ly Nhân vậy mơ hồ cảm thấy sự thái nghiêm trọng, phải mau sớm cướp lấy thần Hy Chi Phong, nếu không tất sanh biến cố. Diệp Thần nghe được Nguyện Ly Nhân mà nói, có chút chần chờ. Trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, hắn ở hư phong linh tổ dưới sự chỉ điểm, đã hoàn mỹ câu thông thần Hy Chi Phong, đạt tới thiên nhân hợp nhất, người kiếm hợp nhất cảnh giới, chân thực không muốn đem này cùng thần vật dứt bỏ đi ra ngoài. Diêm Hành Thiên nói, cho nàng đi, chúng ta đi. Diệp Thần cảm giác sâu sắc tiếc nuối thương tiếc, nói, ừ. Đem nắng ban mai phong kiếm rõ ràng, ném cho Nguyện Ly Nhân. Diêm Hành Thiên đã sớm đã thề, phải đem thần Hy Chi Phong đưa cho Nguyện Ly Nhân, thành tựu Diệp Thần ở chỗ này tu luyện điều kiện, hắn tự nhiên sẽ không vi phạm lời thề. Diệp Thần nội tâm tuy tràn đầy không thôi, nhưng cái này thần Hy Chi Phong, dù sao không phải là hắn đổ, hắn tự nhiên cũng không thể thư nuốt. Nguyện Ly Nhân một tay nhận lấy nắng ban mai phong kiếm, vui vẻ cười to, ha ha ha, cái này thần vật, rốt cuộc rơi xuống ta trên tay, ai yêu. Tiếng cười đến cuối cùng, lại trở thành kêu đau. Vậy nắng ban mai phong kiếm, đột nhiên đao gió nổ tung, linh khí bạo động, ông tác hưởng, tựa hồ không muốn bị Nguyện Ly Nhân nắm trong tay, đao gió vặn cắt dưới, đem Nguyện Ly Nhân bàn tay hoàn toàn cắt vỡ, máu tươi đầm đìa, vết thương sâu thấy tới xương. Nguyện Ly Nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị tổn thương được thảm như vậy mãnh liệt, nhất thời kinh ngạc tức giận. Vù vù, nắng ban mai phong kiếm như có linh tính, tránh ra khỏi nàng nắm trong tay, lại bay trở về Diệp Thần bên người, như một cái hồng mang vậy, chậm rãi còn quấn Diệp Thần chuyển động.
Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chợt đại hỉ, xem ra cái này Thần Hy Chi Phong, đã nhận hắn làm chủ, không muốn lại quy thuận người ngoài. Diêm Hành Thiên thấy vậy, cũng là vui vẻ cười to, nói, số bà nương, không phải ta không đem thần vật cho ngươi, mà là ngươi không tư cách cầm nặn à. Cái này thần vật không chịu quy thuận ngươi. Nguyện Ly Nhân giận dữ, nói chính là một món nếp sống, chẳng lẽ còn có thể cãi lại ta uy nghiêm. Nàng trở tay một chảo, kinh khí tuôn ra, đem vậy Thần Hy Chi Phong, lại cướp đoạt đến trong tay mình. Hu hu hu. Nhưng, Thần Hy Chi Phong không chịu khuất phục, liều mạng vùng vẫy, vô số đao gió bạo giết ra, muốn công kích Nguyện Ly Nhân. Nguyện Ly Nhân lần này có chuẩn bị, linh khí hộ thể, ngược lại cũng không bị thương, nhưng Thần Hy Chi Phong kịch liệt vùng vẫy, lại lớn lớn hơn ư nàng ý liêu. Hừ, một món nếp sống, còn muốn tạo phản, cho ta trấn áp. Dứt lời, Nguyện Ly Nhân thúc giục pháp lực, liền muốn cưỡng ép trấn áp Thần Hy Chi Phong, thậm chí đem chiếm đoạt. Thần Hy Chi Phong như có linh tính, gặp cứng đối cứng không đấu lại Nguyện Ly Nhân, lại thoáng chốc hóa thành ngàn tia vạn tia gió, dung nhập vào thiên địa trong hư không, vậy biến mất ở trên trời trong hư không mặt, thật giống như gió sáp nhập vào trong gió, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cái gì? Nguyện Ly Nhân thấy vậy, hoàn toàn sợ ngây người, một màn này nhưng ra nàng ý liêu. Ở rất nhiều vĩ đại thần vật bên trong, Thần Hy Chi Phong là hết sức là đặc thù tồn tại. Cái này vĩ đại thần vật, thật ra thì chính là nếp sống tụ hợp, ngưng tụ, đao gió gió bão, có thể chém chết phá hủy hết thảy, nhưng phân tán ra, chính là từng luồng gió nhỏ, hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì có thể tìm ra. Cái này một tí, Thần Hy Chi Phong tiêu tán ở giữa trời đất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hay hoặc là nói, ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là Thần Hy Chi Phong dấu vết. Gió không chỗ nào không có mặt. Ha ha ha. Diêm Hành Thiên cười to, nói ta đã đem đồ cho ngươi, ngươi không cầm nổi, cũng không nên trách ta à. Nguyện Ly Nhân giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, thằng nhóc thúi, ngươi muốn tư nuốt Thần Hy Chi Phong. Lập tức cho ta phun ra. Diệp Thần cũng là một mặt vô tội hình dáng, vuốt bàn tay, nói tiền bối, ta cũng không có tư nuốt, cái này thần vật mình biến mất, ta có biện pháp gì? Ta xem cái này ở giữa thiên địa, đều là nếp sống, ngươi chỉ cần ngưng tụ là được. Nguyện Ly Nhân nghe Diệp Thần mang trêu đùa lời nói, giận không kềm được, nói, thằng nhóc, lập tức đem thần vật phun ra, nếu không ngươi ngày hôm nay đừng muốn sống rời đi. Diêm Hành Thiên nghe được Nguyễn Ly Nhân như vậy giọng điệu bá đạo, hừ một tiếng, nói, số bà nương, chúng ta phải đi, ngươi ngăn được sao? Ta đã đem đồ cho ngươi, chính ngươi trưởng không cầm được, cũng không thể oán ta, ta cũng không có vi phạm lời thề. Dừng một chút, Diêm Hành Thiên hướng Diệp Thần nói, đứa nhỏ, chúng ta đi, trở về uống rượu. Vừa nói, hắn liền kéo Diệp Thần cánh tay, đi ra ngoài. Đứng lại cho ta. Nguyện Ly Nhân dưới cơn giận dữ, một chưởng bạo giết ra, một chưởng này dùng toàn lực, bàn tay nàng đều là một phiến kịch độc đen nhánh, độc gió đập vào mặt. Nhà mình đạo pháp không tinh, thẹn quá thành giận thì có ích lợi gì? Ta nói, ta phải đi, ngươi không ngăn được. Diêm Hành Thiên hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, cũng là trở tay một chưởng, hung hăng cùng Nguyện Ly Nhân va chạm. Phịch! Hai người hai tay giao phong, nhất thời nổ lên kịch liệt đợt khí. Đem gác lửng trong phòng rất nhiều đồ gỗ nội thất trưng bày, gương đồng sơ trang, cũng chấn động được nghiền. Diệp Thần nhìn ở trong mắt, hơi có chút đau lòng, cái này dẫu sao là thiên nữ đã từng là chỗ ở. Hai tay va chạm giao phong sau đó, Diêm Hành Thiên thân như núi cao vậy, không nhúc nhích tí nào. Nhưng Nguyễn Ly Nhân, nhưng là chật vật lui về sau ba bước, ngực gian khí huyết sôi trào, ngực một hồi kịch liệt phập phồng. Người đạo tâm vết thương, đã khỏi rồi. Nguyện Ly Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Hành Thiên, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này một tí giao phong, nàng đã cảm nhận được, Diêm Hành Thiên thực lực, so với trước kia hung mãnh rất nhiều, rõ ràng thương thế khôi phục, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có hào hùng uy thế. Không sai, ta nói, thằng nhóc này sẽ không phản bội ta. Bởi vì ta thương thế có thể khôi phục, hoàn toàn là bởi vì sự giúp đỡ của hắn. Diêm Hành Thiên nhìn Diệp Thần một mắt. Ánh mắt mang vẻ cảm kích. Nguyện Ly Nhân một hồi khiếp sợ, nàng biết Diêm Hành Thiên đạo tâm vết thương, chỉ có Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo có thể chữa trị, mà Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo, ở Đa Bảo Thiên Quân dưới quyền trong lãnh địa. Muốn cướp lấy dược thảo, tất nhiên sẽ đắc tội Đa Bảo Thiên Quân.
Nguyện Ly Nhân lại không nghĩ rằng, Diệp Thần có lớn như vậy quyết đoán, dám trực diện Đa Bảo Thiên Quân. Số bà nương, người sau này cũng không đánh lại ta, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, chúng ta tới giữa, cũng sẽ có một cái đoạn. Diêm Hành Thiên già nua trong tròng mắt, tràn đầy ác liệt thần sắc, rồi sau đó liền nghênh ngang, trực tiếp mang đi Diệp Thần. Nguyện Ly Nhân cũng không lực ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, nội tâm vừa giận muộn không cam lòng, cắn răng nghiến lợi, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, ta nhất định phải vậy tiểu tử chết. Diệp Thần cùng Diêm Hành Thiên, trở lại hành thiên giới, thoải mái uống thỏa thích, hai người đều là vui mừng. Diêm Hành Thiên nói, không nghĩ tới người thằng nhóc này, lại có thể thu phục thần Hy Chi Phong, coi như là năm đó ta, đều không có thể làm được. Năm đó, Diêm Hành Thiên tuy chấp trưởng thần Hy Chi Phong, nhưng cũng không có làm thật đang người kiếm hợp nhất bước, vậy thần Hy Chi Phong cũng không có nhận hắn làm chủ. Nhưng vào giờ phút này Diệp Thần, nhưng là làm được một điểm này. Diệp Thần khẽ mỉm cười, khách khí nói, đều là tiền bối tài bồi. Vẫn không có tiết lộ Hư Phong Linh Tổ bí mật. Hư Phong Linh Tổ hôm nay thương thế rất nghiêm trọng, hơn nữa còn là thiên tội cổ kiếm cùng đà đế cổ thần sát thương, thế gian không có bất kỳ thủ đoạn có thể trị khỏi bệnh, chỉ có thể là đem Vũ Hoàng cổ đế giết chết, để cho tội nghiệt nhân quả tan thành mây khói, mới khá giảm bớt hắn khổ sở. Ở còn không chém chết Vũ Hoàng cổ đế trước, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bại lộ Hư Phong Linh Tổ chỗ. Ở Diệp Thần lúc nói chuyện, giữa trời đất nếp sống lưu động, ngàn gió hội tụ thổi lất phất, cuối cùng hóa thành một món màu xanh nếp sống, chậm rãi quanh quẩn ở Diệp Thần trên thân thể, giống như là một cái thanh long vậy. Đó chính là thần Hy Chi Phong. Gió vô hình, biến hóa muôn vàn, có thể là bất kỳ hình dáng, lại không chỗ nào không có mặt. Diệp Thần cùng thần Hy Chi Phong, đã là hoàn mỹ dung hợp, người kiếm hợp nhất cảnh giới, ngoại nhân không cách nào dứt bỏ. Nguyện Ly Nhân muốn nhận phục thần Hy Chi Phong, vậy là chuyện không thể nào. Diêm Hành Thiên thấy cái này thần Hy Chi Phong, cùng Diệp Thần hoàn mỹ hòa vào nhau cảnh tượng, cũng là khen ngợi, nói, luân hồi thiên phú, quả nhiên siêu phàm thoát tục, người có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất, thân gió hòa hợp tình cảnh, xem ra vậy thương thiên tranh viêm kiếm pháp, cũng không cần ta lại chỉ điểm ngươi, ta xem ngươi ở trong 10 năm, tất có thể đại thành. Diệp Thần cười nói, thừa tiền bối chúc lành. Diêm Hành Thiên cười ha ha một tiếng, nói uống rượu. Hai người giơ chén rượu lên, một chén uống thỏa thích, thẳng uống cái suốt đêm suốt sáng. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diêm Hành Thiên mắt say tỉnh táo lúc đó, mò ra một khối ngọc bội, ném cho Diệp Thần, nói. Thằng nhóc, vật này cho ngươi, thật tốt cầm. Diệp Thần nhận lấy ngọc bội, gặp trên ngọc bội mặt chạm chỗ Phật Đà, nhưng cũng không có bất kỳ linh khí chập chờn. Thật giống như cũng chỉ là thông thường đồ trang sức vậy, không khỏi nhướng mày một cái, nói, đây là cái gì? Diêm Hành Thiên cười hắc hắc, nói coi như là một kiện tín vật, người như ở Thái Thượng Công Đức chiến bên trong, đụng phải một cái kêu là hạ vũ người, có thể trình vật này, hắn thiếu ta một cái ân huệ, thấy ngọc bội này, sẽ chiếu cố ngươi một hai. Diệp Thần nói, hạ vũ. Diêm Hành Thiên nói, ừ, thật ra thì ngươi chỉ cần cầm ngọc bội mang theo bên người. Hạ vũ tên kia liền biết chủ động tìm được ngươi, đã từng tên kia muốn bái ta làm sư phụ, nhưng ta không có đáp ứng, không qua ta vậy chỉ điểm hắn mấy chiêu, giúp hắn không thiếu, cho nên hắn thiếu qua ta ân tình. Diệp Thần trong đầu nghĩ, sắp đến Thái Thượng Công Đức chiến, nhất định là hung hiểm trùng trùng, có thể hơn một phân bảo hiểm, dĩ nhiên là chuyện tốt. Lập tức, Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy ngọc bội, đa tạ. Hướng Diêm Hành Thiên nói cảm ơn một tiếng. Diêm Hành Thiên lại uống một hớp rượu, nói tốt lắm, ta có thể giúp ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi, kế tiếp đường, phải dựa vào chính mình. Diệp Thần nói, đa tạ tiền bối những ngày qua chiếu cố, cùng Thái Thượng Công Đức chiến sau khi kết thúc, chúng ta lại uống rượu với nhau. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói, như vậy tốt nhất, ta chờ ngươi. Một phen nói tạm biệt, Diệp Thần rời đi hành thiên giới, trở lại tinh nguyệt giới bên trong, còn có một chút ngày. Diệp Thần chuẩn bị là Thái Thượng Công Đức chiến, làm chuẩn bị sau cùng. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần mơ hồ cảm giác bỏ đời tuyệt cảnh cái này mấy ngày có thể sẽ có động tĩnh, đến lúc đó sợ rằng ở Thái Thượng Công Đức tiền chiến, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết quá thần chuyện. Chuyện này kéo hồi lâu, cũng nên giải quyết. Diệp Thần, người trở về. Diệp Thần mới vừa trở lại một cái, Hạ Nhược Tuyết nhưng có chút ngưng trọng tìm được hắn. Hôm nay Hạ Nhược Tuyết,
đã là Tinh Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, một đời mới nữ đế, quần áo trắng như tuyết, khí chất siêu nhiên, bộc phát đầy đặn vóc người, để cho Diệp Thần đều có chút yêu thích không buông tay. Thế nào? Diệp Thần ôm Hạ Nhược Tuyết eo, vừa đi vừa trò chuyện. Lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, Hạ Nhược Tuyết vậy tham gia, đến lúc đó, hai người còn muốn sóng vai tác chiến. Hạ Nhược Tuyết nói, qua hai ngày sẽ có Thiên Tinh Cung đệ tử, đến cửa hỏi, thậm chí so tài võ nghệ, có thể sẽ có chút phiền toái, người hồi tới đúng dịp, ta muốn đến lúc đó, người có thể đại biểu ta Tinh Nguyệt Thần Giáo, tham dự hỏi cuộc chiến. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói Thiên Tinh Cung. Đó là cái gì thế lực? Hạ Nhược Tuyết nói, cùng Tinh Nguyệt Thần Giáo đồng nguyên thế lực, bọn họ Thiên Tinh Cung tổ sư, chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế Sư Tỷ, năm đó hai người bọn họ, chung nhau lấy được một kiện thần vật ban phúc, cho nên mới có thể trở thành một đại tông sư. Thần vật kia, tên là Thôi Sán Tinh Hải, nghe nói là từ Thiên Ma Tinh Hải bên trong đản sanh ra, nhưng cũng không có bất kỳ tử vong cùng bóng tối hơi thở, chỉ có ngôi sao sáng chói, năng lượng cực kỳ mênh mông. Diệp Thần gật đầu một cái, Thiên Ma Tinh Hải tuy tượng trưng cho hắc ám cùng tử vong, nhưng cực hạn hắc ám, cực hạn tử vong, vậy sẽ sản sinh ra hy vọng cùng quang minh, đây là âm dương luân chuyển đạo lý. Vậy Thôi Sán Tinh Hải, tuy từ Thiên Ma Tinh Hải bên trong ra đời, nhưng không hề hắc ám, ngược lại ánh sao lấp lánh, cũng là bình thường. Hạ Nhược Tuyết nói tiếp, vậy Thôi Sán Tinh Hải, vô cùng là chân quý, năng lượng dùng một lần, liền thiếu một lần. Hơn nữa không có bất kỳ thủ đoạn có thể bổ sung, là chúng ta Tinh Nguyệt Thần Giáo, và Thiên Tinh Cung chung nhau có. Diệp Thần nói, còn có chuyện này, ta cũng không biết. Hạ Nhược Tuyết cười một tiếng, nói, ngươi trong ngày thường tương đối bận rộn, giáo phái bên trong sự việc, ngươi không biết rất bình thường. Diệp Thần trong lòng áy náy, khẽ vuốt ve Hạ Nhược Tuyết sợi tóc, nói, Nhược Tuyết, thật xin lỗi, ta sau này sẽ rút ra hơn chút thời gian cùng ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhẹ kéo Diệp Thần tay, cười nói, không có sao, ta không ngại, ta biết ngươi có chuyện trọng yếu hơn. Diệp Thần nói, Nhược Tuyết, lần này ngươi cần ta làm gì, liền giải quyết Thiên Tinh Cung những người đó sao? Hạ Nhược Tuyết nói, có thể đánh bại bọn họ tốt nhất, bởi vì chúng ta Tinh Nguyệt Thần Giáo, và Thiên Tinh Cung tới giữa, có một cái ước định. Ai có thể đang hỏi đạo cuộc chiến bên trong thắng được, ai có thể có được Thôi Sán Tinh Hải ban phúc. Vậy Thôi Sán Tinh Hải, chỉ có tập hợp chúng ta hai đại giáo phái lệnh bài, mới khá mở ra, lấy được chúc phúc. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, nói Thôi Sán Tinh Hải ban phúc, cái này nghe tựa hồ là một phần không tệ cơ duyên. Hạ Nhược Tuyết nói, dĩ nhiên, Thôi Sán Tinh Hải vô cùng là chân quý, linh khí tiêu hao một phần, liền ít đi một phần, mỗi lần chỉ có ở Thái Thượng Công Đức Chiến cử hành trước trong một đoạn thời gian, chúng ta Tinh Nguyệt Thần Giáo mới biết và bọn họ Thiên Tinh Cung tỷ võ luận đạo, người thắng tiếp nhận ban phúc, ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, vậy thuộc về càng vị trí có lợi. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong tròng mắt chiến ý nóng rực, nói, được, ta biết, qua hai ngày cùng bọn họ tới, ta ra mặt giải quyết chính là, chỉ sợ bọn họ không dám tiếp nhận ta khiêu chiến. Hôm nay Diệp Thần, tổng hợp sức chiến đấu vô cùng là cường hãn, có thể nói là chém ngang Đại La Kim Tiên vô địch. Phần thực lực này, thả vào toàn bộ thái thượng thế giới, đều có thể bước lên nhất lưu, thông thường kẻ địch, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn thậm chí sợ, Thiên Tinh Cung bên kia, không dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Hạ Nhược Tuyết cười một tiếng, nói tầng này ngươi cũng không cần lo lắng, Thiên Tinh Cung những năm gần đây, vậy quật khởi một thiên tài, kêu Phạm Tinh Nghiên, trời xanh tinh thể, là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, nàng cũng có khiêu chiến ý ngươi, chờ thêm hai ngày. Các ngươi có lẽ có thể so tài một tí. Diệp Thần nói, vậy Phạm Tinh Nghiên thực lực gì? Hạ Nhược Tuyết nói, vô lượng cảnh tầng thứ một, tiên quân đại viên mãn. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, nói cảnh giới này địch thủ, ta một đầu ngón tay cũng có thể nghiền diệt. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng che lại Diệp Thần miệng, ngưng trọng nói, không nên khinh địch, vậy Phạm Tinh Nghiên rất lợi hại, nàng cũng có vượt cấp tác chiến năng lực, tuyệt không thể khinh thường. Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết ngưng trọng như thế hình dáng, liền vậy thu hồi khinh thị chi tâm, nói ta biết, sư tử vồ thỏ, vậy dùng toàn lực, ta sẽ không khinh thường. Lời tuy như thế nói, nhưng chân thực Diệp Thần trong lòng, vẫn không quá quan tâm. Hắn tin chắc mình thực lực, cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, tuyệt không phải mình địch thủ. Đặc biệt là hắn ở Diêm Hành Thiên dưới quyền tu luyện qua,
tu vi tấn thăng đến bách gia cảnh tầng thứ 6, lại đạt được thần hy chi phong, hôm nay thực lực so với dĩ vãng, lại là bạo tăng. Chính là vô lượng cảnh tầng thứ 1, Diệp Thần vẫn là có lòng tin đối phó. Kế tiếp thời gian 2 ngày, Diệp Thần chính là thân mật bầu bạn Hạ Nhược Tuyết, là 2 ngày sau hỏi luận chiến làm chuẩn bị. Thời gian 2 ngày, thoáng một cái rồi biến mất. Sốt cuộc, Thiên Tinh cung người tới cửa. Bởi vì là hỏi so tài, cũng không phải là sống chết thù giết, cho nên Nhâm Phi Phàm và Lá Tà Thần, Võ Giao các người, tự nhiên sẽ không nhúng tay, đều là lấy người đứng xem thân phận, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy. Chỉ là, đao kiếm quyền cước không có mắt, nếu như đang hỏi đạo trên lôi đài, sa sút bị giết, vậy chỉ có thể tự trách mình kỹ không bằng người, oán không được người ngoài. Một điểm này, vô luận là Tinh Nguyệt Thần Giáo, vẫn là Thiên Tinh Cung bên này, đều có thanh tỉnh nhận biết, tự nhiên sẽ không qua loa dây dưa trả thù, hai bên tất cả bằng thực lực nói chuyện. Tinh Nguyệt Thần Giáo bên này, lấy Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết cầm đầu, mang Cổ Thanh Hà, Vân Sơn Mưa hai vị hộ giáo trưởng lão, tự mình đi nghênh đón Thiên Tinh Cung người, có thể nói cho đủ mặt mũi, lễ phép long trọng mà chu đáo. Thiên Tinh Cung người tới, ước chừng có hơn 100 người. Đều là người mặc hoa lệ tinh thần pháp bào, dáng vẻ đoan trang, trai gái mỗi người chiếm một nửa, đều là trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng. Đứng ở phía trước, chính là Thiên Tinh Cung mấy trưởng lão. Thiên Tinh Cung người đến cửa, cảm nhận được Tinh Nguyệt Thần Giáo bàng bạc khí tượng, người người đều là khen ngợi. Hôm nay Tinh Nguyệt Thần Giáo, còn có toàn bộ Tinh Nguyệt Giới, cũng so trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Theo luân hồi trận doanh vào ở, hôm nay Tinh Nguyệt Giới. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, cũng là số một số hai tồn tại. Khen ngợi hơn, Thiên Tinh Cung mọi người trong ánh mắt, cũng là dâng lên chiến ý sôi sục. Nếu như lần này hỏi luận chiến, có thể chiến thắng lớn mạnh như vậy Tinh Nguyệt Thần Giáo, thật là sẽ là biết bao dũng mãnh chiến tích. Bàn về tầng chót cao thủ, Thiên Tinh Cung đương nhiên là không thể cùng Tinh Nguyệt Giới so sánh. Nhâm Phi Phàm, Lá Tà Thần, Võ Giao ba vị này tiên đế đi ra, toàn bộ thái thượng thế giới. Chỉ có Vạn Khư Thần Điện có thể tương đương, cái khác bất kỳ thế lực đều không thể so sánh. Nhưng bàn về trẻ tuổi đồng lứa cao thủ, Thiên Tinh Cung cũng không sợ cùng Tinh Nguyệt Thần Giáo so sánh. Lần này hỏi luận chiến, cũng là người tuổi trẻ tới giữa tỷ thí. Nhược Tuyết Giáo Chủ, Luân Hồi Chi Chủ, các ngươi Tinh Nguyệt Thần Giáo, thật là khí phái, ta Thiên Tinh Cung, đó là tuyệt đối không thể so sánh với. Một cái Thiên Tinh Cung trưởng lão. Cảm nhận được Tinh Nguyệt Thần Giáo mênh mông uy nghiêm sau đó, cũng là khen ngợi nói. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười nói, trưởng lão quá khen rồi, ta Tinh Nguyệt Thần Giáo trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, có thể chưa chắc có thể so với các ngươi Thiên Tinh Cung. Vậy Thiên Tinh Cung trưởng lão khẽ gật đầu, nhưng cũng một chút đều không khiêm tốn, nói cũng phải, vậy hôm nay hỏi luận chiến, không bằng các ngươi Tinh Nguyệt Thần Giáo nhận thua, ngươi đưa lệnh bài giao ra, do ta Thiên Tinh Cung. Đi tiếp thu thôi Sán Tinh Hải ban phúc, mọi người không cần tổn thương hòa khí, chẳng phải đẹp thay. Hạ Nhược Tuyết diễn cảm nhất thời cứng ngắc, đổ cũng không nghĩ tới cái này trưởng lão, như vậy không khách khí. Diệp Thần cười nói, ta Tinh Nguyệt Thần Giáo đệ tử trẻ tuổi, nội tình còn yếu kém, không bằng quý phái đem thôi Sán Tinh Hải ban phúc cơ hội, nhường cho chúng ta, ta Tinh Nguyệt Thần Giáo nhất định vô cùng cảm kích. Trưởng lão kia ha ha cười một tiếng, gặp Diệp Thần đối chọi tương đối gay gắt. Cũng sẽ không nhiều lời nữa. Nói nhiều cũng là vô ích, ai có thể chân tránh đạt được thôi Sán Tinh Hải ban phúc cơ hội, thuộc hạ gặp chiêu thật là được. Hạ Nhược Tuyết nói, trưởng lão, Phạm Tinh Nghiên cô nương còn chưa tới sao?